Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1521, bất ngờ gặp mặt. Những năm qua Trương Tề Bảo luôn do dự giữa Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy, hắn căn bản không thể xác định xem ai sẽ là chỗ dựa thích hợp cho mình. Thật lòng thì hắn có khuynh hướng về phía chủ tịch Đường, vì hắn xem ra người này căn bản là dứt khoát hẳn hoi. Hắn gửi hy vọng vào vị lãnh đạo số 2 trong tỉnh, chờ mong một ngày Sầm Vật Cương sẽ bị điều đi, Đường Trấn Huy sẽ tiến lên chủ trì công tác ở tỉnh Mật Đông, khi đó sẽ là ngày nổi danh của mình. Những năm qua chính đàn Mật Đông luôn dục dịch, rất nhiều người tỏ ra bình tĩnh giống như Trương Tề Bảo, bọn họ lợi dụng tất cả các mối quan hệ để chờ đợi tin tức ban ngành Mật Đông có được điều động hay thay đổi gì không. Kết quả làm cho người ta cực kỳ thất vọng, đó là ban ngành tỉnh Mật Đông giống như rơi vào cục diện đáng buồn, căn bản không chút gợn sóng sợ hãi. Mãi đến khi vương tử quân vào mật đông thì bầu không khí bình tĩnh bao năm qua mới bị phá vỡ. Nếu như nói vương tử quân là một cán bộ trẻ đi đến làm cho từ sâu trong tâm linh đám cán bộ tỉnh mật đông xuất hiện một luồng gió bão, như vậy vương tử quân là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh càng làm cho người ta cảm thấy như tiếng sét bên tai. Chính trị luôn là một hình thái mà người ta khó thể nào phỏng đoán rõ ràng được, hơn nữa ý nghĩa của sự việc vương tử quân đến tỉnh mật đông là quá lớn. Đám người bên dưới không khỏi ra sức làm việc, cố gắng tạo ra một hình tượng tốt. Nhiều người thì ít vị trí, mỗi người trong quan trường đều nhìn chằm chằm vào một vị trí nhất định, nếu như anh có thể làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân, đây tuyệt đối là một đường tắt để đi lên đỉnh vinh quang. Trương Tề bảo biết mình có ưu thế tuyệt vời hơn người khác, thế nên hắn căn bản tính toán cực kỳ kỹ càng ở từng phương diện kết giao với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh xem những món ăn này có hợp khẩu vị không? nếu không thì đổi vài món khác trương tề bảo nhìn đám nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên rất nhanh hơn nữa đều là những món ăn tạo nên tên tuổi của nhà hàng thế là cảm thấy rất hài lòng thế nhưng hắn không rõ khẩu vị của vương tử quân vì vậy mở miệng vẫn có chút không yên vương tử quân nâng ly rượu lên nói rất tốt thư ký trưởng những món này rất hợp khẩu vị của tôi hôm nay mọi người đã vất vả rồi chúng ta cùng uống vài ly cho vui khi vương tử quân lên tiếng thì nói với lái xe tiểu lý lát nữa cậu chạy xe đi hôm nay tôi không cần xe tiểu lý còn kiên chỉ không muốn uống rượu thế nhưng vương tử quân nói rất chân thành thế nên hắn vội vàng nâng ly lên nói cảm ơn bí thư vương với độ tuổi của vương tử quân mặc dù có quan uy trên người thế nhưng hòa mình vào cuộc sống bình thường vẫn rất tốt trương tề bảo không hổ danh là một người có kinh nghiệm thấy vương tử quân hào hứng như vậy hắn nào dám làm cho lãnh đạo mất hứng. Thế là hắn càng tỏ ra sống động, nói ra vài câu chuyện vui, điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý cũng không còn cảm thấy gò bó như lúc đầu. Tút tút tút, khi mọi người ăn cơm được một lúc thì điện thoại trong túi áo của Vương Tử Quân vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó cười nghe máy Tiểu Bắc à. Em đang làm gì vậy? Anh đang dùng cơm, em và Tiểu Bảo Nhi đã ăn cơm chưa? Vương Tử Quân gọi điện thoại thì đám người Trương Tề bảo lập tức ngồi đàng hoàng trên vị trí của mình, chỉ sợ âm thanh mình phát ra sẽ ảnh hưởng đến bí thư Vương. Nhưng bọn họ cố gắng tỏ ra yên tĩnh thì những tiếng ồn ở phòng bên cạnh càng vang lên rõ ràng. Vừa rồi mọi người cười đùa vui vẻ thế nên không có cảm giác gì, bây giờ bầu không khí yên tĩnh lại thì những tiếng động bên kia càng thêm rõ ràng. Trương Tề bảo nhìn Vương Tử Quân đang gọi điện thoại, hắn khẽ gật đầu với Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch có chút sững sốt, hắn dùng ánh mắt trần chờ nhìn Trương Tề Bảo. Lúc này Tiểu Lý ngồi bên cạnh Triệu Hiểu Bạch lại cơ trí đứng lên, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trương Tề Bảo nhìn hành động của Tiểu Lý mà không khỏi thở dài, người với người khác biệt với nhau quá lớn, Triệu Hiểu Bạch thật sự không thích hợp làm một thư ký cho lãnh đạo. Khi Trương Tề Bảo đang cảm khái thì bầu không khí yên tĩnh trở lại, hắn đưa mắt nhìn Bí thư Vương đang vui vẻ gọi điện thoại thế là trên mặt nở nụ cười. Lúc này trương tề bảo đã đặt những sở thích của vương tử quân lên đầu não công tác của mình, thậm chí hắn muốn hầu hạ thật tốt công tác và cuộc sống của bí thư vương, xem đó là bộ phận công tác cực kỳ quan trọng của mình. sức khỏe của ông thế nào rồi? có nặng lắm không? vương tử quân hỏi có chút căng thẳng. dù hắn và mạc lão gia tử chỉ gặp mặt nhau vài lần một năm, thế nhưng trong lòng luôn có sự cảm kích với ông cụ. Năm xưa nếu không phải Mạc lão gia tử chuyên quyền độc đoán, chỉ sợ hắn và Mạc Tiểu Bắc sẽ khó đến được với nhau. Mùa đông năm ngoái tình hình sức khỏe của Mạc lão gia tử có hơi xấu, khi mùa xuân đến thì tinh thần của ông cụ giống như tốt hơn khá nhiều. Mạc Tiểu Bắc bỏ phần lớn thời gian ở bên cạnh Mạc lão gia tử, nàng thấy vậy thì chạy về Nam Giang chăm sóc tiểu bảo nhi, không ngờ bây giờ sức khỏe của ông cụ lại có vấn đề. Điều này căn bản là rất bình thường vì mạc lão gia tử đã đi qua hai thế kỷ, sức khỏe cũng không thể nào bền vững mãi được, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hai ngày trước không biết vì sao mà huyết áp của ông tụt xuống, bác sĩ nói chỉ sợ lần này rất nguy hiểm. Mạc tiểu bác nói bằng giọng điệu có vài phần nức nở. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi trầm giọng hỏi, bây giờ em đang ở đâu, nếu không ngày mai hai chúng ta về thủ đô một chuyến. Đúng lúc này bầu không khí chung quanh vốn yên tĩnh chợt trở nên ồn ào, thậm chí còn có những âm thanh di chuyển ghế. Trương Tề bảo thấy vương tử quân cao mày vì tiếng ồn chung quanh, thế là vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Khi Trương Tề bảo đi ra ngoài cửa thì chợt kinh hãi vì tình huống trước mặt, hắn thấy tiểu lý đang rằng co với một người đàn ông hơn 40 tuổi, tuy trên mặt tiểu lý không bị thương thế nhưng trên áo lại có dính nhiều vết bẩn. Anh làm gì vậy, muốn đánh người sao, còn không mau buông ra. Trương Tề bảo là người làm lãnh đạo nhiều năm, hắn căn bản cũng có quan uy của mình. Khi hắn thấy tiểu lý bị người ta đánh thì cũng không quan tâm đến nguyên nhân mà lên tiếng quát lớn. Nhưng đáng tiếc là người đàn ông kia cũng không quan tâm đến Trương Tề Bảo, hắn tất nhiên cũng không thèm nể mặt. Hắn giữ lấy cánh tay của Tiểu Lý rồi dùng giọng điệu không sạch sẽ mắng, tiểu tử kia, mày là cái quái gì mà dám nói những lời ngung cuồng với ông mày cũng không đái một bãi ra để soi gương mà xem dám quản chuyện của ông sao có tin ông đánh chết mày không tiểu lý vốn là một người có tính cách kiêu ngạo hơn nữa là lái xe cho vương tử quân thế nên bên cạnh có không ít người lên tiếng nịnh nọt bây giờ hắn uống vào chút rượu tất nhiên sẽ không chịu cúi đầu với người khác hừ ông có giỏi thì cứ làm rượu vào trong người thì sẽ biến thành ma quỷ uống rượu vào bụng thì tên đàn ông này cũng không sợ ai hơn nữa bây giờ hắn tụ tập đám bạn bè cùng hệ thống lại uống rượu với nhau, tất nhiên hắn sẽ không muốn mình bị mất mặt. Được, tiểu tử, ông thông cả hai đường Hắc Bạch Đạo, mày chờ đó mà xem, chút nữa cho mày vào đồn ngồi uống trà. Tên đàn ông lên tiếng rồi quay sang một người bạn, "Anh Lưu, anh gọi điện thoại cho phân cục công an để bọn họ đưa người đến." Anh Lưu đồng ý một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng gọi điện thoại đi. Trương Tề Bảo nhìn bộ dạng của đối phương thì cười lạnh nói: "Tiểu Lý, cậu chờ một chút, lát nữa người của cục công an sẽ đến xử lý." Tiểu Lý làm lái xe căn bản cung kính với Trương Tề Bảo hơn cả Triệu Hiểu Bạch, vì vậy Trương Tề Bảo lên tiếng thì hắn ngậm miệng lại. Tên đàn ông bên kia lúc này mới nhìn về phía Trương Tề Bảo, nhưng Trương Tề Bảo cũng không phải là người thường xuyên xuất hiện ở trường hợp công cộng, thế nên hắn cũng không nhận ra đối phương là ai nhưng tên đàn ông nhạy cảm căn cứ vào vẻ mặt của trương tề bảo để xác định đối phương công tác trong cơ quan chính quyền thế là hắn có chút do dự thế nhưng vẫn không muốn lùi bước thư ký trưởng trương sao ngài lại ở chỗ này khi bầu không khí bốn phía đang rất yên ắng thì có người lên tiếng chào hỏi trương tề bảo trương tề bảo ngẩng đầu nhìn người kia lúc này hành lang có hơi tối người kia lại đứng ở chỗ không có ánh sáng thế cho nên không nhìn rõ mặt khi người kia tiến lên vài bước thì Trương Tề Bảo mới nhận ra đối phương là ai. Trương Tề Bảo nhìn người kia mà không khỏi có chút cảm khái, có câu tìm khắp thiên hạ không gặp mặt thế nhưng cuối cùng gặp mặt lại không tốn chút công. Trương 1522, một kẻ khôn khéo giấu miệng trong lòng, kẻ ngu xuẩn đặt suy nghĩ ra bên ngoài. Chào trưởng phòng lý, anh dùng cơm ở đây sao? Nếu không phải là vì Trương Tề Bảo vừa mới đề cử Lý Bạch Vũ, lại biết vương tử quân chuẩn bị dùng lý bạch vũ thì trương tề bảo sẽ căn bản không tỏ ra khách khí như vậy lý bạch vũ lần này đến tham gia buổi gặp mặt bạn học cũ cũng không ngờ gặp mặt trương tề bảo ở nơi đây hắn và trương tề bảo năm xưa có chút kết giao với nhau lúc này lên tiếng chào hỏi cũng là vì muốn hạ bậc thang cho người chồng bạn học cũ của mình không ngờ vài năm qua đi trương tề bảo vẫn còn khách khí với mình lý bạch vũ là người đã trải qua mưa gió ở thành phố linh long thế nên phương diện đối nhân xử thế tăng tiến rất mạnh hắn nhanh chóng rỗi hai tay ra với trương tề bảo chào thư ký trưởng trương ngài cũng đến đây dùng cơm sao rất vinh hạnh khi được gặp mặt ngài trương tề bảo và lý bạch vũ bắt tay với nhau nụ cười trên mặt trương tề bảo càng thêm sáng lạn bạch vũ nhiều ngày không gặp sau này có cơ hội thì hai ta sẽ cùng uống vài ly tên đàn ông bên kia thấy lý bạch vũ quen biết trương tề bảo thì không khỏi có chút kinh hoàng Thế nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ vị trí hiện tại của Lý Bạch Vũ, hơn nữa thư ký trưởng Trương lại khách khí với Lý Bạch Vũ như vậy, chắc chắn chỉ là một vị phó thư ký trưởng cấp thành phố mà thôi. Thậm chí có thể nói đây là phó thư ký trưởng của Hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc một thành phố nào đó. Với năng lực của hắn, đừng nói là phó thư ký trưởng, cho dù là thư ký trưởng cũng không đáng là gì. Bạch Vũ nếu như là bạn của anh thì chuyện này tôi bỏ qua tôi nói cho anh biết sau này xử lý việc gì cũng nên an phận một chút cũng đừng nên được ba đòi bốn ông đây căn bản không phải là người thích nhượng bộ lời nói của tên đàn ông to béo làm cho trương tề bảo không khỏi nhíu mày khi hắn chuẩn bị mở miệng thì vương tử quân đi ra khỏi phòng hắn nhìn tình hình có chút lộn xộn rồi hỏi tề bảo có chuyện gì vậy trương tề bảo ý thức được mình phải chặt đứt những rắc rối vào lúc này Bây giờ có nhiều vị khách vây quanh, nếu như những người kia biết được thân phận của Vương tử quân cũng không hay. Thế là hắn kéo tay của Tiểu Lý rồi cười nói, cũng không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục dùng cơm thôi. Tên đàn ông to béo bên kia nhìn Trương Tề Bảo đi vào cửa thì dùng sức hừ một tiếng cực kỳ khinh miệt. Tên đàn ông béo lúc này tỏ ra rất tự hào, hắn nhìn đám người nơi đây rồi lớn tiếng cười nói, anh Lưu, anh gọi điện thoại cho người của đồn công an để cho bọn họ quay về đi. Anh Lưu vừa rồi bấm điện thoại quay sang nói với Lý Bạch Vũ, "Cậu Bạch Vân, lần này là tôi nể mặt anh, nếu không dựa vào tính tình của tôi, chỉ sợ việc này không thể giải quyết đơn giản như vậy được." Đám người kia tuổi nhỏ mắt đặt lên trời, dám vênh mặt hất hàm sai khiến với chúng tôi sao? Lý Bạch Vũ căn bản không có hảo cảm gì với người này, nếu không phải vì vợ mình là bạn học với vợ người ta, hơn nữa bữa gặp mặt hôm nay lấy danh nghĩa là họp mặt nhóm bạn nữ nam xưa, hắn không thể không nể mặt vợ mình nếu không sẽ chẳng đến lúc này lý bạch vũ thấy đối phương nói giống như đang cực kỳ nể mặt mình hắn không khỏi có chút bực bội hắn nhìn lướt qua đám người kia sau đó nói với tên đàn ông mập mạp thành thông lần này anh chọc vào phiền toái rồi vì người vừa rồi chính là phó thư ký trưởng trương tề bảo của văn phòng ủy ban nhân dân tinh sao tên đàn ông đang cầm đúa gắp một miếng thịt chợt khựng lại vẻ mặt rất khó coi Tên đàn ông mập vốn cho rằng đó chỉ là một phó thư ký trưởng văn phòng cấp thành phố, không ngờ lại là phó thư ký trưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đây là người có thể trực tiếp đối thoại với lãnh đạo của mình, chính mình đắc tội với một người có cấp bậc tương đương với lãnh đạo cũng không phải là việc gì hay. Bầu không khí vừa rồi có chút lộn xộn đã yên tĩnh trở lại, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lý Bạch Vũ. Những người được vợ Lý Bạch Vũ giới thiệu này phần lớn đều công tác trong cơ quan hành chính. Hơn nữa có người phát triển khá tốt. Trước kia Lý Bạch Vũ cũng là một thành viên nặng ký, thế nhưng bây giờ lại không còn hào quang như năm xưa. Tuy những người khác vẫn gọi hắn là trưởng phòng Lý, thế nhưng Lý Bạch Vũ biết một vị trưởng phòng như mình căn bản không còn độ nặng trong mắt người khác. Ví dụ như sự kiện vừa rồi, tên đàn ông mập mạp kia đến mời rượu, chính mình phải uống nhiều hơn người ta một ly. Vì sao lại như vậy? còn không phải đối phương ức hiếp vì hắn không còn vị trí quan trọng sao nếu là trước kia thì chỉ sợ lý bạch vũ đã đứng lên rời đi thế nhưng bây giờ dù nói thế nào thì hắn cũng phải nể mặt vợ hắn bỏ đi thì vợ mình cũng mất mặt thế cho nên dù thế nào cũng phải uống cạn ly rượu bây giờ lý bạch vũ nhìn bộ dạng giật mình của tên mập kia mà không khỏi cảm thấy thỏa mãn hắn cố ý chỉ hoãn nửa phút rồi mới trầm giọng nói Người vừa rồi lên tiếng nói chuyện với anh chính là Phó Thư ký trưởng Trương Tề Bảo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ anh ấy là Phó Thư ký trưởng chuyên trách cho Bí Thư Vương, danh tiếng rất lớn. Là những người công tác trong cơ quan nhà nước nên đám người nơi đây căn bản không xa lạ gì Bí Thư Vương, thậm chí có thể nói khoảng thời gian gần đây bọn họ chủ yếu nói về chuyện của Bí Thư Vương. Bí Thư Vương là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, có năng lực, có thành tích, đến Mật Đông chiếm vị trí số 3 trong tỉnh ủy. Vương Tử Quân đến rõ ràng là vì tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh sau khi Đường Trấn Huy về hưu, thậm chí sau này sẽ tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Mật Đông. Nếu có thể lôi kéo làm quen với một nhân vật như vậy thì tương lai sẽ cực kỳ tươi sáng. Trương Tề bảo vốn không phải là người phát triển tốt ở trong ủy ban nhân dân tỉnh, cũng không phải là phó thư ký trưởng chuyên trách cho bất kỳ vị phó chủ tịch tỉnh nào, vì vậy sau khi Vương Tử Quân đến Mật Đông hắn trở thành phó thư ký trưởng chủ trì công tác cho bí thư vương, tất nhiên sẽ là nước lên thuyền lên. Đừng nói là Trương Tề Bảo vào thời điểm bây giờ, cho dù là thời điểm trước đó thì đám người này cũng không dám đắc tội với Trương Tề Bảo. Bạch Vũ, người nọ thật sự là Trương Tề Bảo sao? Người đàn ông gọi là Thành Thông đã đổ mồ hôi ra khắp người, cảm giác say cũng giảm đi vài phần. Lý Bạch Vũ nhìn thấy bộ dạng của Thành Thông thì không khỏi cảm thấy thích thú, vài năm qua đối phương liên tục chơi sỏ mình dù là ngoài sáng hay trong tối, nguyên nhân là gì thì hắn hiểu rõ ràng. Người này năm xưa từng theo đuổi vợ mình, thế nhưng khi đó hắn và vợ đã yêu nhau, thế cho nên đối phương mới lấy bạn học của vợ mình. Trường 1522, hai kẻ khôn khéo giấu miệng trong lòng, kẻ ngu xuẩn đặt suy nghĩ ra bên ngoài. Đáng lý ra hai bên cũng không có vấn đề gì cả, thế nhưng có lẽ vì trước kia là tướng bại trận trong tay của Lý Bạch Vũ, Thế cho nên người này lúc nào cũng gây khó khăn cho hắn. Đặc biệt là sau khi hắn thua và rời khỏi Linh Long, người này càng tỏ ra quá mức. Bây giờ thì tốt, một cơ hội tốt như vậy nếu như Lý Bạch Vũ không lợi dụng một chút, chẳng phải làm cho người ta mắng ngu rốt sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lý Bạch Vũ trầm giọng nói, người kia là Trương Tề Bảo, vừa rồi anh có nhìn thấy người đi ra gọi thư ký trưởng Trương Tề Bảo đi vào hay không? Nếu tôi đoán không lầm thì người đó chính là Bí thư Vương Tử Quân, nếu không anh thử nghĩ mà xem, có ai ở trong thành phố rừng mật này có năng lực lớn như vậy, có thể nói một câu để thư ký trưởng Trương Tề Bảo phải quay về. Thành Thông càng cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm, sau khi xác định được thân phận của Trương Tề Bảo thì hắn cảm thấy rất sợ hãi, đừng nói là biết được có cả Vương Tử Quân ngồi trong kia. Chỉ cần Bí thư Vương mở miệng, đừng nói là hắn, cho dù là lãnh đạo thượng cấp cũng cực kỳ khốn khổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này phải làm sao đây? Thành Thông cảm thấy luống cuống tay chân, hắn nghĩ đến phương diện vừa rồi Trương Tề bảo rất khách khí với Lý Bạch Vũ, thế là giống như nắm bắt được cây cỏ cứu mạng, nhanh chóng đứng lên nói: "Anh Bạch Vũ, vừa rồi tôi thấy thư ký trưởng Trương rất quen thuộc với anh, mong anh giúp tôi một tay, cho tôi một cơ hội giải thích với thư ký trưởng Trương." Lý Bạch Vũ nghe thấy lời nói của Thành Thông thì không khỏi ngây cả người. Tuy hắn có quen biết với Trương Tề Bảo thế nhưng vừa rồi cũng chỉ là vì đối phương nể mặt mình mà thôi, dù sao hắn cũng tự hiểu tình huống của mình bây giờ là như thế nào. Trương Tề Bảo dựa vào cái gì để nể mặt hắn? Vừa rồi hai bên trò chuyện chẳng qua là vì có quen biết trước đó mà thôi. Khi Lý Bạch Vũ đang do dự thì vợ của Thành Thông đã nói: "Anh Bạch Vũ, Thành Thông là người ngốc nghếch, mong anh giúp đỡ một lần, có phải vậy không hiểu đồng?" Lỗ Hiểu Đồng là một người công tác trong ban hành chính tỉnh, thế nhưng chỉ có nhiệm vụ ở phòng văn kiện, căn bản không hiểu nhiều về phương diện quan trường. Lúc này nàng nghe thấy thành thông van nài chồng mình, thế là không khỏi sinh ra cảm giác hãnh diện. Đồng thời bây giờ đám người bọn họ đang tụ hội lại với nhau, nếu như Lỗ Hiểu Đồng không đồng ý, như vậy sau này sao có thể gặp mặt nhau được. Bạch Phú, anh đến giải thích với thư ký trưởng Trương một tiếng, chuyện này là do thành thông uống quá nhiều mong bọn họ đại nhân không chấp nhất tiểu nhân là được lý bạch vũ có thể từ chối lời nói của những người khác thế nhưng vợ đã lên tiếng thì cũng khó chối từ dù sao khi hắn ảm đạm quay về phải đối mặt với nhiều người châm chọc khiêu khích thế nhưng vợ vẫn đối xử với hắn trước sau như một nhưng lý bạch vũ căn bản không nắm chắc thành công khi hắn đang cảm thấy khó xử thì người được thành thông gọi là anh lưu cũng cười lên tiếng anh bạch vũ anh cũng biết thành thông là người đặt nhân tâm ra bên ngoài mong anh nói vài lời tốt với thư ký trưởng, mong thư ký trưởng bỏ quá cho. Lúc này đám người trong phòng đều nhìn về phía Lý Bạch Vũ, những năm qua hắn chưa từng có được thể diện như vậy. Thế nhưng hắn thật sự không nắm chắc, dù sao thì việc này cũng không nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Khi Lý Bạch Vũ chuẩn bị mở miệng đồng ý thì tiếng gõ cửa vang lên, khi cửa được mở ra thì triệu hiểu Bạch xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua căn phòng yên tĩnh rồi trầm giọng nói, xin hỏi đồng chí nào là Lý Bạch Vũ, mong ngài đi theo tôi một chút. Lý Bạch Vũ căn bản có ấn tượng với người đàn ông trẻ tuổi cùng đi với Trương Tề Bảo này, hắn chợt kinh hoàng, sau đó vội vàng đứng lên nói, tôi chính là Lý Bạch Vũ, xin hỏi có phải là thư ký trưởng Trương tìm tôi không? Audio điện tử võ tấn bền Triệu hiểu Bạch Trần chờ một chút, sau đó hắn dùng giọng do dự nói, không phải. Lý Bạch Phú chợt cảm thấy đỏ mặt, thật ra hắn nói ra câu vừa rồi cũng không có vấn đề, nếu không phải gặp một người không hiểu quá nhiều về thế sự như Triệu Hiểu Bạch, câu nói vừa rồi của hắn không có chút vấn đề. Đám người trong phòng vừa rồi bị Trương Tề bảo hù dọa cho sợ hãi, bây giờ không biết đang buồn cười đến mức nào, thế nhưng bọn họ chỉ có thể ngồi im lặng, lặng lặng nhìn sự việc phát triển. Triệu Hiểu Bạch cũng thấy bầu không khí xấu hổ trong phòng, hắn trầm ngâm một chút rồi nói: là lãnh đạo của chúng tôi yêu cầu ngài đi qua, thư ký trưởng Trương cũng có mặt ở đó. Triệu Hiểu Bạch nói ra những lời này làm cho Lý Bạch Vũ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, anh à, anh là đại gia thì làm phiền nói chuyện nhanh hơn một chút, cũng đừng nên nói theo kiểu ngắt quãng như vậy, nếu không người ta cũng bị anh hù chết mất. Sau khi nghe nói có mặt Trương Tề Bảo ở đó thì thành thông vội vàng đứng lên. Hắn dùng tốc độ cực nhanh lấy từ trong chiếc cặp đen phía sau ra một chai Mao Đài nói với Lý Bạch Vũ, "Bạch Vũ, nếu thư ký trưởng Trương có mặt ở đó, không bằng tôi và anh đi mời một ly rượu." Lý Bạch Vũ lúc này cũng loáng thoáng hiểu được chút gì đó, khi hắn đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn thì lại nghe Thành Thông nói muốn đi mời rượu. Hắn hiểu được tâm tư của Thành Thông, đó là kính lãnh đạo vài ly để bỏ qua chuyện cũ, nhưng những người ngồi bên kia sao có thể uống như vậy được? Nếu Lý Bạch Vũ không đồng ý cũng không hay, vì có nhiều người ngồi nơi đây, nói vậy là không nể mặt Thành Thông, còn biểu hiện mình là người quá kiêu căng, thế cho nên lúc này hắn cảm thấy rất khó khăn. Khi Lý Bạch Vũ đang do dự thì Triệu Hiểu Bạch đã trầm giọng nói, "Lãnh đạo chúng tôi chỉ yêu cầu đồng chí Lý Bạch Vũ đi sang nói chuyện, những người khác không cần phải đi theo." Thành Thông là phó đội trưởng chi đội hình sự trinh sát của cục công an thành phố, có thể nói là một người phát triển khá tốt. Dù là đi đến đâu cũng được người ta nể mặt Hắn biết rõ người ngồi bên kia là Trương Tề Bảo Thế nhưng hắn cũng không dám nói bất kỳ điều gì Chỉ có thể đưa mắt nhìn Lý Bạch Phú chuẩn bị lên tiếng Lý Bạch Phú thấy Triệu Hiểu Bạch nói lời giải vây cho mình thì cảm thấy rất vui mừng Thế nhưng biểu hiện vẫn an ủi Thành Thông Tôi sẽ đi gặp mặt lãnh đạo, có cơ hội nhất định sẽ nhắc đến chuyện của anh Thành Thông khẽ gật đầu, hắn đưa chai rượu mao đài trong tay cho Lý Bạch Phú sau đó dùng giọng kính nhờ nói bạch vũ anh nhất định phải giúp đỡ tôi tất cả cũng là vì cái miệng hại cái thân lý bạch vũ cũng không quan tâm đến lời nói cảm khái của thành thông hắn cầm lấy chai rượu đi theo triệu hiểu bạch ra khỏi phòng hắn chợt cảm thấy mình sinh ra cảm giác khác thường giống như chỉ cần đi qua cánh cửa này thì mình sẽ phá vỡ một hàng rào khó chịu vương tử quân quyết định ngày mai hoặc ngày mốt sẽ đi về thủ đô thế nên hắn muốn nhanh chóng giải quyết những chuyện tương quan vì vậy sau khi nghe nói Lý Bạch Vũ ở bên cạnh thì yêu cầu Triệu Hiểu Bạch sang mời. Chương 1523, một diễn đàn kêu gọi đầu tư. Hai năm qua Lý Bạch Vũ luôn ghi trong lòng một câu danh ngôn, anh càng nghe thấy những âm thanh ồn ào náo động thì càng không rõ đó là âm thanh gì. Sau một lần ngã đau chán nản thì tâm tình của hắn biến đổi tốt hơn rất nhiều. Vì vậy khi đi theo Triệu Hiểu Bạch đến gặp lãnh đạo Hắn vừa nhìn thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy một cảm giác nghiêm trang và cực kỳ thần bí rất vô hình, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, tim đập rộn lên. Đồng thời hắn chợt sinh ra một dự cảm, biết đâu người đang ngồi nơi này sẽ có ơn chi ngộ với mình. Tuy Vương Tử Quân đã nghe Trương Tề bảo nói về bản lĩnh của Lý Bạch Vũ, thế nhưng tai nghe là giả mà mắt thấy mới là thật, rốt cuộc Lý Bạch Vũ có thật sự có bản lĩnh hay không thì phải gặp mặt mới biết được phải biết rằng phương diện kêu gọi đầu tư để xã hội hóa các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao chính là một khâu quan trọng nhất của Vương Tử Quân, nếu như tìm được người có cá tính và năng lực thì mới tốt cho được. Tuy vừa rồi có đối mặt với đám người Lý Bạch Vũ, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản còn chưa biết rõ Lý Bạch Vũ có bộ dạng thế nào. Sau khi Lý Bạch Vũ đi theo triệu hiểu Bạch vào cửa, Vương Tử Quân không khỏi đưa mắt đánh giá đối phương nếu nói về phương diện tuổi tác thì lý bạch vũ hơn vương tử quân vài tuổi gương mặt hơi gầy nhìn qua có vẻ cực kỳ tràn đầy tinh thần nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương hắn cảm thấy lý bạch vũ có chút căng thẳng vương tử quân cũng không quá quan tâm đến biểu hiện có chút căng thẳng của lý bạch vũ hắn nhìn lý bạch vũ rồi cười nói trưởng phòng lý vừa rồi thư ký trưởng trương nói anh có mặt ở bên phòng bên kia thế nên tôi cho hiểu bạch đi mời anh sang tâm sự những năm qua Lý Bạch Vũ đã trải qua tình huống lòng người thay đổi khó lường, thế nên tính nét kiêu ngạo bị đánh chết đi rất nhiều. Bây giờ hắn không hiểu bí thư vương gọi mình sang làm gì, thế nhưng cũng biết dù sao đây cũng là cơ hội tiếp xúc gần với lãnh đạo, mình cần phải cố gắng tất cả khả năng để biểu hiện cho tốt. Thế là hắn lập tức cười nói, có thể được trò chuyện với lãnh đạo là niềm vinh hạnh lớn của tôi. Sau khi Lý Bạch Vũ đi vào cửa, Trương Tề bảo luôn chú ý đến hành vi của đối phương, khi thấy Lý Bạch Vũ không còn kiêu ngạo như năm xưa, thế là hắn thở dài một hơi. Có một câu như thế này, không có mưa gió sao xuất hiện cầu vồng, bây giờ xem ra Lý Bạch Vũ đã hiểu biết nhiều hơn. Nếu như Lý Bạch Vũ vẫn còn vinh váo kiêu ngạo như năm xưa, chính Trương Tề Bảo cũng cảm thấy mình đã đề cử sai người. Vương Tử Quân nhìn Lý Bạch Vũ đứng phía bên kia, hắn cười rồi chỉ vào một chiếc ghế nói, Bạch Vũ, chúng ta không phải đang ở trong đơn vị, trên bàn rượu cũng không có lãnh đạo gì cả mời anh ngồi uống xuống vài ly lý bạch vũ có chút do dự thế nhưng vẫn phải ngồi xuống đối diện với vương tử quân lúc này hắn đã xác định được thân phận của vương tử quân thế là trong lòng cảm thấy rất hưng phấn cũng cảm thấy có chút ghen ghét với bản lĩnh và độ tuổi của hắn thì bây giờ cũng nên phát triển đến một vị trí tốt đẹp rồi thế nhưng đến bây giờ vẫn là một người bị người ta coi thường Bây giờ đến gặp mặt một vị lãnh đạo còn nhỏ tuổi hơn cả mình, thế nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lý Bạch Vũ khiêm tốn cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, thật lòng thì hắn cũng không cho rằng Bí thư Vương có gì hơn mình. Vương Tử Quân cũng không rõ tâm tư của Lý Bạch Vũ, hắn nâng ly rượu nhìn thoáng qua đám người Lý Bạch Vũ, sau đó cười nói, "Mọi người cùng uống một ly." Lời đề nghị của Vương Tử Quân căn bản làm cho đám người Trương Tề Bảo không có khả năng từ chối. Sau khi uống một ly thì bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hơn. Vương Tử Quân ngay từ đầu cũng không nói đến phương diện kêu gọi đầu tư cho hạng mục đại hội thể dục thể thao, trước tiên hắn nói về các chuyện không mấy tương quan, hắn muốn xem phẩm tính của Lý Bạch Vũ là như thế nào. Khi địa vị liên tục tăng tiến thì Vương Tử Quân cũng chú ý đến cách nhìn người, thế nhưng phương pháp của hắn căn bản không có bất kỳ một hệ thống nào, càng không phải là nhìn vào tướng mạo để xác định bản tính. Phương pháp nhìn người của hắn chủ yếu là sáu chữ, nghe người nói, nhìn người đi. Lúc đầu thì Lý Bạch Vũ có chút thận trọng, nhưng sau khi uống vài ly thì bản tính đã lộ ra. Nói một cách khách quan thì Lý Bạch Vũ là người có tài ăn nói khá tốt, có thể nắm bắt cơ hội, lên tiếng lưu loát, trật tự rõ ràng, mở miệng làm cho Vương Tử Quân liên tục gật đầu. Vương Tử Quân mẫn cảm ý thức được người này đã là một chiếc cành cây héo khô, chỉ cần cho đối phương cơ hội chắc chắn sẽ đâm chồi nảy lộc rất mạnh. Sau khi qua vài vòng rượu thì bầu không khí trên bàn cơm càng thêm phù hợp, Vương Tử Quân lúc này mới cười nói, trưởng phòng lý, tôi nghe nói trước kia anh từng là một người chủ quản công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Linh Long có phải không? Công tác kêu gọi đầu tư ở thành phố Linh Long chính là vết sẹo khó thể khép miệng với Lý Bạch Vũ, hắn dùng tất cả biện pháp và khổ sở xây dựng một cơ sở tốt đẹp, thế nhưng cuối cùng vì miêu Dược Hổ nói một câu mà cuốn gói rời đi. Cơ sở mà hắn tạo dựng lên ở thành phố Linh Long được kẻ khác cướp lấy làm công cụ tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng vì không có phương án hiệu quả mà sụp đổ. Tôi cũng từng cho ra một cơ sở kêu gọi đầu tư, thế nhưng lại sụp đổ vì những kẻ vô dụng, thật sự là thiệt thòi. Trưởng phòng Lý cảm thấy cái gì là quan trọng nhất trong phương diện kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến chút tâm tư kiêu ngạo của Lý Bạch Vũ, hắn nhìn Lý Bạch Vũ rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi: lý bạch vũ giống như uống chút rượu thì cảm giác gò bó tan biến vài phần bây giờ đã thả lỏng hơn hắn ngẩng đầu lên buông đôi đũa trong tay ra rồi nói cái gì là tư bản cái gì là kêu gọi đầu tư cái gì là diễn đàn kêu gọi đầu tư chỉ sợ rất nhiều người căn bản không hiểu rõ ràng những điều này tôi cho rằng địa phương muốn phát triển được phải đầu tư kinh doanh một cách có khoa học phá vỡ quan niệm có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu không vì thiếu tiền mà không dám làm việc lớn Mắc nợ thì sợ hãi, mãi lo lắng xảy ra vấn đề, bất lực vì không trả được nợ cũ, hơn nữa vay nợ quá dễ dàng cũng sinh ra nhiều vấn đề. Chương 1523, 2, diễn đàn kêu gọi đầu tư. Kinh doanh khoa học chính là con đường duy nhất để xí nghiệp phát triển lớn mạnh, nếu một thành phố muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, không thể thiếu một diễn đàn kêu gọi đầu tư. Tôi cảm thấy quan trọng nhất ở phương diện xây dựng diễn đàn kêu gọi đầu tư chính là sự thành tín Đám người thành phố Linh Long vì cố ý làm cho diễn đàn kêu gọi đầu tư không còn sự thành tín, thế cho nên mới sinh ra kết quả như bây giờ. Sau khi nghe Lý Bạch Vũ dùng giọng thao thao bất tuyệt phân tích về các phương diện kêu gọi đầu tư, hắn không khỏi sinh ra cảm giác lần này mình không tìm lầm người. Tuy không biết thao tác cụ thể như thế nào, thế nhưng nhìn vào phương diện lý luận thì Lý Bạch Vũ căn bản có nhiều hiểu biết ở mảng kêu gọi đầu tư này. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn hỏi thêm Lý Bạch Vũ vài vấn đề về đầu tư, sau đó rời chủ đề sang phương diện đầu tư cho các hạng mục đại hội thể dục thể thao. Hắn gấp một miếng thức ăn đưa lên miệng nhai nuốt rồi hỏi Lý Bạch Vũ: Tỉnh mật đông chúng ta muốn xây dựng các hạng mục chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, thế nhưng lại gặp vấn đề ở phương diện tài chính. Anh vừa nói đến phương diện kêu gọi đầu tư, vậy anh cảm thấy nếu như áp dụng phương pháp kêu gọi đầu tư, có thể giải quyết được vấn đề khó khăn về tài chính hiện tại hay không? lý bạch vũ vừa rồi nói rất nhiều thế nhưng cũng không uống nhiều bây giờ nghe rõ câu hỏi của vương tử quân hắn đã hiểu vương tử quân có ý gì hắn biết rõ công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao bây giờ vương tử quân hỏi về điều này tất nhiên cơ hội của hắn đã đến bí thư vương tôi cảm thấy kêu gọi đầu tư chính là con đường duy nhất để thực hiện các hạng mục của đại hội thể dục thể thao dù sao thì xây dựng các công trình cho đại hội thể dục thể thao cũng cần quá nhiều tiền nếu như tất cả trông chờ vào ngân sách của tỉnh như vậy dù tình hình tài chính của chúng ta rất tốt vẫn có những khó khăn không nhỏ khi thấy vương tử quân gật đầu thì lý bạch vũ cảm thấy sảng khoái lúc này hắn cảm thấy mình có giá trị hắn cảm thấy một con đường đầy ánh sáng đang trải ra dưới chân mình lần này lý bạch vũ cảm thấy mình cũng không cần phải cầu cạnh người ta vì lần này bí thư vương nhất định phải dùng đến mình dù sao thì cũng không ai trong tỉnh Mật Đông có thể thắng mình ở phương diện kêu gọi đầu tư. Vương tử quân nhìn nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên mặt Lý Bạch Vũ, hắn có thêm vài phần tin tưởng vào đối phương. Lý Bạch Vũ nói rằng tình hình tài chính của tỉnh rất tốt, đây là thoa son thiếp vàng lên phương diện tài chính, hắn chỉ cười cười với lời nói này, sau đó trở Lý Bạch Vũ nói tiếp. Xây dựng một diễn đàn kêu gọi đầu tư cũng không phải là quá khó khăn với tỉnh chúng ta, cái khó chính là làm sao cho những người có tiền, những xí nghiệp đang cần đầu tư phải tình nguyện ném tiền vào trong hạng mục của chúng ta. vì vậy tôi cảm thấy phương diện này không thể nào tách rời khỏi những trích sách giúp đỡ của tỉnh ủy. những ý nghĩ của lý bạch vũ căn bản đều hợp khẩu vị của vương tử quân. hắn nhìn lý bạch vũ ngồi đối diện với mình, cảm thấy đây là người rất đáng gặp. nếu đối phương giúp đỡ mình ở phương diện kêu gọi đầu tư thì sẽ giảm đi nhiều việc liên quan đến tài chính trong tỉnh. Trong đầu Vương tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, ánh mắt hắn rơi lên mặt Lý Bạch Vũ, lúc này gương mặt hắn càng lúc càng có thêm chút kiêu ngạo. Vương tử Quân cũng không quan tâm đến chút cảm giác kiêu ngạo của người này, vì người có tài thường hay kiêu ngạo, thế nhưng là một thủ hạ mà quá kiêu ngạo sẽ không được chào đón. Lúc này Lý Bạch Vũ đã bị ghẻ lạnh quá lâu, vẫn còn kiêu ngạo như thế, có thể thấy năm xưa người này xây dựng diễn đàn kêu gọi đầu tư ở thành phố Linh Long sẽ như thế nào cũng dễ hiểu vì sao năm xưa Lý Bạch Phú bị miêu dược hổ đá văng ra khỏi thành phố Linh Long Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Lý Bạch Phú lần này vì việc xây dựng các hạng mục công trình của Đại hội Thể dục Thể thao mà trong tỉnh chuẩn bị xây dựng một diễn đàn kêu gọi đầu tư chuẩn bị cung cấp sự giúp đỡ về tiền tài cho các hoạt động của Đại hội Thể dục Thể thao tâm tư của Lý Bạch Phú trợt nóng lên hắn biết rõ Vương Tử Quân không vô duyên vô cớ gọi mình đến bây giờ lời tiên đoán của hắn đã linh nghiệm hắn sẽ là người phụ trách diễn đàn kêu gọi đầu tư kia điều này căn bản là một bước tiến cực kỳ lớn của hắn nếu như lý bạch vũ làm tốt chuyện này như vậy sau này hắn sẽ được coi trọng dù là miêu dược hổ gặp lại cũng phải khách khí với mình tất nhiên điều quan trọng trong chuyện này chính là làm tốt quan hệ với bí thư vương lý bạch vũ không nói gì chờ bí thư vương tử quân tiếp tục lên tiếng nhưng vương tử quân lại thay đổi chủ đề hắn trầm giọng nói vừa rồi anh nói những lời rất đúng về phương diện kêu gọi đầu tư kêu gọi đầu tư quan trọng nhất là hai chữ đầu tư thế nhưng trong quá trình đó anh cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm vào chính sách của tỉnh anh cần phải mở rộng tầm mắt của mình vận dụng nhiều phương án kinh doanh liên hợp tất cả các nhà đầu tư tạo nên một kết cấu đầu tư vận chuyển giữa buôn bán và chuyển nhượng hạng mục anh phải làm sao cho chính quyền Người khởi phát, người cho vay và nhà đầu tư đều phải tham dự vào trong một quá trình khép kín. Hai mắt Lý Bạch Vũ chợt trừng lên, nếu như vừa rồi hắn có chút tự đắc, như vậy bây giờ giống như bị một gáo nước lạnh xối lên đầu. Vừa rồi hắn có chút kiêu ngạo về kinh nghiệm và năng lực của mình ở phương diện kêu gọi đầu tư, thế nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân nói thì hắn lại đổ mồ hôi hột. Lý Bạch Vũ là người có kinh nghiệm lâu năm ở phương diện kêu gọi đầu tư, hắn biết rõ ý nghĩa những lời nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Vừa rồi hắn có thể nói ra vài quan điểm của mình, thế nhưng cũng không ngờ Vương Tử Quân đứng ở góc độ cao hơn, ánh mắt nhìn xa hơn, biện pháp càng thực dụng hơn so với hắn. Nếu như Bí Thư Vương có thể tự mình chủ trì công tác kêu gọi đầu tư, như vậy còn phải tìm mình sao? Thật ra hôm nay Thành Thông là phó tri đội trưởng đội hình sự trinh sát của Cục Công an thành phố đến đây dùng cơm cũng không mấy thoải mái không vì nguyên nhân gì khác, vì người phụ nữ lỗ hiểu đồng là người mà hắn nhớ mãi không quên. Năm xưa sau khi lỗ hiểu đồng tốt nghiệp không lâu thì được gả cho Lý Bạch Vũ nổi tiếng hào hoa phong nhã. Khi tiến hành hôn lễ thì Thành Thông dùng giọng thất vọng nói với lỗ hiểu đồng, xem ra anh không còn hy vọng gì. Đây vốn chỉ là một câu nói đùa giỡn, thế nhưng khi đó lỗ hiểu đồng lại nắm chặt tay chú rễ rồi nói, ai bảo anh không còn cơ hội. Chờ kiếp sau đi. Thành Thông nói, nếu em không thể lấy anh, như vậy em nên giới thiệu cho anh một người với chứ? Vì vậy mà Thành Thông mới lấy bạn học của Lỗ Hiểu Đồng, nhưng không thể không thừa nhận rằng Thành Thông luôn canh cánh trong lòng vì sự kiện Lý Bạch Vũ cưới Lỗ Hiểu Đồng về làm vợ. Chương 1524, 1 vượt qua anh ở phương diện mà anh đắc ý nhất. Sáng sớm hôm nay vợ Lục Tung quần áo bắt Thành Thông phải thay đổi trang phục, hắn cảm thấy rất không thoải mái vì dù sao hắn cũng không muốn thấy lý bạch vũ và lỗ hiểu thông làm một cặp đôi đi bên cạnh nhau không phải chỉ là một cuộc gặp mặt của những người nữ bạn học sao vì sao phải nhọc lòng tôi phải ăn mặt trang trọng như vậy đây chỉ là một sự kiện tụ hội ăn uống nghỉ ngơi mà thôi cô tội gì phải làm khổ tôi như thế dù gì tôi cũng là một vị phó đội trưởng đội hình sự trinh sát cục công an thành phố không phải mạnh mẽ hơn lý bạch vũ sao cô chỉ cần nói cho tôi biết buổi tối có một cuộc gặp mặt quan trọng, tôi sẽ tự thu xếp được, cũng không phải tôi là kẻ ngu. Sau khi bị ép thay đổi trang phục thì hắn giống như một món ăn chuẩn bị bưng lên cho người ta thưởng thức. Nhưng một buổi gặp mặt bình thường như vậy lại xảy ra chuyện. Bạch Vũ sao còn chưa quay lại, thành thông giống như ngồi đống lửa đứng đống than, hắn cảm thấy rất gấp gáp. Lúc này người trong phòng cũng không tiếp tục uống rượu, Nhân viên phục vụ vừa bưng lên món cá hấp cũng bị vứt trong mâm không ai lấy ra. Đám người có tinh thần khá chán nản, thế nên cũng không mấy quan tâm đến món cá rất ngon trên bàn. Đám người trong phòng cũng đã quen với phản ứng thế này của thành thông, bọn họ cũng không muốn dây dưa vào chuyện này vì người bên kia căn bản là có địa vị quá lớn. Đám tiểu nhân bọn họ động vào không khác nào bị tra tấn. Kiều Đông, nếu không thì cậu đi xem bạch vũ thế nào rồi được không? vợ của Thành Thông khẽ đụng lên người lỗ hiểu rồng rồi dùng giọng cầu khẩn nói. Nàng cũng rất lo lắng chuyện của chồng, bây giờ lại không biết phải làm sao cho phải. Lỗ hiểu đồng có chút do so dự, nàng chuẩn bị đứng lên. Nàng biết Thành Thông không tôn trọng chồng mình, thế nhưng thật lòng cũng cảm kích tình cảm lâu năm của đối phương với mình. Hơn nữa Tiểu Dung là bạn học chung phòng với nàng thời đại học, bây giờ người ta mở lời cầu cạnh, mình không thể không làm gì được. Đừng đi, cứ chờ một chút. Thành thông nghe thấy hai người phụ nữ bàn tán với nhau thì lại giống như lửa đốt trên mong, hắn lên tiếng ngăn cản lỗ hiểu đồng. Đám người ở trong phòng cảm thấy cực kỳ bị dày vò, nửa giờ qua đi mà Lý Bạch Vũ còn chưa về, điều này không khỏi làm cho thành thông mắng mình quá ngu ngốc, nói năng không ra gì. Nếu như hắn an phận một chút thì sao có thể đắc tội với Trương Tề Bảo, thậm chí còn đắc tội với cả Bí Thư Vương. Thành Thông nghĩ đến Vương Tử Quân và lại nghĩ đến Lý Bạch Vũ, lúc này Lý Bạch Vũ sang bên kia đã khá lâu, rốt cuộc là vì có chuyện gì. Phải biết rằng bí thư Vương là người có địa vị cực kỳ cao, dù là các vị lãnh đạo cấp sở gặp mặt cũng phải cực kỳ cung kính, chẳng lẽ Lý Bạch Vũ sắp có cơ hội lớn để tiến lên. Trong đầu Thành Thông lóe lên nhiều ý nghĩ lung tung, đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra, đoàn người từ bên trong phòng đi ra. Thành Thông không khỏi đưa mắt nhìn đi đầu rõ ràng là vị phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ vừa mới đến nhận chức ở tỉnh mật đông thành thông muốn đi ra ngoài chào hỏi vương tử quân thế nhưng sau đó cảm thấy mình không nên tùy tiện như vậy dù sao thì vị trí của vương tử quân vẫn bày biện ra đó quá rõ ràng cho dù là cục trưởng của mình đến cũng không dám đi sang đi sau lưng vương tử quân chính là trương tề bảo thư ký trưởng trương giống như đang khẽ cúi người trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nhạt thành thông chợt sinh ra một ý nghĩ, nếu như người đang cúi đầu khom lưng kia là mình thì căn bản sẽ là một chuyện vui vẻ như thế nào. Thành thông lướt mắt qua người trương tề bảo, hắn thấy được triệu hiểu bạch. Ấn tượng của hắn về triệu hiểu bạch rõ ràng là một người có chút ngốc nghếch, không lanh trí, nhưng mặc kệ người kia ngu dốt thế nào thì cũng không có liên quan đến hắn. Thành thông nghĩ đến ba chữ không lanh trí thì thấy Lý Bạch Vũ đi bên cạnh triệu hiểu bạch, mặc dù cách xa không thấy quá rõ, thế nhưng nhìn biểu hiện của Lý Bạch Vũ thì giống như hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Tên thanh niên vừa rồi có xích mích với Thành Thông đang đi sau cùng, nhìn bộ dạng kia thì hắn xem như hiểu rõ đối phương có thân phận gì. Tên thanh niên kia là lái xe của Bí Thư Vương, tuy hai chữ lái xe không đáng là gì, thế nhưng trong quan trường đôi khi lái xe cũng là một người đại biểu cho lãnh đạo. Thậm chí sau này có nhiều lái xe được tín nhiệm hơn cả thư ký mình thiếu chút nữa thì đánh cả lái xe của bí thư vương, điều này không khỏi làm thành thông cao mày, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Khi thành thông đang trông mong Lý Bạch Vũ giải quyết mâu thuẫn cho mình, hắn chợt thấy vương tử quân đi đầu dừng bước xoay người bắt tay Lý Bạch Vũ, sau đó cất bước xuống lầu. Lý Bạch Vũ đứng ở đầu bậc cầu thang phất phất tay với nhóm người vương tử quân. Thành Thông tuy thấy nhóm người Vương Tử Quân đã biến mất trên bậc cầu thang thế nhưng mãi một lúc sau mới dám đi về phía Lý Bạch Vũ. Bạch Vũ, thế nào rồi? Lúc này trong đầu Lý Bạch Vũ cực kỳ hưng phấn, những nghiên cứu của Vương Tử Quân ở phương diện kêu gọi đầu tư làm cho hắn cảm thấy thất lạc, đồng thời lại cảm thấy được ủng hộ. Vì lời nói của Vương Tử Quân rất ẩn giấu thế nhưng hắn lại hiểu ý nghĩa của nó, chính là hắn sẽ được điều làm người phụ trách diễn đàn kêu gọi đầu tư kia. Niềm kiêu ngạo của Lý Bạch Vũ đã bị người ta làm nhục, hắn biết ý nghĩa của mình bây giờ chính là làm theo ý chỉ của Bí thư Vương. Thế nhưng điều này mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích? Hắn hiểu rất rõ ràng, chưa nói đến phương diện khát vọng của mình sẽ được áp dụng thông qua công tác lần này, thậm chí vị trí của hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Vương Tử Quân đã đi rồi thế nhưng tâm tình của Lý Bạch Vũ vẫn rất bay bổng, hắn giống như đang nằm mơ. Thế nào là thế nào? Lý Bạch Vũ nhìn Thành Thông rồi chợt nhớ ra, à, có lẽ là không có chuyện gì, đợi khi nào có thời gian chúng ta nói lời xin lỗi với thư ký trưởng Trương và tiểu Lý là được. Thành Thông nhìn gương mặt bay bổng của Lý Bạch Vũ, hắn biết rõ Lý Bạch Vũ nhất định là kiếm được chỗ tốt, tâm tư bao quát người khác của hắn đã nhanh chóng biến mất không còn tâm hơi. Hắn vỗ vỗ vai của Lý Bạch Vũ, sau đó dùng giọng nóng hổi nói, "Bạch Vũ, đi, chúng ta cùng uống vài ly." Đám người trong phòng đang đợi tin tức thấy Lý Bạch Vũ đi đến thì đều đứng lên. Sau khi Lý Bạch Vũ gia nhập thì mọi người bắt đầu hỏi xem đi đến bàn luận với Bí thư Vương về vấn đề gì. Dù sao thì bọn họ cũng cảm thấy Bí thư Vương là người thần bí, là một vị lãnh đạo ở trên vị trí quá cách xa so với bọn họ. Chương 1524 2, vượt qua anh ở phương diện mà anh đắc y nhất. Lý Bạch Vũ căn bản không đề cập đến nội dung câu chuyện với Vương Tử Quân hắn chỉ cười nói bí thư vương mời mình sang uống rượu. Hắn càng làm như vậy càng ép người ta sinh ra nhiều ý nghĩ khác thường, thế là mọi người không khỏi nâng ly với Lý Bạch Vũ, tình cảnh bây giờ như sao sáng quanh trăng. Nếu không có lỗ hiểu đồng đi theo bên cạnh thì Lý Bạch Vũ lần này không thể không say ngất. Khi đi xuống lầu thì hắn đã say đến mức cơ thể loạn trọc, lỗ hiểu đồng không có bên cạnh hắn, thế nhưng hai bên trái phải lại có anh Lưu và Thành Thông nâng đỡ, hai người giống như hai vị hộ vệ của Lý Bạch Vũ. Bà chủ, hết bao nhiêu tiền? Khi đi đến quầy thu ngân thì anh Lưu lớn tiếng nói. Tiên sinh, đã có người trả tiền rồi. Bà chủ quán nhìn thoáng qua nhóm người anh Lưu rồi cười tủm tỉm nói. Vì liên quan đến phương diện chức vụ nên thành thông thường gặp những chuyện thế này, hắn giống như tìm lại sự tự tin của mình, thế là không khỏi dùng giọng hớn hở hỏi là ai trả. Khách ở phòng 305. Phòng 305, anh Lưu lúc này căn bản còn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn thoáng qua mặt Lý Bạch Vũ mới nhận ra vấn đề. Không ngờ Lý Bạch Vũ lại được Bí thư Vương coi trọng như vậy, thế là ánh mắt đám người nhìn về phía Lý Bạch Vũ lại có sự khác biệt. Tuy nhà Lý Bạch Vũ cách chỗ này chỉ vài bước chân thế nhưng lại không thể từ chối được yêu cầu cực kỳ thịnh tình của Thành Thông, đành phải để cho Thành Thông lái xe đưa về nhà. Lỗ Hiểu đồng tiến chân đám người Thành Thông sau đó mới hỏi Lý Bạch Vũ đang say rượu về cuộc trò chuyện vừa rồi với Bí thư Vương. Như vậy sau này anh sẽ đi theo công tác bên cạnh Bí thư Vương sao? Lỗ Hiểu Đồng nhìn bộ dạng cực kỳ vui vẻ của chồng mình, nàng không nhịn được dùng giọng hưng phấn hỏi. "Ừ, Bí thư Vương xây dựng một diễn đàn kêu gọi đầu tư, anh cảm thấy sắp có những hành động lớn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, vài ngày nữa anh sẽ là người phụ trách vận hành diễn đàn này." sau khi hai người kích động ôm lấy nhau thì lý bạch vũ lại thở dài lỗ hiểu đồng dùng giọng đau lòng nói anh đã phí vài năm thời gian ở mặt trận tổ quốc tỉnh anh nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội lần này cũng không nên cậy tài khinh người xem thường lãnh đạo đặc biệt là bí thư vương anh ấy cũng không phải là người mà miêu dược hổ có thể so sánh được lý bạch vũ nghe lời của trách của vợ thì không khỏi cúi đầu lỗ hiểu đồng thấy mình nhắc đến nỗi đau của chồng thế là không khỏi an ủi chồng cơ hội tốt không có dễ dàng, anh cũng nên quý trọng nó. Ở trước mặt bí thư vương dù anh có muốn cậy tài khinh người thì cũng phải có vốn liếng của mình. Có vài người vừa sinh ra đã giỏi, có vài người phải học mới giỏi, nói chung anh thua kém người ta quá xa. Lỗ hiểu đồng biết rõ tính tình của chồng mình, không ngờ bây giờ chồng mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Vương tử quân ngồi lên máy bay và suy tư về những chuyện mình làm trước khi rời khỏi mật đông. Dù là Sầm Vật Cương hay Đường Chấn Huy cũng không ngăn cản Vương Tử Quân về thủ đô thăm Mạc lão gia tử. Với cấp bậc của hai người bọn họ, chỉ sợ cũng thông qua con đường của mình mà biết rõ tình hình sức khỏe hiện tại của Mạc lão gia tử là như thế nào. Hai người Sầm Vật Cương ngoài gửi lời hỏi thăm sức khỏe của Mạc lão gia tử với Vương Tử Quân, đồng thời còn dùng giọng chân thành yêu cầu Vương Tử Quân không nên quá chú tâm đến công tác, cố gắng ở lại thủ đô vài ngày. Nhưng lần này Vương Tử Quân về thủ đô ngoài việc thăm hỏi sức khỏe của Mạc lão gia tử, Sầm Vật Cương còn giao cho hắn một việc. Tất nhiên theo lời của Sầm Vật Cương thì nếu Vương Tử Quân có thời gian thì hãy xử lý, nếu như không có thời gian cũng đừng quá quan tâm. Sự việc mà Sầm Vật Cương phải mở miệng dặn dò căn bản là không nhỏ, thế nhưng nó cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của Vương Tử Quân. Ngày hôm sau phó chủ tịch chủ quản công tác giao thông của tỉnh là Tô Quảng Trí sẽ đến thủ đô sẽ liên hệ trao đổi với lãnh đạo bộ giao thông vận tải, tranh thủ nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo thượng cấp. Trước khi đến thủ đô thì Vương Tử Quân đã trao đổi với Sầm Vật Cương về phương diện chuẩn bị mở diễn đàn đầu tư. Mặc dù lúc trao đổi ý kiến thì Sầm Vật Cương tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, cũng ủng hộ mình nên lớn gan công tác. Thế nhưng hắn có thể mẫn cảm thấy nắm bắt được vài vấn đề, đó là Sầm Vật Cương giống như không quá quan tâm đến chuyện này. Nếu như nói trong tỉnh Mật Đông ai là người quan tâm đến tiến độ của các hạng mục đại hội thể dục thể thao, như vậy ngoài Sầm Vật Cương ra không còn ai khác hơn được. Thiếu tiền chính là một hoàn cảnh khó khăn để xây dựng các hạng mục nhà thi đấu. Sầm Vật Cương là người nghĩ đến tiền mà hai mắt sáng rực nhưng không có hứng thú với diễn đàn đầu tư, nguyên nhân có lẽ là không mấy tin tưởng vào tính khả quan của phương án này. Nói cách khác thì Sầm Vật Cương căn bản không tin diễn đàn đầu tư này sẽ có được bao nhiêu tác dụng. Vương Tử Quân biết rõ Sầm Vật Cương là người có ý chí kiên định, mình có nói ba hoa trích trò như thế nào thì người ta cũng không dễ dàng động tâm. Nếu muốn thuyết phục được Sầm Vật Cương thì ngoài vàng bạc thì cũng chỉ có vàng bạc thực chất mà thôi. Cũng may là Sầm Vật Cương căn bản không có ý ngăn cản, còn bật đèn xanh cho Vương Tử Quân tiến lên. Đây là một chuyện tốt, trước khi lên máy bay thì Vương Tử Quân đã nói rõ ràng với Trương Tề Bảo yêu cầu trương tề bảo nhanh chóng lập diễn đàn đầu tư ở thành phố rừng mật trương tề bảo tuy không có kinh nghiệm gì ở phương diện này thế nhưng có được sự giúp đỡ của lý bạch vũ có lẽ không có vấn đề gì vương tử quân nghĩ đến những gì mà lý bạch vũ nói với mình hắn căn bản khá tán thưởng năng lực của người này tuy mình nói ra nhiều điều ép cho lý bạch vũ không thở nổi thế nhưng dù sao thì mình cũng lấy kiến thức kiếp trước để áp chế người kiếp này tình cảnh ức hiếp như thế này cũng không có gì là hay Vương tử quân suy nghĩ hỗn loạn dây lát thì lại chuyển sang phương diện bệnh tình của mạc lão gia tử. Sau khi đã trải qua đủ mọi cảm giác của sinh ly tử biệt, bây giờ tâm tình của hắn khá nặng nề, lúc này mạc lão gia tử lại sinh bệnh nặng, căn bản cũng không đúng lúc. Tuy người ủng hộ vương tử quân chủ yếu là lâm trạch viễn, thế nhưng cũng có nhiều người nể mặt mạc lão gia tử. Tuy mạc lão gia tử đến bây giờ chưa từng nói tốt cho hắn một câu, thế nhưng hắn là cháu rể của mạc lão gia tử, điều này khó có ai thay đổi được. Trường 1525, một tư chất lợi dụng cũng chỉ có hạn. Lúc này tình hình sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử chuyển biến xấu, những ưu thế của hắn khi làm cháu rể của Mạc Gia sẽ rất mỏng manh, thậm chí có thể là biến mất không còn gì. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, còn người thì còn nhân tình, người mất thì tất cả tiêu tán. Bây giờ đang vào mùa xuân, Mạc Lão Gia Tử đáng lý ra phải không có vấn đề gì. Vương tử quân vừa an ủi mình vừa đưa tay xoa chân, hắn cảm thấy chân mình có hơi tê. Sau khi hoạt động chân một lát thì hắn chợt nghĩ đến bộ dạng chống trượng đi tập tính của mạc lão gia tử. 73, 84, Diêm Vương không gọi mình đi. Một câu tục ngữ của tỉnh Chiết Giang chợt hiện lên trong đầu Vương Tử Quân. Khi đi ra khỏi sân bay thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch đã vang lên, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là chủ tịch trương hữu trí của khu thường trú tỉnh mật đông ở thủ đô gọi đến sau khi xác định tin tức hôm nay bí thư vương đến thủ đô trương hữu trí nhanh chóng gọi điện thoại cho triệu hiểu bạch trương hữu trí có thể trở thành chủ nhiệm khu thường trú tỉnh mật đông ở thủ đô hắn căn bản là người cực kỳ khôn khéo thậm chí có người nói khi chủ tịch đường vừa mới đến nhận chức thì căn bản không hài lòng với công tác của khu thường trú ở thủ đô định thay thế trương hữu trí Thế nhưng sau này không hiểu vì nguyên nhân gì mà hắn lại trở thành tâm phúc của chủ tịch Đường. Trương Hữu Chí nói chuyện điện thoại rất khách khí, sau khi xác định hành trình của Vương Tử Quân thì yêu cầu Triệu Hiểu Bạch quan tâm một chút, sau đó nếu hắn về mật đông sẽ liên hệ uống vài ly. Triệu Hiểu Bạch căn bản không hiểu rõ hai chữ liên hệ phát ra khỏi miệng Trương Hữu Chí là có ý gì, hắn chỉ cười vài tiếng, cũng không quá quan tâm đến điều này. Triệu Hiểu Bạch thấy Trương Hữu Trí gọi điện thoại đến, hắn có chút do dự, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, chủ nhiệm trương của khu thường chú tỉnh Mật Đông gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng do dự của Triệu Hiểu Bạch, hắn muốn thử nghiệm một chút, thế là cũng không nói gì, chỉ chắp tay sau đít đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này Triệu Hiểu Bạch đã tiến bộ không ít, hắn không tin Bí Thư Vương không nghe thấy những lời vừa rồi của mình, bộ dạng của bí thư vương vào lúc này có lẽ là không quan tâm đến những lời mình vừa báo cáo vừa rồi. Có nghe điện thoại hay không? Triệu Hiểu Bạch do dự dây lát rồi nhận điện thoại, bên trong truyền đến tiếng cười của Trương Hữu Trí. Cậu Hiểu Bạch, cậu có cùng lãnh đạo đi ra sân bay không? Tôi đang đứng ngoài cổng. Thư ký trưởng Trương, ngài chờ một chút, tôi và bí thư vương sắp đi ra rồi. Tuy Triệu Hiểu Bạch đã có sự chuẩn bị sẵn, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy miệng lưỡi của mình không được nhanh nhạy cho lắm. Vương tử quân luôn quan sát động tác của triệu hiểu bạch, lúc này nhìn đối phương xử lý sự việc gọn gàng, thế là không khỏi nở nụ cười. Hắn đã quyết định giữ triệu hiểu bạch ở lại, thế cho nên muốn tận tình bồi dưỡng một phen. Còn triệu hiểu bạch có thành tài hay không còn phải xem vào mộ tính của mình. Triệu hiểu bạch là người có tính cách hướng nội, khuyết điểm của hắn là làm việc theo khuôn phép thế nhưng cũng có không ít ưu điểm. Chỉ cần bồi dưỡng tốt thì Triệu Hiểu Bạch cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Du Giang Vĩ và Khương Long Cương. Khi Vương Tử Quân Thầm suy nghĩ đến phương diện tiến thêm một bước bồi dưỡng Triệu Hiểu Bạch thì đã đi đến bên ngoài, đúng lúc thấy hai người Trương hữu Trí và Mễ Phương đang đứng chờ, trên tay Mễ Phương còn cầm theo một bó hoa tươi. Không biết từ lúc nào thì đám người đến sân bay đón đều cầm theo hoa, giống như hoa căn bản là một sự tôn trọng với khách của mình vương tử quân cũng không thích hoa thế nhưng hắn cũng không từ chối hắn tiện tay nhận lấy đưa cho trương hữu trí sau đó dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài bí thư vương ngài có muốn đến khu thường chú nghỉ ngơi một chút không khi trương hữu trí đi theo vương tử quân ra khỏi sân bay thì khẽ xin chỉ thị của vương tử quân vương tử quân khoát tay áo nói hiểu bạch sẽ đến khu thường chú với các anh còn tôi có chuyện các anh cũng đừng quản tôi trương hữu trí rất có ánh mắt Vương tử quân cũng không nói gì, hắn tuyệt đối không hỏi mà chỉ cười nói, bí thư vương, mong ngài khi nào có rảnh thì đến khu thường chú chỉ đạo kiểm tra công tác. Trương Hữu Chí nói rồi giống như nhớ tới điều gì đó, hắn tiến lên nói, giám đốc tề của sở giao thông công tránh đã chuẩn bị cùng tôi đi đón ngài, thế nhưng lại đúng thời điểm anh ấy hẹn gặp lãnh đạo thượng cấp thế cho nên không thể phân thân được. Anh ấy nhờ tôi báo với ngài một tiếng, nói là khi nào ngài có thời gian, anh ấy sẽ đến báo cáo tình huống với anh. Chuyện của sở giao thông, Vương Tử Quân gật đầu một cái, lúc này mới hỏi Trương hữu Trí, giám đốc tề về thủ đô lâu chưa? Đã hơn một tuần rồi, Trương hữu Chí tuy không biết Vương Tử Quân hỏi như vậy là có ý gì, thế nhưng lãnh đạo hỏi thì hắn vẫn phải trả lời. Hơn một tuần mà làm chưa xong, xem ra chuyện này khó giải quyết. Hơn nữa trước khi mình đến thủ đô đã nhận được lời dặn dò của sầm vật gương, lại để cho cả phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng giao thông chạy đến thủ đô. Vương Tử Quân suy nghĩ đủ nguyên nhân hậu quả, sau đó có thêm vài kết luận về sự kiện này. Vương Tử Quân không nói lời nào thì Trương Hữu Chí cũng không dám nhiều lời. Mễ Phương và Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng hai người, cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Phía bên kia có một chiếc xe Mercedes-Benz mới tinh, lái xe mặc tây trang thẳng thớm, nhìn qua lại có vẻ khá bình thường. Vương Tử Quân nhìn lướt qua chiếc Mercedes-Benz, chợt thấy phía trước nó còn có hai chiếc Audi. Một đoàn xe nhỏ, Trương Hữu Chí thật sự là có đủ tâm tư. Tuy Vương Tử Quân không quá đả kích những người thích làm rành rang, thế nhưng nếu quá phô trương thì cũng thật sự không thích. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua chiếc Mercedes-Benz, hắn cũng không lên xe, chỉ đi đến chiếc Audi bên cạnh nói, các anh cũng có không ít việc bận rộn, cũng đừng quản chuyện của tôi, tôi xử lý hết chuyện của mình sẽ liên lạc với các anh. Trương Hữu Trí thấy Vương Tử Quân muốn bước lên chiếc Audi thì định cản lại, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không cho đối phương cơ hội này. Hắn trực tiếp leo lên xe, lái xe chợt sững sờ, thế nhưng sau khi Trương Hữu Trí đưa mắt nhìn đến thì hắn căn bản không dám nói gì. Xe Audi chậm rãi rời đi, Mễ Phương trừng mắt với Trương Hữu Trí, hai hàng chân mi của nàng nhìn rất đẹp, thế nhưng hắn không dám cho ra quyết tâm với ý nghĩ về nàng. Trường 1525, hai tư chất lợi dụng cũng chỉ có hạn. Lúc này Trương Hữu Chí nhìn bộ dạng đáng yêu của Mễ Phương, thế là không khỏi cảm thấy có chút rung động. Thế nhưng chút tâm tư này nhanh chóng bị hắn áp chế, đối với những người phụ nữ có dã tâm như thế này thì chính mình không nên chọc vào. Trương Hữu Chí hiểu rõ ý nghĩ mờ ám của Mễ Phương, thế nhưng hắn biết rõ và không hối hận. Tuy Vương Tử Quân cũng không chịu nhận phô trương, thế nhưng điều này cũng cho thấy sự tôn trọng của mình. Mặc dù mình có chút hiểm nghi nịnh nọt lãnh đạo, thế nhưng như vậy lại tốt hơn để cho lãnh đạo ghét mình. Cậu hiểu bạch, bí thư Vương hôm nay đã nói cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, vậy thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Anh đây sẽ đưa cậu đi dạo thành phố một vòng. Trương Hữu Chí vỗ vỗ lên vai triệu hiểu bạch ở bên cạnh, sau đó nở nụ cười nói. Lái xe của khu thường chú cực kỳ quen thuộc đường xá ở thủ đô, sau khi Vương Tử Quân nói ra vị trí thì hắn nhanh chóng chạy đến. Thật lòng thì hắn rất muốn nói vài câu với Bí thư Vương, dù sao thì Bí thư Vương chính là một vị lãnh đạo lớn trong tỉnh đầu tiên ngồi lên xe của hắn. Nhưng cuối cùng tên lái xe cũng không dám nói nhiều lời, chỉ thành thật lái xe của mình, thế nhưng Vương Tử Quân ngồi sau xe lại nói vài câu buôn chuyện. Khi xe đi vào một ngõ nhỏ, tài xế chợt dùng giọng căng thẳng nói với Vương Tử Quân, Bí thư Vương, chỗ này cần giấy thông hành. Khu thường chú chúng ta chỉ có chiếc Mercedes Benz kia là có giấy thông hành mà thôi. Tên lái xe cảm thấy có chút căng thẳng vì trước kia hắn từng chờ một vị lãnh đạo cấp sở đến nơi này, khi đó vì không có giấy thông hành mà bị cho đứng bên ngoài. Vị lãnh đạo kia căn bản không liên lạc được với người mình cần gặp, thế cho nên phải chờ bên ngoài nửa ngày. Vương Tử Quân thật sự không biết rõ chuyện này mỗi lần hắn quay về đều đi xe của mạc tiểu bắc hắn thấy gương mặt khó xử của lái xe thì chuẩn bị tự mình đi bộ vào đồng chí anh có giấy thông hành không một tên cảnh sát trẻ tuổi tiến lên chào lái xe theo tiêu chuẩn quân đội sau đó trầm giọng nói với lái xe xe của tôi không có giấy thông hành anh bạn tôi đưa lãnh đạo đi vào rồi sẽ đi ra ngay mong cậu giúp đỡ cho lái xe phần lớn đều là những người tinh anh hắn cũng không phải ngoại lệ trong lúc lên tiếng thì nhanh chóng mời thuốc tên cảnh sát trẻ tuổi bên kia. Nhưng hành động của hắn căn bản không có được hiệu quả như mong đợi, ngược lại còn bị tên cảnh sát bên kia cản lại. Gương mặt tên cảnh sát chợt trầm hẳn xuống, giống như muốn đuổi chiếc xe này đi. Viên tài xế đối mặt với tình huống này cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, rõ ràng là mình vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Khi hắn chuẩn bị cho xe rời đi thì tên cảnh sát trẻ tuổi bên ngoài thấy Vương Tử Quân đang ngồi trong xe, Chào thủ trưởng, tên cảnh sát vung tay hàn lễ với Vương Tử Quân, sau đó lại khoát tay cho ra tư thế mời vào. Vương Tử Quân thật sự không nhớ rõ mình đã gặp qua tên cảnh sát trẻ tuổi kia khi nào, thế nhưng đối phương đã chào hỏi thì mình cũng gật đầu cười. Lái xe đi vào trong và sinh ra cảm giác cực kỳ hãnh diện, cái gì gọi là có tư cách, đây mới là có tư cách. Không có giấy chứng nhận gì cả, thế nhưng bí thư vương chính là giấy thông hành đến khi nào thì mình mới được làm lái xe cho bí thư vương bí thư vương tôi ở đây chờ ngài lái xe nhất định phải lái xe thế nhưng thật lòng thì bọn họ cũng không mấy tình nguyện nhưng lúc này hắn lại cam tâm tình nguyện muốn chở bí thư vương vương tử quân khoát tay áo nói anh đi trước đi hôm nay tôi ở lại đây không ra khỏi cửa lái xe bất đắc dĩ phải đi khi đi qua cổng thấy cảnh vệ cúi chào thì tâm tình của hắn không khỏi tốt hơn rất nhiều Mặc dù hắn không thể tiến thêm một bước tiếp xúc với bí thư vương, thế nhưng chỉ cần có một kinh nghiệm như lúc này, hắn căn bản có một đề tài hay để nói cho chúng bạn nghe. Vương tử quân vừa đi vào cổng nhà mạc lão gia tử, cho thấy mạc tiểu bắc đang đứng ngoài cửa, khi nàng thấy hắn thì tỏ ra cực kỳ mừng rỡ. Mạc tiểu bắc thật sự giống như một đóa hoa đang đứng giữa trời, thế nhưng vương tử quân nhìn vào mặt và thấy nàng đã khá mỏi mệt. Hắn tiến lên khẽ vỗ vào mặt của nàng, sau đó khẽ nói trạng thái tinh thần như em sao có thể làm cho ông vui được lúc cần phải nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi một chút trong nhà mạc lão gia tử đầy các phương thiết bị chữa bệnh có vài người đàn ông mặc áo blue trắng bọn họ càng liên tục ra vào rất bận rộn nếu như không phải vương tử quân biết đây là nhà của mạc lão gia tử chỉ sợ sẽ cho rằng mình đang đi vào bệnh viện khi vương tử quân đến thì mạc lão gia tử đã ngủ gương mặt ông cụ khá gầy nổi đầy những vết ban của người già. Hắn nhìn bộ dạng của ông cụ, thế là tâm tình không khỏi trầm xuống. Lúc này hắn đứng trước giường của Mạc lão gia tử, tâm tư không khỏi quay về thời điểm mình cùng ông nội đến đây, vẫn khung cảnh quen thuộc thế nhưng lúc này ánh mắt hắn chợt đỏ lên. Nhưng cuối cùng Vương Tử Quân vẫn cố gắng áp chế chính mình, hắn nhìn vào vẻ mặt của Mạc Tiểu Bắc và cảm thấy vợ mình có nhiều áp lực, hắn cũng không thể tăng thêm áp lực cho nàng được. Tử Quân ông không muốn vào bệnh viện, nói đã ở đây vài chục năm, thế nên không chịu chuyển chỗ. Mạc Tiểu Bắc chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì khẽ nói. Mạc Lão Gia Tử là một người lớn tuổi, tính tình năm xưa vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ cần không phải đi đến trại an dưỡng thì Lão vẫn kiên trì ở nhà. Trước đó bệnh tình của ông cụ chợt chuyển biến khá nặng, hầu như căn nhà trở thành một bệnh viện thu nhỏ, hơn nữa còn có thêm một căn bệnh hay quên của tuổi già, thỉnh thoảng có người đến thăm thì ông cụ cũng không nhận ra. Lúc này đây ông cụ có qua khỏi hay không thì căn bản là khó nói. Vương Tử Quân nhớ đến tình huống ông nội của mình qua đời, thế là trái tim chợt cảm thấy có hơi nhói lên. Trước khi Mạc Lão Gia Tử rơi vào trạng thái hôn mê thì có 5 người chiến hữu đến thăm, vài người nhà dìu những vị cán bộ Lão Thành kia đi vào trong gian phòng của Mạc Lão Gia Tử. Thế nhưng khi những Lão Chiến hữu kia bắt chặt tay ông cụ, khi đó ông cụ lại hỏi các anh là ai? những lão chiến hữu năm xưa không khỏi lệ rơi đầy mặt. Năm xưa khi mọi người cùng nhau chiến đấu thì không màng sống chết, bây giờ sao không nhận ra được. Thế là khi đó Mạc Tiểu Bắc tranh thủ thời gian giải thích, ông, đây là ông Lý. Mạc Lão Gia Tử chỉ khẽ à một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Mọi người biết Mạc Lão Gia Tử lúc này căn bản không biết ông Lý chính là thần thánh phương nào. Ông Lý thổn thức một lúc lâu, sau đó mới lau nước mắt bỏ đi, mạc lão gia tử thấy thế thì cười hỏi mạc tiểu bắc tiểu bắc à tử quân đâu tử quân không phải đã đi câu cá cho ông rồi sao thế nào đến bây giờ còn chưa về mạc tiểu bắc đành phải giả vờ nói ông à tử quân bây giờ đang trên đường đến lúc này chưa đến vì kẹt xe mà thôi ông cũng đừng quá gấp mạc lão gia tử khổ sở xoay đầu sau đó nhìn mạc tiểu bắc rồi dùng giọng có chút tán thưởng nói ủa tây hà tử mà cũng kẹt xe sao xem ra tử quân làm rất tốt, bây giờ tình hình ở Tây Hà Tử có phải đã tốt lên nhiều rồi không? À, tử quân làm rất đẹp, rất tốt, cậu ấy có năng lực như vậy thì cũng yên tâm rồi. Sau khi mạc lão gia tử nói xong thì lại ngủ. Trường 1526, một gió mây thay đổi, bây giờ đến phiên anh. Sau khi nghe mạc tiểu bác thuật lại câu chuyện như vậy thì vương tử quân có chút khó chịu, hắn tiến lên cầm lấy bàn tay của ông cụ, hai mắt chợt đỏ ửng lên không biết có phải vì cố tình hay là vì có cảm ứng mà lúc này mạc lão gia tử chờ tỉnh lại ông cụ nở nụ cười vui vẻ gương mặt có vài phần vui mừng sau đó dùng giọng có chút oán trách nói anh công tác bận rộn mà chạy đến đây làm gì tòng quân không được phép xảy ra vấn đề anh là một vị lãnh đạo thì cần phải làm gương cho người khác ông cháu cũng không phải vứt bỏ công tác mà đến với ông trong tỉnh có một hạng mục cần được xử lý lãnh đạo tiến nhiệm nên phái cháu đến ngài xem cháu đến thủ đô vì có công tác cần, thế nên bây giờ đến thăm ông một chút không được sao?" Vương Tử Quân nhìn Mạc lão gia tử rồi cười hì hì nói. Mạc lão gia tử nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì nhếch môi cười nói, "Tử Quân, tôi biết rõ tình huống này, tôi cũng muốn đi gặp các chiến hữu thế nhưng mọi người đều đã đến. Còn có cháu của tôi nữa, Tiểu Bảo nhi đâu? Tiểu tử đó đi đâu rồi?" Mạc lão gia tử bây giờ tỏ ra cực kỳ tỉnh táo. Vương Tử Quân thật sự sinh ra xúc động muốn khóc. Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh và hai vành mắt đã đỏ hồng. Ông, xem ngài nói gì kia, đừng làm cho cháu sợ. Cháu đã chuẩn bị xong lễ vật mừng thọ ngài 100 tuổi, Tiểu Bảo Nhi cũng đang rèn luyện thư pháp, nét chữ của nó rất đẹp, thầy giáo nói có thể đi thi được rồi. Đúng rồi, ông nội, cháu tiết lộ cho ông một bí mật, cháu của ngài có nói, khi đến ngày mừng thọ của ngài, nó nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài một món lễ vật lớn chính là một bức thư pháp do chính tay nó viết ra vương tử quân nói làm cho mạc lão gia tử càng nở nụ cười thỏa mãn lão nhìn vương tử quân rồi cười nói lễ vật thì cũng không cần thế nhưng nhất định phải được gặp tiểu bảo nhi mạc lão gia tử nói xong thì giống như cảm thấy rất mệt mỏi lúc này làn da của ông cụ nhìn không được tốt khá xám ánh mắt lại rất chăm chú chỉ bằng mắt thường thì khó thể nào xác định được nhịp thở của ông cụ vào lúc này. Khi mọi người đang trò chuyện với nhau thì thư ký riêng đi theo mạc lão gia tử tiến vào nói với vương tử quân, bí thư vương, vừa mới nhận được thông báo, lãnh đạo thứ ba trung ương muốn đến thăm cụ. Tuy đám người vương tử quân có thái độ rất nhạt với tình huống lãnh đạo hàng thứ ba trung ương đến thăm, thế nhưng nhân viên công tác lại chuẩn bị rất nhanh, có người gọi điện thoại cho mạc đông tường, để hỏi xem Mạc Đông Tường có thể đến hay không. Đáng tiếc là lúc này Mạc Đông Tường vừa mới ra ngoài thực địa kiểm tra, vừa rời khỏi thủ đô chưa lâu. Vì vậy mà nhiệm vụ tiếp đãi được giao cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đã gặp mặt vị lãnh đạo này, thế nhưng khi đó cũng không tiến hành trao đổi quá nhiều. Vì sao thì vị trí của hắn cũng còn chưa đến mức có thể xâm nhập trao đổi với lãnh đạo. Nửa giờ sau Vương Tử Quân nhận được tin lãnh đạo đến. Khi Vương Tử Quân nở nụ cười tươi sáng vươn hai tay nghênh đón, vị lãnh đạo kia cũng tiến lên khẽ bắt tay hắn. Bàn tay của lãnh đạo thứ ba Trung Ương căn bản rất ấm áp, sau khi nhìn thấy đó là Vương Tử Quân thì cười nói: "Tử Quân, cậu công tác rất tốt, nếu không phải hy vọng cậu có thể rèn luyện thêm vài năm dưới cơ sở, tôi sẽ điều cậu đến cho cậu phụ trách mảng kinh tế." Vương Tử Quân vừa cảm tạ sự tín nhiệm của lãnh đạo vừa nhìn về phía nhóm nhân viên đi theo. Thật ra hắn chỉ có ấn tượng với vài vị nhân viên đi theo, căn bản cũng không thể nhận ra những người khác, liếc mắt nhìn sang chỉ là một phản ứng theo bản năng mà thôi. Nhưng lại có tình huống làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ, vì hắn thật sự gặp mặt người quen trong đám nhân viên công tác kia, hắn thấy Nguyễn Trấn Nhạc đang nở nụ cười đứng bên kia, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Vương Tử Quân cảm thấy trước kia giao chiến với Nguyễn Trấn Nhạc cũng không phải là chuyện gì quá vui sướng hắn nhìn nguyễn trấn nhạc rồi khẽ nở nụ cười sau đó đi cùng lãnh đạo vào trong phòng bệnh mạc lão gia tử thuộc về thế hệ cách mạng giai cấp vô sản trước đó những người trong thế hệ này cũng không còn mấy ai được khỏe mạnh lãnh đạo đến thì tất nhiên phải hỏi thăm bệnh tình của mạc lão gia tử trước đó ông cụ đã nói chuyện mệt mỏi với vương tử quân và mạc tiểu bắc lúc này mạc tiểu bắc vẫn ở bên cạnh giường với hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào không nói nên lời Nàng biết rõ nếu như không phải tình hình của ông ngày càng xấu, chỉ sợ vị lãnh đạo kia cũng không tự mình đi đến nơi này. Ông cụ vừa rồi nói khá nhiều với chồng mình, nó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ đó là hồi quang phản chiếu sao? Mặc Tiểu Bắc nghĩ như vậy mà thiếu chút nữa đã khóc xong. Người nhà lúc này căn bản là khá dối, thế nên phương diện giới thiệu bệnh tình được giao cho tổ chữa bệnh. Lúc này tổ chữa bệnh chia người ra xem bệnh cho ông cụ và báo cáo với lãnh đạo Trung ương. Theo lời của chuyên gia thì ông cụ lúc này tuy thật sự sinh bệnh thế nhưng sức khỏe đã rất yếu, giống như một cây đèn đã cạn dầu, chỉ còn lại một ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Hai ngày gần đây ông cụ ngày càng đáng trí, cũng không còn nhiều thời điểm tỉnh táo. Nếu như tình hình cứ tiếp diễn như vậy mà không có chuyển biến tốt đẹp, trước đó còn có kết luận cho rằng sẽ khó tỉnh lại. Lãnh đạo trung ương có mặt ở đây thì vương tử quân phải là người luôn theo sát bên cạnh, không ngờ lúc này mạc lão ra tử cảm ứng được điều gì đó lại mở mắt ra. Lúc này ông cụ giống như đã mất hết tất cả khí lực, vừa mở mắt thì tinh thần rất suy yếu, giống như đó là một việc gì đó cực kỳ khó khăn cần tốn một lực lượng rất lớn. Thư ký của lãnh đạo hỏi xem tình hình của ông cụ thế nào, tổ chữa bệnh căn bản không cho ra câu trả lời chính xác, đáp án dĩ nhiên là với tình hình này có thể sống được hơn 10 ngày biết đâu bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi vương tử quân lẳng lặng đứng ở một bên thỉnh thoảng nói chen vào vài lời thế nhưng trong lòng lại đang nghi hoặc vì sao nguyễn trấn nhạc lại đi theo đoàn của lãnh đạo thưa dịp vài người trong mạc ra chạy đến vương tử quân đi ra khỏi phòng hắn thấy nguyễn trấn nhạc đứng một bên chung quanh có không ít người đang đứng trò chuyện với nguyễn trấn nhạc chào chủ tịch tử quân nguyễn trấn nhạc thấy vương tử quân đi đến thì không khỏi mỉm cười chào hỏi Vương Tử Quân cũng không phải là người không độ lược, hắn nở nụ cười tủm tỉm với Nguyễn Trấn Nhạc, sau đó bắt chặt tay đối phương. Chợt nghe Nguyễn Trấn Nhạc nói, sắp tới công tác của tôi sẽ được điều chỉnh. Chương 1526, 2, gió mây thay đổi, bây giờ đến phiên anh. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc không nói sẽ điều chỉnh như thế nào, thế nhưng Vương Tử Quân đã hiểu ý nghĩa lời nói của đối phương. Hắn bắt chặt tay của Nguyễn Trấn Nhạc, liên tục nói ra những lời chúc mừng. Vẻ mặt của Nguyễn Trấn Nhạc cũng không thể che giấu được niềm vui, thế nhưng hắn vẫn mở miệng dùng giọng khiêm tốn nói, cũng chỉ là thay đổi cương vị công tác mà thôi. Bí thư Nguyễn quá khiêm tốn rồi, với vị trí hiện tại của anh, sau này nhất định sẽ bay xa vạn dặm. Vương Tử Quân dù biết mình và Nguyễn Trấn Nhạc khó thể nào làm bạn, thế nhưng tình cảnh thế này vẫn phải nói ra những lời có thứ tự. Nguyễn Trấn Nhạc cười cười định nói thêm vài lời khiêm tốn thì điện thoại vang lên hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến sau đó hắn cười cười với vương tử quân cầm điện thoại đi về phía bên kia chào chủ tịch cố đây là câu nói đầu tiên của nguyễn trấn nhạc mà vương tử quân nghe được ngay sau đó vương tử quân cũng không tiếp tục trò chuyện với nguyễn trấn nhạc với vị trí của lãnh đạo trung ương hầu như mỗi một phút trong ngày đều có tính toán rõ ràng vương tử quân nhìn đoàn xe của lãnh đạo chậm rãi rời đi tâm tình của hắn có chút không thoải mái Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là quá may mắn, lại được đưa đến rèn luyện bên cạnh lãnh đạo số 3 trung ương. Đây là vị trí cuối cùng của Nguyễn Chấn Nhạc trên trình tự cấp giám đốc sở sao? Vương Tử Quân nghĩ đến những kinh nghiệm trong thời gian qua của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn chợt cho ra vài suy đoán. Nếu so sánh với vị trí mới của Nguyễn Chấn Nhạc, Vương Tử Quân càng quan tâm đến câu nói chủ tịch Cố của Nguyễn Chấn Nhạc trong điện thoại, vì hắn biết cũng không có nhiều người gọi là chủ tịch Cố. Dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn muốn ở lại cùng chăm sóc Mạc lão gia tử với Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng lại bị những người khác của Mạc gia đuổi về. Hắn quay về nhà, cảm nhận được bầu không khí ấm áp, thế là hắn nhanh chóng ném bỏ đi những suy tư về Nguyễn Chấn Nhạc. Dù là Nguyễn Chấn Nhạc có thể tiến thêm một bước, thế nhưng nếu đối phương muốn vượt qua mình thì căn bản là không dễ dàng. Nghe nói gần đây anh ấy đi lại rất gần với Trưởng ban Dương khi vương tử quân chuẩn bị ôm Mạc Tiểu Bắc đang nấu cơm vào lòng, đúng lúc này Mạc Tiểu Bắc chợt nói. Vương tử quân chợt sững sờ, hắn chợt cười nói, hôm nay chúng ta không nói về những điều này. Ngày hôm sau khi đến thăm Mạc Lão gia tử một chuyến thì vương tử quân đi đến khu thường chú tỉnh Mật Đông. Chủ nhiệm Trương Hữu Trí không có mặt trong khu thường trú, người nghênh đón vương tử quân chính là Mễ Phương. Tuy bây giờ bầu không khí ở thủ đô có hơi lạnh, thế nhưng Mễ Phương lại ăn mặc khá thoáng, trang phục công sở màu đen càng làm cho dáng người của nàng được bộc lộ ra khá rõ ràng, ba vòng no đủ, bộ ngực căng tràn giống như dấu đầu hở đuôi, làn da trắng nõn nà mát lạnh. Bí thư Vương, chủ nhiệm Trương tạm thời có chút chuyện, anh ấy yêu cầu tôi phải tiếp đón ngài cho tốt. Mễ Phương thấy mặt Vương Tử Quân thì cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói, chủ nhiệm hữu trí cứ bận rộn thu xếp công tác, cũng không cần có chuyện gì cũng báo cáo với tôi. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đi đến. Hắn đứng quy củ bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó khẽ bắt chuyện rồi báo cáo, "Bí thư Vương, giám đốc tề của Sở Giao thông công tránh đang chờ ngài, anh ấy có vài chuyện cần báo cáo với ngài." Giám đốc tề giáp quốc của Sở Giao thông công tránh căn bản không phải là một người quá cao, vẻ mặt giống như lúc nào cũng treo nụ cười nhàn nhạt. Khi hắn thấy vương tử quân thì nhanh chóng duỗi hai tay ra nói, Chủ tịch vương, hôm qua tôi đã chuẩn bị báo cáo công tác với ngài, vì có chút chuyện mà để đến tận bây giờ. Giám đốc giáp quốc, chuyện công tác là quan trọng, tôi cũng không có chuyện gì cả, hai người chúng ta khi nào gặp mặt mà chẳng được. Vương tử quân bắt tay tề giáp quốc rồi cười nói. Nụ cười trên mặt tề giáp quốc càng thêm sáng lạn, hắn hỏi một câu về tình hình sức khỏe của mạc lão gia tử, sau đó cười nói, Bí thư Vương, năm nay bộ giao thông có không ít dự toán, chủ yếu là phương diện xây dựng cầu đường ở các tỉnh. Dù mật đông chúng ta có phương án xây dựng cầu đường rất tốt thế nhưng ở phương diện mức độ thì cũng cần phải thích ứng với điều kiện phát triển kinh tế trong nước. Vì vậy mà bí thư sầm cho ra chỉ thị với tôi để chúng tôi tranh thủ tiến lên kiếm vài phần tài chính phục vụ cho công tác giao thông của tỉnh nhà. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Cho dù là địa phương nào cũng muốn tranh thủ tài chính của trung ương, nếu không tranh thủ được thì căn bản sẽ bị người khác cướp mất, thế cho nên tình hình là bát tiên quá hải, ai cũng chạy đến biểu hiện thần thông. Vương Tử Quân nâng ly trà do Mễ Phương đưa đến lên nhấp một ngụm, sau đó hắn trầm giọng hỏi Tề Giáp Quốc, tình huống bây giờ như thế nào? Nụ cười của Tề Giáp Quốc vốn có chút sáng lạn đã trở nên ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, Bí thư Vương, tình hình bây giờ không được tốt cho lắm. Theo những tình huống mà tôi biết được, có 10 vị lãnh đạo là bí thư và chủ tịch của các tỉnh thành như Sơn Nam và Chiết Giang đều đến, hơn nữa còn nghe nói bọn họ đều đi đến thăm hỏi lãnh đạo bộ giao thông. Tôi cảm thấy mọi người lúc này là trăm sông đổ về một biển, cũng là vì muốn tranh thủ khoản tài chính này của trung ương. Cả bí thư và chủ tịch cùng đi đến thì tình huống căn bản là khác hẳn, nói khó khăn thì ai cũng có khó khăn, người có thể tranh thủ được tài chính cho mình ngoài điều kiện tốt thì ít nhất cũng phải có bản lĩnh. Đèn đuốc bừng sáng trong bóng tối, trên đường có không ít nhà hàng khá yên tĩnh, những nơi này không những có món ăn ngon, hơn nữa còn chú trọng phương diện phục vụ, kiến tạo bầu không khí yên tĩnh, làm cho người ta sinh ra một cảm giác hưởng thụ vì được nghỉ ngơi thoải mái. Cũng vì sự hưởng thụ này mới làm cho một số quán cơm phục vụ theo kiểu như vậy được người ta chào đón. Xuân Giang Nam là một cái tên khá thanh nhã, đây càng là một nhà hàng nổi tiếng trong thủ đô. Chỗ này không những được thiết kế giống như hoa viên ở Giang Nam, hơn nữa nhân viên phục vụ có sự thống nhất về trang phục, những bộ trang phục đẹp đẽ được mặc lên người những nữ nhân viên phục vụ làm cho bọn họ giống như những cô gái đang đi dạo bên hồ ở Giang Nam. Mặc dù nơi đây không có mưa bụi giống như Giang Nam thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang được ở Giang Nam. Cô Tắc Phiêm đang uống trà trong gian phòng có tên là Thính Vũ Hiên của nhà hàng Xuân Giang Nam, Hắn khẽ giới thiệu với người bên cạnh, trước kia tôi học đại học ở Giang Nam, vì vậy rất thích mưa bụi ở Giang Nam, hơn nữa thức ăn của Giang Nam lại rất tinh xảo, cũng khá thích hợp với khẩu vị của tôi. Chương 1527, đâm vào vết thương của anh. Ngồi đối diện với cố tác phim là một người đàn ông cao gầy đeo kính cận, thế nhưng khi nhìn mái tóc bóng mượt và cách ăn mặc tỉ mỉ lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sạch sẽ. Người này dùng bàn tay với những ngón tay trắng như ngọc để nâng ly trà sứ. Khi cố tắc viêm lên tiếng thì người này liên tục gật đầu. Bí thư vi, tôi nghe nói đã có văn kiện với tỉnh Hắc Long Giang, nói là hai ngày nữa vị lãnh đạo kia sẽ đi nhận chức có phải không? Công tác thấy người ngồi đối diện căn bản không có hứng thú với câu chuyện vừa rồi, thế là không khỏi chuyển đề tài, hắn trầm giọng nói. Người được cố tác viêm dùng giọng thân thiết gọi là bí thư vi trước kia là phó bí thư tỉnh ủy Giang Nam, tên là Vi Yến Quy. Hắn sở dĩ đi từ những cơn mưa bụi của Giang Nam đến bầu trời đầy băng tuyết của tỉnh Hắc Long Giang, chủ yếu là vì những chuyện này có thể kích thích Vi Yến Quy. Hai bên là đối thủ cũ của nhau. Thế cho nên cố tác viêm căn bản biết khá rõ về tình huống của Vi Yến Quy. Lúc này Vi Yến Quy ở lại thủ đô nói là có vài hạng mục công tác cần khơi thông, thế nhưng cố tắc viêm lại biết rõ vị yến quy muốn làm gì. Vị yến quy sắp được điều động, vị trí người này hướng đến nhất chính là chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang. Nhưng đáng tiếc là trong nhóm cạnh tranh chỉ có một người chiến thắng, vì vậy nhìn vào sẽ thấy vị yến quy sắp thất bại đến nơi rồi. Cũng vì vị yến quy thất bại nên cố tắc viêm mới kéo đối phương đến nơi này. Hôm nay tôi vừa mới đi đến chúc mừng anh tả. Vị Yến Quy uống một hớp trà rồi chợt nở nụ cười nói. Cố tắc viêm nở nụ cười, hắn biết rõ lúc này Vi Yến Quy căn bản là không thể nào thoải mái được, thế nhưng điều hắn muốn làm nhất vào lúc này chính là kích thích đối phương. Bây giờ tuyến trên đối với phương diện đề bạt cán bộ hay chú trọng phương diện trao đổi và kéo dài, tôi cảm thấy Bí Thư Vi là người thích hợp nhất với vị trí kia, thế nhưng lại bị mai một vì chính công tác của anh. Cô Tắc Phiêm nói điều này căn bản chạm vào đáy lòng của Vi Yến Quy, thế nên Vi Yến Quy thở dài nói, đúng vậy, có một số việc căn bản là không dễ làm. Nhưng Bí Thư Vi lại có không ít ưu thế ở phương diện kia, nhưng ngài lại có ưu thế ở tỉnh Mật Đông chúng tôi. Cô Tắc Viêm lên tiếng thả mồi, còn Vi Yến Quy lựa chọn thế nào thì căn bản nói nhiều cũng vô dụng. Cô Tắc Viêm tin tưởng Vi Yến Quy có thể hiểu được ý nghĩ của mình, hắn cũng tin đối phương nhìn ra được tâm tư của mình, thậm chí là biết Vi Yến Quy chắc hắn biết mình đang muốn lợi dụng vào điều này để kiếm vài phần lợi ích nhưng cố tắc viêm lại không thèm quan tâm, hắn dùng dương mưu chứ không phải âm mưu, theo những gì hắn biết về vi yến quy, hắn tin trước vi yến quy sẽ làm theo ý nghĩ của mình. Vì vi yến quy căn bản không chịu bỏ qua cơ hội của mình dễ dàng như vậy được. Tuy sự kiện người kia tiến lên đã là ván đóng thuyền, thế nhưng cũng không phải không có không gian thao tác. Cố tắc viêm là người từ cơ sở đi lên, căn bản không phải chưa từng gặp chuyện như thế này người được quyết định sẽ thay thế người khác có đôi khi sẽ phải ngã đổ, không nhất định sẽ làm tốt những gì lãnh đạo hy vọng. Có rất nhiều tình huống vì phương diện hài hòa địa phương mà lãnh đạo tuyến trên phải điều một người ra đi. Có thể nói nhiều năm qua cố tắc viêm thường làm ra những chuyện như vậy. Điều quan trọng nhất chính là phải làm cho cho người kia phạm vào sai lầm, nếu người kia liên tục phạm sai lầm, cho dù nhận được sự giúp đỡ lớn từ Trung ương, chỉ sợ sau đó tất cả lực lượng giúp đỡ cũng tan. Nếu dựa vào chính cố tác viêm thì căn bản khó thể làm cho người kia phạm vào nhiều sai lầm, hắn cần phải có nhiều lực lượng trợ giúp. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, một bàn tay trắng nõn đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông hơn 40 tuổi với nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên môi chậm rãi đi vào trong phòng. Cố tắc viêm thấy người đàn ông kia thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hắn tiến lên hai bước rỗi hai tay ra nói, bộ trưởng nhâm, chào mừng chào mừng. Người được xưng là thứ trưởng nhâm vừa bắt tay cố tắc viêm vừa nói, anh cố, mỗi lần dùng cơm với anh đều là chỗ này, lần sau anh cũng xem xét thay đổi khẩu vị là vừa. Cố tắc viêm cười cười nói, chỉ thị của thứ trưởng nhâm chính là quyết định cao nhất với tôi, sau này chúng ta sẽ đổi chỗ, mời thứ trưởng nếm thử món ăn ngon của tỉnh Mật Đông chúng tôi. Cô Tắc Viêm nói rồi quay sang giới thiệu với Vị Yến Quy, Bộ trưởng Nhâm, đây là bí thư vi Yến Quy của tỉnh chúng tôi, là cấp trên của tôi. Vị Yến Quy cảm thấy thứ trưởng nhâm căn bản là rất quen mặt, thế nhưng lúc này lại không nhớ rõ đối phương là ai. Hắn nhớ rõ những vị lãnh đạo đơn vị trung ương mà bây giờ không nhớ người này, có lẽ đây không phải là một vị lãnh đạo đứng đầu. Vi Yến Quy tươi cười vươn tay nói với Bộ trưởng Nhâm, chào Bộ trưởng Nhâm. Bí thư vi, đây chính là Bộ trưởng Nhâm Điền Cường. Cô tác viêm giới thiệu đầy đủ tên họ thì Vi Yến Quy biết người kia là ai. Nhâm Điền Cường căn bản chỉ là một vị thứ trưởng, thế nhưng lại nắm trong tay công tác dự toán của Bộ Giao thông. Bây giờ nhiều tỉnh thành trong nước đang chạy về tranh thủ tài chính của Bộ Giao thông, nếu muốn được gặp mặt Nhâm Điền Cường thì căn bản phải có hẹn trước. Lúc này tỉnh Mật Đông đã giao chuyện này cho Chủ tịch Tô, đây là anh cố muốn làm gì? Không phải hắn muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện lần này để đề cao uy tín của mình sao? Lúc này Vi Yến Quy căn bản không hiểu rõ tính toán của cố tắc phiêm, hắn chỉ lặng lặng ngồi một bên nghe cố tắc phiêm chào hỏi nhâm điền cường. Nhìn từ phương diện trò chuyện vui vẻ với nhau, Vi Yến Quy cảm thấy mối quan hệ giữa cố tắc phiêm và nhâm điền cường là không bình thường. Khi Vi Yến Quy chuẩn bị nói chêm vào vài câu chợt nghe nhâm điền cường nói, thế nào lại không thấy chủ nhiệm Nguyễn? Có phải anh ấy không đến hay không? Vừa rồi tôi đã liên lạc với chủ nhiệm Nguyễn, anh ấy nhất định sẽ đến, thế nhưng bây giờ với vị trí của anh ấy, căn bản mọi chuyện cũng không phải tùy ý anh ấy thích đi đâu thì đi. Cô tắc viêm nở nụ cười vui vẻ nói. Chủ nhiệm Nguyễn, vẻ mặt vi yến quy chợt khẽ động, tuy người họ Nguyễn là không nhiều thế nhưng trong thủ đô còn có một họ Nguyễn, điều này rất dễ làm cho hắn liên tưởng đến nhiều thứ. chương 1528, một phải chờ. Khi Vi Yến Quy đang nghĩ về vị chủ nhiệm Nguyễn kia, lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra, một người đàn ông nhìn qua giống như mới hơn 30 tuổi đi vào phòng. Người này vừa vào thì đã cười nói, chào các vị, tôi đến muộn, thật sự cảm thấy có lỗi. Khi thấy người đàn ông này đi đến thì cố tác viêm và nhâm điền cường đều đứng lên, nhâm điền cường càng dùng giọng nhiệt tình nói, anh Nguyễn, vừa rồi tôi và cố tác viêm vừa nhắc đến anh, không ngờ nhắc người thì người đến. Vị Yến Quy nhìn ba người cố tác viêm, hắn biết rõ trong số đám người ở nơi đây thì chỉ có mình là người ngoài, mà ý nghĩ làm người ngoài của hắn cũng không được duy trì quá lâu. Cô tác viêm hàn Nguyên hai câu rồi giới thiệu vị Yến Quy, bí thư vi, vị này chính là chủ nhiệm Nguyễn Trấn Nhạc, bây giờ đang công tác ở bên cạnh lãnh đạo. Vị Yến Quy nghe được cái tên Nguyễn Trấn Nhạc thì căn bản đã có đầy đủ các mối liên hệ, hắn tuy là người quyền cao chức trọng nhưng vẫn muốn làm tốt quan hệ với Nguyễn Trấn Nhạc thế là hắn cười tùm tỉm vươn tay ra nói, chủ nhiệm Nguyễn, tôi đây căn bản đã ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu. Vị Yến Quy nói những lời này cũng không phải là khách khí, hắn thật sự nhớ rõ cái tên Nguyễn Trấn Nhạc, nhưng hắn ghi nhớ cái tên của người này cũng là vì có nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân. Nguyễn Trấn Nhạc là một cán bộ trẻ được nhiều lãnh đạo tán thưởng thế nhưng đến tỉnh Sơn Nam công tác thì lại bị Vương Tử Quân hạ gục. Thế cho nên bây giờ vương tử quân đang tiến quân lên vị trí chính bộ mà bây giờ Nguyễn Trấn Nhạc vẫn còn ở lại trên vị trí cấp sở. Nói là Nguyễn Trấn Nhạc phí thời gian thì cũng không đúng, vì với vị trí của Nguyễn Trấn Nhạc vào lúc này, chỉ cần tiến lên một bước sẽ là trời cao rộng mở, hơn nữa vị trí hiện tại được nhiều người cảm thấy cực kỳ quan trọng. Khi Nguyễn Trấn Nhạc bắt tay với vị Yến Quy, cố tác viêm cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh dọn thức ăn lên. Món ăn rất tinh xảo, Phối hợp với âm nhạc nhẹ nhàng càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang dùng cơm bên một làng trài. Nhâm Điền Cường ngồi ở vị trí chủ vị thế nhưng lại nhiều lần chủ động mời rượu Nguyễn Chấn Nhạc, nhìn từ điểm này thì Vi Yến Quy cảm thấy Nhâm Điền Cường đang muốn làm tốt công tác liên hệ với Nguyễn Chấn Nhạc. Vi Yến Quy cũng không có gì không thoải mái với điều này, ngược lại hắn cũng tìm cơ hội để cùng ly với Nguyễn Chấn Nhạc. Anh Chấn Nhạc anh ở bên cạnh lãnh đạo hai năm nữa thì đi xuống sẽ mạnh hơn tôi bây giờ rất nhiều cố tắc viêm đặt ly rượu xuống rồi nói với nguyễn trấn nhạc nguyễn trấn nhạc cười cười nói chủ tịch cố tôi nào có thể so sánh với anh sau này kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn ha 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 anh quá khách khí rồi sau này anh bay xa vạn dặm thì quá tốt người giống như tôi chỉ có thể phí hoài thời gian ở vị trí hiện tại mà thôi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác Cố tắc viêm thở dài, giọng nói có vài phần trầm thấp. Nếu như không phải vừa rồi mọi người trò chuyện với nhau, vị Yến Quy sẽ cho rằng những lời này của cố tắc viêm là thật, thế nhưng bây giờ thì có thật không? Hắn trên cơ bản đã đoán được cố tắc viêm có ý nghĩ và mục đích gì, thế nhưng những chuyện như vậy chính hắn cũng mong muốn nó thành công. Nhưng đáng tiếc là Nguyễn Trấn Nhạc cũng không nói lời nào, chỉ nâng ly rượu lên cùng cụng ly với nhâm điền cường sau đó Nguyễn Trấn Nhạc hỏi tình hình sức khỏe của bố Nhâm Điền Cường có phải đã chuyển biến tốt đẹp rồi không, nếu như không thì hắn có quen biết nhiều chuyên gia có tay nghề rất cao. Nhâm Điền Cường căn bản tỏ ra rất vui mừng với câu thăm hỏi ân cần của Nguyễn Trấn Nhạc, hai người cùng cười nói ha ha, thế là bầu không khí trong phòng cực kỳ sinh động. Vị Yến Quy nhìn qua hai mắt cố tác viêm, hắn cảm thấy cố tác viêm rất bình tĩnh, giống như cũng không bức bối vì mình không gia nhập vào câu chuyện của hai người Nguyễn Trấn Nhạc sau khi uống xong một chai rượu thì nguyễn trấn nhạc trợt nói hôm nay tôi đi theo lãnh đạo đi kiểm tra công tác căn bản có cảm xúc với những câu nói của lãnh đạo khi đó lãnh đạo nói cơ hội luôn có cho mọi người hơn nữa khi sử dụng cán bộ thì cũng không nên cứ theo khuôn khổ quy củ nếu cứ để cho một người có năng lực ngồi mãi trên một vị trí như vậy không phải là làm không tốt công tác nhân sự sao dù thế nào cũng phải nắm bắt thật chặt mới được Ánh mắt đám người Vi Yến Quy và cố tác viêm chợt ngưng tụ lại với nhau, bọn họ đều thấy được niềm vui trong ánh mắt của đối phương. Nhưng ngay sau đó hai người bọn họ đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Thứ trưởng Nhâm, anh cũng biết đến tình huống trong tỉnh chúng tôi rồi đấy, hai ngày nữa Bí Thư Vương sẽ đến chào hỏi các anh, kính mong anh hỗ trợ nhiều hơn. Cố tác viêm nâng ly lên nở nụ cười sáng lạn với Nhâm Điền Cường. Điều này là đương nhiên rồi, nhâm điền cường nhìn thoáng qua nguyễn trấn nhạc rồi nâng ly lên cười nói vi yến quy nhìn đám người kia nâng ly lên với nhau hắn biết mình không muốn leo lên con thuyền kia thế nhưng đó cũng không phải là hắn không muốn lên mà được hắn cần phải đi lên thế là hắn cầm ly rượu lên nói với nguyễn trấn nhạc chủ nhiệm nguyễn tôi mời anh một ly bí thư vương lúc này chúng ta chờ một chút vừa rồi tôi có hỏi thư ký lý anh ấy nói thứ trưởng nhâm vừa mới nhận được thông báo cần phải tham gia một hội nghị. Tề quốc giáp dùng ánh mắt không yên nhìn vương tử quân đang ngồi trên ghế sa lông, hắn khẽ nói. Cũng khó trách tề quốc giáp bây giờ tỏ ra không yên, vì hai bên đã hẹn với nhau, thế nhưng không ngờ bây giờ lại đổi quẻ, nhâm điền cường căn bản không đón tiếp, điều này làm cho người ta căn bản không có biện pháp nào khác. Vì sắp xếp tốt lần gặp mặt này mà tề quốc giáp đã mất không ít tâm tư, hắn muốn tranh thủ hạng mục cho tỉnh Mật Đông, càng muốn biểu hiện năng lực của mình trước mặt bí thư vương vừa mới đến. Nhưng khi tề quốc giáp cảm thấy cơ hội của mình đã đến tay, hắn lại không ngờ gặp phải tình huống này. Điều này không phải làm cho bí thư vương cảm thấy mình không có năng lực sao. Vương tử quân nhìn bộ dạng có chút sợ hãi của tề quốc giáp, hắn cười nói, giám đốc quốc giáp, sự kiện đột nhiên này cũng không ai đoán trước được. Anh liên hệ với thư ký Lý, để xem hôm nay chúng ta có thể được gặp mặt thứ trưởng Lý hay không. Tề quốc giáp đi ra ngoài liên hệ, vương tử quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Hắn cũng không muốn liên quan đến phương diện chạy tài chính này, thế nhưng tối qua đường Trấn Huy gọi điện thoại đến, nói là trong tỉnh có chuyện liên quan đến an toàn sản xuất, chủ tịch Tô là người phụ trách chủ yếu, cần phải có mặt để đốc tra, thế nên yêu cầu vương tử quân ở thủ đô bỏ thêm chút tâm sức cho phương diện chạy hạng mục lần này. Trường 1528, hai phải chờ tuy chỉ nói vài câu nhưng trọng trách xem như giao lại cho Vương Tử Quân. Trước nay Vương Tử Quân chưa từng sợ hãi những chuyện thế này, thế nên hắn để cho Tề Quốc Giáp sắp xếp, nhanh chóng làm tốt công tác liên hệ với lãnh đạo đơn vị thượng cấp. Tề Quốc Giáp cũng sắp xếp rất tốt, hôm nay hai người đến gặp mặt Thứ trưởng Nhâm Điền Cường phụ trách sự việc này, thế nhưng không ngờ đến đây lại phải chờ. Nhưng Vương Tử Quân cũng có thể hiểu tình huống này, dù sao thì ai cũng bận rộn, cũng phải có lúc phát sinh sai lầm. Hơn nữa với cấp bậc của nhâm điền cường thì bận rộn một chút cũng không có gì khác người. Chỉ một lát sau tề quốc giáp đã đi về với gương mặt vui vẻ, hắn nói, bí thư vương, thứ trưởng nhâm chỉ mất một giờ tham gia hội nghị, thư ký lý nói sau khi kết thúc hội nghị thì thứ trưởng nhâm có nửa giờ thời gian rảnh rỗi. Vương tử quân khẽ gật đầu, tuy một giờ không tính là ngắn nhưng cũng không quá dài hắn đưa tay lên vỗ vỗ chiếc ghế sa lông bên cạnh rồi nói với tề quốc giáp, anh tề, chúng ta ngồi đây chờ một chút. Thời gian nhàn rỗi có thể dùng để trò chuyện tăng tiến cảm tình, tề quốc giáp tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội có thể trao đổi cảm tình với vương tử quân. Hắn đặt nửa mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh vương tử quân, sau đó mỉm cười nói, bí thư vương. Tôi sẽ nhân cơ hội thời gian rảnh này mà báo cáo tình hình của Sở Giao thông Công Tránh cho ngài có được không? Tề Quốc Giáp là giám đốc sở giao thông công tránh tỉnh Mật Đông, tất nhiên là một người hợp cách. Trong lúc báo cáo thì hắn căn bản đều cho ra những con số chính xác với từng câu hỏi của Vương Tử Quân, đồng thời hắn cũng miêu tả rõ ràng những vấn đề liên quan đến phương diện cầu đường trong tỉnh. Hai người nói chuyện công tác hơn 30 phút, thời gian còn lại chủ yếu là trò chuyện về những vấn đề khác. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đến châm trà hai lần thì thời gian một giờ đã trôi qua một giờ qua tề quốc giáp có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ thế nhưng sau đó lại tỏ ra cực kỳ sốt ruột hắn nhìn thoáng qua vị chủ nhiệm văn phòng sở giao thông công tránh cùng theo mình đến thủ đô vị chủ nhiệm văn phòng kia nhanh chóng đi ra ngoài năm phút sau vị chủ nhiệm văn phòng đi vào với vẻ mặt ảm đạm hắn khẽ nói với tề quốc giáp trưởng phòng thư ký lý nói thời gian hội nghị phải kéo thêm nửa giờ nữa hội nghị thêm giờ vẻ mặt tề quốc giáp càng thêm khó coi Tuy sự việc này là hắn đến cầu tình với nhâm miền cường, thế nhưng người có thể quyết định vận mệnh của hắn lại là vương tử quân. Vì vậy hắn tình nguyện để sự việc của tỉnh Mật Đông không thành, thế nhưng cũng không muốn tạo nên ấn tượng không làm ra gì trước mặt vương tử quân. Vương tử quân nhìn vẻ mặt xấu hổ của tề quốc giáp, hắn khoát tay áo nói, đừng lo lắng, những chuyện họp hành thế này cũng không ai nói trước được. Tề quốc giáp cảm thấy cực kỳ cảm kích vì sự thấu hiểu của vương tử quân, hắn xoa xoa bàn tay định lên tiếng, vương tử quân chợt cười nói, trước kia khi tôi công tác ở huyện thì cũng từng chạy hạng mục, tôi biết rõ những khó khăn trong vấn đề này là như thế nào. Tuy vương tử quân tỏ ra thấu hiểu nhưng tề quốc giáp vẫn cảm thấy nôn nóng như kiến bỏ chảo nóng. Đặc biệt là sau 20 phút tiếp tục chờ đợi, hắn cảm thấy mồ hôi vã ra khắp người. Ha ha ha, chào bí thư vương, tôi thật xấu hổ khi để anh phải chờ lâu khi tề quốc giáp cảm thấy tuyệt vọng thì cửa phòng được đẩy ra, nhâm điền cường đi vào với gương mặt tươi cười vui vẻ. Tề quốc giáp thấy nhâm điền cường xuất hiện thì mới thở dài một hơi, vương tử quân cũng chủ động đứng lên nghênh đón nhâm điền cường, hắn mỉm cười vươn tay nói, chào thứ trưởng nhâm, ngài là người công tác bận rộn mà tôi còn đến quấy giày, nói thật người có lỗi phải là tôi. Nhâm điền cường cũng không ngồi xuống ngay, sau khi bắt tay ân cần thăm hỏi thì trầm giọng nói, bí thư vương thật sự rất có lỗi, tôi còn có một hội nghị luận chứng quan trọng cần phải chủ trì, tôi vốn định trò chuyện nhiều hơn với ngài, thế nhưng xem ra chỉ có thể đợi lần sau mà thôi. Nhâm Điền Cường nói rồi quay sang thư ký bên cạnh, thư ký Lý, anh thông báo cho chủ nhiệm trình, để anh ấy đến mời cơm bí thư vương. Tuy vương tử quân kiên chỉ nói không cần, thế nhưng Nhâm Điền Cường vẫn kiên trì ý kiến của mình. Chủ nhiệm trình là phó chủ nhiệm văn phòng bộ giao thông vận tải, hắn nhanh chóng đi đến phòng khách cung kính tiếp nhận chỉ thị của Nhâm Điền Cường. Sau khi Nhâm Điền Cường bắt tay Vương Tử Quân thì rời khỏi phòng khách, trước sau chỉ mất 5 phút đồng hồ. Bí thư Vương, chúng ta, Tề Quốc Giáp chuẩn bị thu xếp dùng cơm, hắn mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Đi dùng cơm thôi, nếu là đến cầu cạnh người ta thì Vương Tử Quân căn bản phải làm tốt chuẩn bị, Nhâm Điền Cường lần này làm rất khéo. Ngay sau đó đối phương cũng không thể không tiếp mình được. Trong mưa có ẩn dấu chút gió lạnh của mùa xuân, Nhâm Điền Cường nhìn trời mưa mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn ngâm thơ vẽ tranh. Trước kia khi còn đi học thì hắn từng nổi tiếng là thi nhân, cũng từng viết vài bài thơ cho chính mình thưởng thức. Nhưng kinh nghiệm cuộc sống làm cho Nhâm Điền Cường không trở thành một nhà thơ, chẳng qua con đường làm quan làm cho hắn cảm thấy khá đắc ý. Bây giờ hắn ngồi trên vị trí làm cho không ít những nhà thơ có tài cảm thấy hâm mộ nhưng nhâm điền cường cũng không có ý muốn làm thơ hắn nghĩ đến tình huống gặp mặt ngày hôm nay khi đó trưởng ban dương có dùng vài lời ôn hòa để khẳng định và khuyến khích công tác của mình điều này không khỏi làm cho hắn có chút hưng phấn thứ trưởng đây là văn kiện ngày hôm nay ngài cần duyệt thư ký lý cung kính đi đến đặt một chồng văn kiện lên bàn làm việc của nhâm điền cường rồi khẽ báo cáo nhâm điền cường cũng không quan tâm đến những công tác theo thông lệ của mình hắn tiện tay lấy ra xem, sau đó khẽ hỏi, hôm nay có người nào của tỉnh Mật Đông đến không? Không có, thư ký Lý nhìn Nhâm Điền Cường đang phe duyệt văn kiện, hắn dùng giọng có chút do dự nói, có phải người đến thì cho bọn họ đến gặp ngài không? Thư ký Lý là người nắm rõ hành trình của Thứ trưởng Nhâm trong lòng bàn tay, hắn biết rõ hôm nay Thứ trưởng Nhâm cũng không có hoạt động gì. Thế nhưng hắn nhắc nhở như vậy lại nhận lấy ánh mắt không hay của Nhâm Điền Cường, thế nên hắn cũng không nói gì thêm thư ký lý là người thông minh hắn nhìn rõ biểu hiện của lãnh đạo hắn biết vừa rồi mình đã vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa hắn biết lúc này mình không nên tiếp tục mở miệng thế là khẽ rời khỏi phòng làm việc của nhâm điền cường nhâm điền cường nhìn thư ký lý rời đi rồi đặt bút trong tay xuống trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn đổi thư ký nhưng thư ký lý đi theo hắn nhiều năm cũng không thể vì việc nhỏ như vậy mà bỏ đi được ký văn kiện một lúc lâu, lại xử lý vài chuyện thì đến giờ tan tầm. Nhâm Điền Cường nói với thư ký của mình một tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi vừa đi ra ngoài cửa thì nghe thấy trong phòng làm việc của bí thư hứa cách đó không xa vang lên tiếng cười rất thoải mái. chương 1529, một con kiến nghĩ rằng vua không làm được. Đừng xem thường Nhâm Điền Cường còn trẻ tuổi, thế nhưng tiếng cười kia làm hắn dừng bước, vì nó căn bản là quá quen thuộc bộ trưởng hứa là người đứng đầu đơn vị là thượng cấp của hắn hắn căn bản biết rõ về bộ trưởng hứa như trong lòng bàn tay bộ trưởng hứa là người nói năng cực kỳ thận trọng ai có thể là người làm cho lãnh đạo của mình cười thoải mái như thế xem ra người trong phòng làm việc của bộ trưởng hứa không phải là bình thường thế nhưng người kia là ai vấn đề này làm cho nhâm điền cường nghĩ mà cảm thấy có chút khó hiểu lát nữa để cho tiểu lý đi qua hỏi xem là ai ở trong phòng của lãnh đạo. Sau khi hạ quyết tâm thì nhâm điền cường đang định cất bước đi qua, đúng lúc này cửa phòng làm việc của bộ trưởng hứa chợt mở ra, cơ thể cao lớn của bộ trưởng hứa chợt xuất hiện bên ngoài. Khi thấy bộ trưởng hứa đi ra thì nhâm điền cường chuẩn bị tiến lên nghênh đón, chợt thấy vương tử quân đi ra theo sau. Hắn nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt vương tử quân, hắn cảm thấy trong lòng có vài phần bộp chộp. Nhâm Điền Cường không thể không bội phục tâm cơ của Vương Tử Quân, đừng quá chú trọng vào cái tên của người này, vì một khi người ta mở tâm cơ sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Nhâm Điền Cường cảm thấy mình ghét người kia nhất chính là nụ cười luôn động trên mặt, nụ cười kia tuy sáng lạn thế nhưng lại có vài phần u ám, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến câu miệng nam mô bụng một bồ dao gam. Nhưng như vậy thì cũng tốt, như vậy sẽ làm cho mình lúc nào cũng phải tỉnh táo luôn phải cẩn thận với đối phương. Nhâm Điền cường sở dĩ đề cao Vương Tử Quân chính là vì đã ép cho một người có tương lai như Nguyễn Chấn Nhạc phải ngã ngựa ở Chiết Giang. Nguyễn Chấn Nhạc nguyên bản đã có có sắp xếp sẵn, thế nhưng Vương Tử Quân có thể lợi dụng lúc Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa ổn định cơ sở để ra tay, làm cho Nguyễn Chấn Nhạc phải tốn thêm vài năm phấn đấu. Mặc dù điều này cũng không thể nói giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc có cạnh tranh với nhau nhưng Vương Tử Quân lại có thể tìm được chiến thắng cuối cùng, ít nhất cũng làm cho Nguyễn Chấn Nhạc biết được muốn đến được bến bờ mơ ước thì khó khăn đến nhường nào. Tin tưởng sau khi trải qua một kinh nghiệm đáng nhớ như vậy thì Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không bao giờ quên được thủ đoạn của Vương Tử Quân. Khi đó trong quan trường có nhiều lời đồn đãi, mọi người còn có chút phân vân, thế nhưng kết luận lại là trăm sông đổ về một biển, ai cũng nhất trí một điều, đừng xem thường người kia còn trẻ thế nhưng đó lại là một người mà trí thông minh căn bản không phải kẻ bình thường có thể so sánh được. Bí thư tử quân, sau này công tác có gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể cung cấp cho anh điều kiện tiện lợi nào, tôi đảm bảo sẽ xuất toàn lực, sẽ không làm cho anh thất vọng. Bộ trưởng hứa cũng không nhìn thấy nhâm điền cường, hắn dùng sức bắt tay vương tử quân, sau đó dùng giọng điệu với ngôn từ đảm bảo nói. Vương tử quân lúc này đã thấy nhâm điền cường, hắn vừa bắt tay Bộ trưởng Hứa vừa nói cảm ơn Bộ trưởng Hứa đã giúp đỡ cho công tác của tỉnh Mật Đông chúng tôi. Tôi nhất định sẽ báo cáo sự giúp đỡ to lớn của ngài với bí thư sầm, sẽ yêu cầu anh ấy đại diện tỉnh Mật Đông cảm tạ ngài. Khi hai người trò chuyện với nhau thì Nhâm Điền Cường đã đi đến bên cạnh, lúc này hắn không mở miệng cũng không được. Vì vậy hắn cười chào hỏi Bộ trưởng Hứa, Bộ trưởng Hứa, Bí Thư Vương. Chào Thứ trưởng Nhâm, Vương Tử Quân bắt chuyện với Nhâm Điền Cường, sau đó cười nói bộ trưởng hứa tôi phải cho ra lời đề nghị với ngài thứ trưởng nhâm là người có năng lực công tác rất mạnh xử lý công tác cực kỳ đúng chỗ đây là sự thật mà người nào cũng biết thế nhưng ngài cũng đừng nên thấy ai làm việc tốt thì cứ mãi giao trọng trách cho thở không nổi để rồi sinh ra thưởng phạt không đều các lão lãnh đạo có nói làm việc cần phải kết hợp nghỉ ngơi bộ trưởng hứa khẽ mỉm cười sau khi nghe xong lời nói của vương tử quân thì cười lên ha ha Vương Tử Quân nói thêm vài câu khách khí thì chuẩn bị đưa Tề Quốc Giáp rời đi. Lúc này Bộ trưởng Hứa nói: "Tử Quân, anh đến thủ đô một chuyến cũng không dễ dàng gì, nên cho ra nhiều thời gian ở bên cạnh lão thủ trưởng, còn chuyện công tác thì cứ giao cho Giáp Quốc liên lạc với Điền Cường, hai người bọn họ cho ra phương án rồi sẽ đưa cho anh nhìn qua." Vương Tử Quân đi, nhâm Điền Cường nhìn chiếc xe biến mất trong làn mưa bụi, thế là không khỏi cảm thấy trong lòng mát lạnh. Thứ trưởng Điền Cường chúng ta cũng cần chú tâm đến công tác của địa phương mới được bộ trưởng hứa vỗ vỗ lên vai của nhâm điền cường rồi quay người đi vào trong phòng vương tử quân nằm trong căn hộ của mình ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy mà tâm tư bay đến thủ đô tuy bệnh tình của mạc lão gia tử bây giờ đã ổn định thế nhưng theo lời của bác sĩ thì căn bản không có ai dám buông lỏng mặc dù vương tử quân rất muốn ở lại thủ đô thêm vài ngày với mạc lão gia tử thế nhưng lại bị mạc lão gia tử đuổi về. Ông cụ nói anh đang công tác ở mật đông, anh cứ ở mãi trong nhà tôi làm gì. Phương tử quân nhìn bộ dạng lúc tỉnh lúc mê của mạc lão gia tử, thế là bất đắc dĩ phải quay về. Vương tử quân ở thủ đô cũng không gặp lại Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng nghe không ít người nói về người này. Hiện tại Nguyễn Trấn Nhạc đã tìm được sân khấu của mình bên cạnh lãnh đạo thứ ba Trung ương. Vương tử quân căn bản tiếp nạp sự phát triển của Nguyễn Trấn Nhạc tràn đầy thiện trí, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ Nguyễn Trấn Nhạc có khúc mắc với mình, thế nên đối phương sao có thể rộng lượng cho được. Gặp lại mỉm cười xóa đi cửu oán chỉ là một câu nói mà thôi, cho dù là gương vỡ lại lành thì cũng có vết rách, hơn nữa hai người đều có danh tiếng khá lớn, cùng chung mục tiêu, chuyện trở thành bạn là khó thể nào. Lên đỉnh cao thường khá cô quạnh, thế nhưng vị trí đỉnh cao chỉ có một người đứng mà thôi. Quan trường giống như một tổ ong, anh bắt buộc phải trổ hết tài năng, phải làm sao cho mình trở thành ong chúa, chỉ như vậy anh mới có thể bao quát chúng sinh, khống chế được tất cả. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột một vang lên phá tan bầu không khí bình tĩnh trong phòng. Vương tử quân cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói cực kỳ hưng phấn của tề quốc giáp, bí thư vương, đã có quy hoạch rồi, chuẩn bị xây dựng một đường quốc lộ đi qua tỉnh Mật Đông chúng ta. Vương tử quân biết được tin tức này còn sớm hơn cả tề quốc giáp, thế nhưng hắn cũng không nói cho tề quốc giáp. Lúc này hắn nghe thấy tề quốc giáp báo cáo thì cười nói, quốc giáp, anh đã làm được một chuyện tốt cho tỉnh Mật Đông, ngày mai tôi nhất định sẽ nói rõ công lao của sở giao thông công tránh các anh cho tỉnh ủy. Ôi, bí thư vương, chuyện này do chính tay ngài thúc đẩy, nếu nói ra thì công lao là của ngài, sở giao thông công tránh chúng tôi cũng không muốn mua danh chuộc tiếng, Tề quốc giáp biết rõ chuyện này có kết quả như vậy căn bản không thể nào bỏ qua tác dụng của vương tử quân. Được rồi, chuyện thế nào thì tôi biết rõ, anh cứ yên tâm công tác, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Vương tử quân dùng giọng chân thật đáng tin nói, anh tranh thủ ở lại thủ đô thêm vài ngày, cố gắng làm sao cho khởi công trong thời gian sớm nhất. Trường 1529, hai con kiến nghĩ rằng vua không làm được. Tề quốc giáp nói thêm hai câu, hắn định tiếp tục nói về đề tài vừa rồi thì vương tử quân bên kia đã cúp điện thoại hắn nghĩ đến giọng điệu của vương tử quân trong điện thoại thế là không khỏi sờ lên đầu mình thầm mắng mình quá ngu dốt dựa theo cấp bậc của vương tử quân hiện tại sao lại chú ý đến chút công lao nhỏ nhặt như vậy hơn nữa bí thư vương không ôm công lao về mình căn bản muốn đẩy tề quốc giáp tiến lên đồng thời tề quốc giáp hắn có nói rõ công lao của vương tử quân thì được gì trong tỉnh mật đông này còn gì xứng để ban thưởng cho bí thư vương? Bí thư vương gọi mình là quốc giáp, không phải là giám đốc quốc giáp, đây chính là dấu hiệu tốt. Đến giờ cơm tối, vương tử quân chuẩn bị nấu cơm. Vừa rồi triệu hiểu bạch đến báo cáo về vài bữa tiệc cần tham gia, thế nhưng vương tử quân đều từ chối, vì hôm nay hắn thật sự không có tâm tình như vậy. Vật dụng nhà bếp đã có rất đầy đủ, thế nhưng trong tủ lạnh ngoài mì ra cũng chỉ là mì. Có thể thấy một người đàn ông sống một mình căn bản không có gì là tốt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân đặt tô mì xuống. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo, chợt thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi đang bối rối đứng trước cửa nhà. Vì sao Vương Tử Quân lại không có ấn tượng với người này? Hắn có chút nghi ngờ, thế nhưng vẫn đi ra mở cửa. "Bí thư Vương, đúng là ngài, tôi thấy đèn trong căn hộ của ngài vẫn còn sáng." thế nên đến đây một chút. Người đàn ông kia thấy được vương tử quân thì gương mặt đỏ hồng vì kích động, hắn xoa xoa hai bàn tay rồi nói tôi ở trong căn hộ đối diện với ngài. Vương tử quân nghe nói người đàn ông này là hàng xóm thì cười nói tôi vừa mới đi về, mời anh đi vào. Người đàn ông trung niên thấy vương tử quân mời mình vào nhà thì căn bản cảm thấy kích động không biết nên làm sao khi thấy vương tử quân rót nước cho mình thì hắn nhanh chóng tiến lên cầm lấy ấm trà ôi bí thư vương cứ để đấy cho tôi không có chuyện gì nào có chuyện để cho khách rót nước được vương tử quân nói rồi mỉm cười đặt một ly trà xuống đối diện với người đàn ông này lúc đầu người đàn ông trung niên nói chuyện có chút căng thẳng thế nhưng khi mà vương tử quân mở miệng rất hòa ái hắn cũng bình tĩnh hơn vài phần khi hai bên trò chuyện với nhau vương tử quân biết rõ người này tên là tiêu canh là một vị phó ban ở phòng giám sát thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh vương tử quân khống chế rất tốt nội dung câu chuyện với tiêu canh chỉ nói về những chuyện liên quan đến gia đình thế nên bầu không khí rất bình thản bí thư vương từ sau khi ngài đến đây ở cấp bậc của khu nhà này căn bản được đề cao lên rất nhiều anh có nhìn thấy những nhân viên an ninh bên ngoài kia không trước đó bọn họ chỉ đi tuần tra một đêm một lần thế nhưng bây giờ đã biến thành tuần tra 24 tiếng trong ngày. Tiêu canh dùng giọng có chút nịnh nọt nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không biết về tình hình trước đó của khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy này, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Tiêu Canh. Mình vào đây ở nếu như người ta không chú ý đến tình hình chị An thì mới là vấn đề. Bí thư Vương, ngài dùng cơm chưa? Trong nhà tôi có nấu món chim chỉ rất ngon, nếu như có thời gian thì mời ngài sang dùng cơm một lát tiêu canh nói xong những lời này thì dùng ánh mắt có chút căng thẳng nhìn vương tử quân vì thân phận của vương tử quân là quá cao hắn nói lời mời như vậy là khá đường đột vương tử quân nghe vậy mà không khỏi cảm thấy động tâm tuy hắn không muốn ra ngoài xã giao thế nhưng hàng xóm đối diện mời dùng cơm thì vẫn ngon hơn ở nhà ăn mì hơn nữa sau này hai bên là hàng xóm láng giềng đẩy mạnh trao đổi cũng là chuyện tốt Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì cười nói, "Ôi, tôi đang lo không có chỗ dùng cơm, nếu anh nói như vậy, bây giờ tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Tiêu Canh tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân lại đồng ý sảng khoái như vậy, thế là hắn kích động mà nói năng có chút lộn xộn. Quyền lực tuyệt đối là thứ tốt, lời này nếu là người khác nói ra, chỉ sợ người ta sẽ cho rằng đây là kẻ tham ăn, có thể là kẻ ti tiện, thế nhưng Vương Tử Quân là người có vị trí cao vời. Hắn nói năng sảng khoái như vậy căn bản không có kiểu cách nhà quan, có ý nghĩa vui mừng cùng nhân dân. Nhà Tiêu Canh có bố cục khá giống với căn hộ của Vương Tử Quân, vợ Tiêu Canh là bác sĩ, là một người gọn gàng. Sau khi nghe Tiêu Canh giới thiệu về Vương Tử Quân thì nàng luống cuốn tay chân, tranh thủ thời gian rót nước cho Vương Tử Quân, còn định đi ra ngoài mua thêm vài món. Vương Tử Quân nhanh chóng cản lại hành vi định như ẩn thêm thức ăn của vợ Tiêu Canh nói là mình đến đây cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ cần một chén canh chim trĩ là được. Tuy vương tử quân nói đơn giản nhưng vợ tiêu canh vẫn nhanh chóng vào bếp, sau khi làm xong bốn món nhắm rượu thì đưa ra, sau đó còn đưa ra một món súp đậu hũ trắng. Bí thư vương, hay là chúng ta uống vài ly nhé? Tiêu canh nhìn vương tử quân, hai mắt có vài phần chờ mong. Vương tử quân nhìn bộ dạng của tiêu canh, hắn không khỏi cười cười nói, vậy thì chúng ta uống ba ly buổi tối uống nhiều cũng không nên chủ yếu nên ăn là chính ba ly rượu cũng không nhiều nhưng uống khá chậm tiêu canh lấy ra chai rượu mình cất giấu vài chục năm hương vị rất thuần khiết hai bên uống rượu trò chuyện thế là khoảng cách cũng thu hẹp lại một chút xúc chim chỉ vừa ngọt vừa mềm làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác bay bổng hắn vừa uống xúc vừa cười nói loại chim này không phải được nuôi trong nhà đấy chứ không đây là của một người bạn học ở thành phố linh long đến biếu cũng chỉ có trong núi của thành phố linh long mới tìm được loại chim này tiêu canh tuy ngồi cùng bàn cơm với vương tử quân thế nhưng vẻ mặt lại khác căng thẳng món súp đậu hũ cũng có hương vị rất ấm áp vương tử quân thật sự muốn ăn cho no nên thỏa mãn tiêu canh ở bên cạnh phàn nàn anh công thứ gì cũng tốt thế nhưng tôi căn bản không thích phương diện công tác của anh ấy không dối anh vừa rồi anh ấy đã đi khỏi nhà năm sáu ngày đến sáng hôm nay mới quay về tiêu canh căn bản có chút không được tự nhiên với sự lanh mồm lanh miệng của vợ dù sao thì vương tử quân cũng là lãnh đạo anh đứng trước mặt lãnh đạo mà phàn nàn công tác vất vả như vậy không phải đang oán trách lãnh đạo không quan tâm đến cấp dưới sao cô thì biết cái gì đây cũng là vì sự cố an toàn sản xuất ngay cả chủ tịch tô cũng phải đi đến nơi Tiêu canh nói rồi nhìn vợ mình, em cũng đừng nên quá ghen tuông như vậy. Vương tử quân nghe tiêu canh nói đến chủ tịch tô mà không khỏi sững sờ, nhưng sau đó nhanh chóng che giấu biểu hiện của mình. Vương tử quân không biết ngày thường vợ tiêu canh đối đãi với chồng thế nào, thế nhưng bây giờ lại cực kỳ phối hợp với tiêu canh, nàng đứng lên đi vào nhà bếp. Vừa đi vừa lầm bầm, trước kia không phải có nhiều chuyện còn nghiêm trọng hơn xảy ra sao. Khi đó cũng không cần chủ tịch Tô phải đi qua, lần này chỉ có hai người bị thương thế nhưng phải ở lại năm ngày, đúng là. Vương tử quân nghe xong câu nói này thì tâm tình không khỏi trầm xuống. Hắn cũng không hỏi xem chủ tịch Tô không đi về thủ đô là vì xảy ra sự cố an toàn lao động như thế nào, thế nhưng bây giờ nghe lời nói của vợ tiêu canh, tâm tư không khỏi trầm xuống. chương 1530, một dựng cờ tiếp đất. Vương Tử Quân vừa ngồi vào ghế của trong phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của bí thư Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương tiến hành khen ngợi hành trình đến thủ đô của Vương Tử Quân, càng tỏ vẻ khẳng định công tác của Vương Tử Quân. "Bí thư Tử Quân, lần này ngoài tỉnh Chiết Giang đẩy mạnh công tác tiếp thu tài chính cho hạng mục giao thông còn có nhiều tỉnh khác trong đó có Mật Đông chúng ta, nếu như chỉ tính toán phương diện thành phẩm thì công trình giao thông của tỉnh Mật Đông chúng ta là tốn kém nhất." Sầm Vật Cương dùng giọng hưng phấn nói: "Vương tử Quân hiểu tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, hắn cười nói: "Bí thư Sầm, sở dĩ có được hiệu quả như vậy thì nguyên nhân lớn nhất là tỉnh mật đông chúng ta có cơ sở vững chắc, hơn nữa bên phía sở giao thông công tránh của tỉnh chúng ta cũng có nhiều công thần, tôi mong sao ngài có thể khen thưởng bọn họ để điều động tính tích cực công tác của bọn họ." Sau khi nghe Vương tử Quân ném công lao ra ngoài thì Sầm Vật Cương càng cảm thấy có thêm vài phần hảo cảm. Lão chợt cười nói, tôi sẽ xem xét ý kiến của Bí thư Tử Quân. Tôi thấy không bằng thế này, anh cho ra danh sách các nhân viên công tác cần được ban thưởng, tôi sẽ yêu cầu phòng tổ chức tỉnh ủy cấp bằng khen. Sầm Vật Cương căn bản là lão quan trường, cho ra một sắp xếp như vậy với Vương Tử Quân căn bản là một phương án lấy lòng rất biến tướng. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa của phương thức xử lý hiện tại của Sầm Vật Cương, hắn có chút trầm ngâm rồi cười nói, tốt quá, bí thư Sầm chút nữa tôi sẽ đưa danh sách đến cho ngài vương tử quân đặt điện thoại xuống rồi nghĩ đến chuyện tối qua sau một đêm suy xét kỹ càng hắn đã xem như hiểu rõ vài vấn đề thế nhưng nếu hắn muốn làm rõ ràng những tranh chấp không hay trong chuyện này như vậy sẽ không quá tốt vương tử quân thả lỏng suy nghĩ của mình hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho tề quốc giáp ném chuyện lập danh sách nhân viên cần khen thưởng cho người này Tề Quốc Giáp có vẻ rất kích động với câu nói của Vương Tử Quân, hắn liên tục cảm ơn bí thư Vương coi trọng sở giao thông công tránh nói chung và chính mình nói riêng. Hơn nữa hắn còn mở miệng nói sẽ nhanh chóng làm ra danh sách kia, sau đó sẽ báo cáo cho bí thư Vương. Vương Tử Quân xử lý xong chuyện này rồi thông báo Triệu Hiểu Bạch gọi Trương Tề Bảo và Lý Bạch Vũ đến phòng làm việc của mình. Trương Tề Bảo trước sau vẫn có hình tượng cán bộ lão thành còn Lý Bạch Vũ lúc này nhìn qua lại giống như có thêm vài phần khí phách. Vương Tử Quân cho hai người Trương Tề Bảo và Lý Bạch Vũ ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghe Lý Bạch Vũ báo cáo về công tác xây dựng diễn đàn đầu tư. Lý Bạch Vũ xem diễn đàn đầu tư lần này là cơ hội xoay người cho mình, thế nên công tác cực kỳ tận tâm tận lực. Vương Tử Quân rời khỏi thành phố rừng mật được vài ngày, hắn không những cho ra được một bản quy hoạch sơ bộ, thậm chí còn cho ra cả danh sách nhân viên và các tư liệu cần thiết. Vương Tử Quân rất tán thưởng khả năng công tác nhanh nhạy của Lý Bạch Vũ. Sau khi khen ngợi Lý Bạch Vũ hai câu thì quay sang hỏi Trương Tề Bảo, thư ký trưởng, chuyện này mong anh phối hợp với đồng chí Bạch Vũ, lấy anh làm việc chính, anh nhất định phải giải quyết thật nhanh cho đồng chí Lý Bạch Vũ về phương diện nhân vật lực. Trương Tề Bảo biết rõ tầm quan trọng của chuyện này với Vương Tử Quân, thế nên mở miệng đảm bảo rất tốt, tuyệt đối không cho ra vấn đề gì. Bí thư Vương, Tôi cảm thấy chúng ta xây dựng diễn đàn đầu tư thì cũng cần phải mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ như vậy mới có thể thu hút được nhiều tài chính để xây dựng hạng mục. Lý Bạch Vũ có được sự khẳng định đến từ Vương Tử Quân, thế cho nên dũng khí tăng lên gấp đôi. Vương Tử Quân cảm thấy lời đề nghị của Lý Bạch Vũ có thể được thực hiện, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, anh cảm thấy chúng ta nên mở rộng lực ảnh hưởng như thế nào. Bí thư Vương, ngoài phương diện tuyên truyền quảng cáo, chúng ta thành lập diễn đàn đầu tư đầu tư lần này căn bản là một cơ hội rất tốt. Tôi cảm thấy chúng ta có thể tiến hành một lễ khai trương cho diễn đàn đầu tư, như vậy vừa có thể tuyên truyền về diễn đàn đầu tư, lại vừa có thể nhân cơ hội để tiến hành liên hệ với nhà đầu tư. Ý nghi của Lý Bạch Vũ làm cho hai mắt phương tử quân chợt tỏa sáng. Tuy hắn có nhiều kinh nghiệm hơn so với Lý Bạch Vũ, thế nhưng liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp thì vẫn tồn tại nhiều tranh lệch. Lời đề nghị của anh là rất tốt cứ quyết định như vậy, ngay sau đó phải lập tức hành động. Lúc này thời gian không chờ người, đã có vài hạng mục tiến độ chậm làm cho bí thư sầm rất sốt ruột. Vương Tử Quân cũng không phải nói khoa trương, lúc này nhiều hạng mục đại hội thể dục thể thao ở thành phố rừng mật vì phương diện tài chính mà đình công, điều này không khỏi làm cho sầm vật cương sinh ra xúc động muốn chửi chó má. Nhưng sầm vật cương dù sốt ruột thì cũng không dám ép lên đầu Vương Tử Quân. Dù sao vương tử quân cũng là người giải vây cho lão, hơn nữa vị trí của vương tử quân không khỏi làm cho bí thư sầm càng thêm thận trọng. Nhưng những điều này lại rơi vào trong tai vương tử quân, điều này không khỏi làm cho vương tử quân thầm nghĩ, có lẽ đối phương cố ý phát ra tin tức như vậy. Lý Bạch Phú báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì rời khỏi phòng, trương tề bảo thì được vương tử quân giữ lại. Vương tử quân nói ra vài công tác cần xử lý sau đó tiếp tục, những ngày hôm nay không có công tác gì bận rộn, tôi chuẩn bị đến kiểm tra giám sát vài thành phố ở phía Bắc, anh sắp xếp sẵn lộ trình cho tôi. Trương Tề bảo làm việc thì Vương Tử Quân không cần quá quan tâm. Buổi sáng Vương Tử Quân cho ra yêu cầu thì buổi chiều Trương Tề bảo đã chuẩn bị xong kế hoạch. Chạm dừng chân đầu tiên của Vương Tử Quân khi đi kiểm tra công tác ở các thành phố miền Bắc chính là Linh Long nếu như nói Vương Tử Quân tiếp nhận nhiệm vụ đẩy mạnh các hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao chính là một hành vi dương cờ như vậy lúc này hắn đi đến các thành phố phương Bắc để khảo sát có thể nói là một hành vi tiếp đất khá đẹp Vương Tử Quân căn bản không quá xa lạ gì tình huống của thành phố Linh Long dù sao năm xưa khi mà La Nam phát triển như vũ bão thì Linh Long cũng luôn đi phía sau bây giờ thành phố Linh Long càng đưa ra khẩu hiệu phải học tập theo sự phát triển của thành phố La Nam hơn nữa Linh Long chính là thành phố được Bí thư Sầm Vật Cương coi trọng nhất trong tỉnh Mật Đông, dưới tình huống bình thường thì một năm Sầm Vật Cương đi đến Linh Long không dưới 10 lần. Lúc này địa vị của thành phố Linh Long căn bản đã là trung tâm kinh tế chính trị của khu vực phía Bắc tỉnh Mật Đông. Cứ thực hiện theo sắp xếp này, Vương Tử Quân xem qua sắp xếp của Trương Tề Bảo rồi khẽ nói: "Thành phố Linh Long ở phía Bắc tỉnh Mật Đông, khoảng cách đến thành phố rừng mật là hơn 300 km." Trước kia trong bố cục kinh tế của tỉnh Mật Đông thì Linh Long chỉ là một thành phố bình thường, tuy vị trí không cao thế nhưng cũng không phải quá tụt hậu. Chương 1530, 2, dựng cờ tiếp đất. Nói đến sự phát triển của thành phố Linh Long thì phải nhắc đến khoảng thời gian vài năm trước, khi bố cục kinh tế trong nước thay đổi, hơn nữa thành phố Linh Long lại có một sản lượng tài nguyên khoáng sản phong phú, thế cho nên nó là cơ sở tốt đẹp để góp phần vào sự phát triển nhanh mạnh của Linh Long vào lúc này. Lúc này thành phố Linh Long đã là một địa phương đãi vàng nóng hổi đối với đa số mọi người, giá cả bất động sản tăng lên từng ngày, thậm chí có xu thế bỏ qua cả tỉnh lỵ là rừng mật, tích cực dựa vào thành phố Ma Đô. Trong cảm giác của Vương Tử Quân thì Kim Chính Thiện coi trọng xây dựng và phát triển thành phố rừng mật, thậm chí có vài phương diện đối nghịch với ý chỉ của sầm vật gương cũng là vì có ý nghĩ muốn tốt cho thành phố rừng mật. Hơn nữa còn có một nguyên nhân rất lớn, đó là áp lực đến từ thành phố Linh Long dù sao nếu như một thành phố là tỉnh thành cấp phó bộ lại bị một thành phố cấp 2 trong tỉnh áp chế, như vậy sẽ là một sự kiện khó thể tiếp nhận với người đứng đầu thành phố rừng mật như là Kim Chính Thiện. Khi xe của Vương Tử Quân xuất hiện ở cổng đường cao tốc đi vào thành phố Linh Long, phía bên kia đã dừng lại khá nhiều xe, một đám người đang đứng chờ sẵn. Bí thư Vương, đó là hai đồng chí đổ phấn đấu và miêu dược hổ của thành phố Linh Long. Trương Tề bảo lần này ngồi cùng xe với Vương Tử Quân, hắn nhìn thoáng qua đám người phía trước rồi trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân căn bản cũng không thích đội ngũ nghênh đón quá rành rang bên kia, thế nhưng bây giờ hắn chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Đồng thời sau khi đường Trấn Huy về hưu thì hắn còn phải tổ chức tuyển cử vị trí chủ tịch tỉnh, thế cho nên bây giờ dù không thích hành vi rành rang của cấp dưới cũng phải cố gắng tiếp nhận mà thôi, cố gắng không phê bình đến phía đó rồi dừng lại. Lái xe tiểu lý căn bản có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, thế nên sau đó nhanh chóng dừng xe ổn định trước mặt hai người đồ phấn đấu và miêu dược hổ. Khi vương tử quân bước xuống xe thì đồ phấn đấu đã nhanh chóng tiến lên rồi nhiệt tình vươn hai tay nói, bí thư vương, chào mừng anh đến thành phố Linh Long kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương tử quân bắt chặt tay đồ phấn đấu, sau đó hắn bắt tay với miêu dược hổ đi sau đồ phấn đấu nửa bước tôi đến nơi này chủ yếu là nghiên cứu học tập, cũng không phải là kiểm tra giám sát gì cả. Bí thư vương, ngài quá khiêm tốn rồi, ngài căn bản là chuyên gia xây dựng phát triển thành phố. Năm xưa khi ngài còn là bí thư thị ủy La Nam, tôi căn bản là cực kỳ ngưỡng mộ đại danh của ngài. Sau khi nghe nói ngài đến nhận chức ở tỉnh Mật Đông, tôi còn nghĩ là nếu như một ngày nào đó bí thư vương đến kiểm tra công tác của thành phố Linh Long, như vậy sẽ là ngày vui mừng hạnh phúc của toàn thể cán bộ nhân dân trong thành phố. Đồ phấn đấu cao khoảng mét 8 nhìn qua có vẻ còn cao hơn cả vương tử quân, lúc này gương mặt giống như đã trải qua nhiều phong xương đã chất đầy nụ cười. Vương tử quân khẽ cười với lời nói nịnh nọt của đồ phấn đấu, bí thư đồ, thành phố Linh Long lấy được nhiều thành quả làm cho người ta phải lau mắt nhìn, tôi thấy chúng ta nên trao đổi nhiều hơn. Sau khi vương tử quân nói xong, hắn khẽ cười cười với đám người đi theo sau lưng đồ phấn đấu và miêu dược hổ, đây cũng không phải chỗ nói chuyện, tôi cũng không bắt tay các đồng chí vào lúc này, đợi đến khi vào phòng họp thì chúng ta trao đổi sau. Sau khi lên xe thì Vương Tử Quân cũng không quên mời đồ phấn đấu và miêu dược hổ cùng lên. Hai người kia có phản ứng không giống nhau khi được Vương Tử Quân mời lên xe, vẻ mặt đồ phấn đấu có chút căng cứng, còn gương mặt miêu dược hổ thì rất vui vẻ. Vương Tử Quân lần này đi kiểm tra công tác các thành phố trong tỉnh, Trương Tề Bảo đề xuất cho một chiếc xe của Cục Công an tỉnh đi theo, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối. Nhưng bây giờ hắn đến Linh Long thì căn bản không can thiệp vào công tác của địa phương. Lúc này thành phố Linh Long đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe Việt giã của cảnh sát để đi mở đường, sau khi chiếc xe kia chạy được một phút thì đoàn xe phía sau mới lăn bánh. Đi trên đường cao tốc vào thành phố Linh Long cảm thấy con đường này được xây dựng rất tốt, Hai bên là hai hàng cây bạch dương. Đồ phấn đấu thấy Vương Tử Quân nhìn những hàng cây bạch dương ven đường, hắn không khỏi trầm giọng nói: "Bí thư Vương, chúng tôi có được nhiều ý kiến đồng nhất ở phương diện xanh hóa con đường này, thậm chí có thể nói là lao tâm tổn trí." Đúng lúc đó bí thư sầm đến kiểm tra chỉ đạo công tác, anh ấy nói nếu như chưa có kết luận trồng cây gì thì nên trồng bạch dương là hay hơn. Vì loại cây này thân thẳng, bộ dạng hùng vĩ, sinh trưởng nhanh chóng, có thể khoán canh tác hơn nữa còn có một ý nghĩa tốt đẹp chính là khích lệ cán bộ thành phố Linh Long công tác như cây bạch dương, nhận nhiệm vụ không nói điều kiện, không trả giá, dũng cảm tiến lên, phát triển không ngừng. Vương tử quân cười cửa oi, hắn cũng không tùy tiện đánh giá sự kiện này, dù sao sự việc cũng liên quan đến bí thư sầm vật cương, hắn cũng không thể lên tiếng được. Khi vương tử quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc này có một chiếc xe Việt giã màu đen chạy qua nhanh như chớp. Vương tử quân biết phía trước có xe cảnh sát mở đường, đoạn đường này là cực kỳ thông suốt, đoàn xe ít nhất cũng phải chạy được với tốc độ 80 km một giờ, thế nhưng chiếc xe kia còn vượt qua cả đoàn xe bọn họ, là ai vậy? Miêu Dược Hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khi vương tử quân nhìn ra cửa sổ thì hắn cũng nhìn theo, tất nhiên cũng thấy chiếc xe Việt dã màu đen kia, thế là hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, thế nhưng không lên tiếng phương diện quy hoạch xây dựng ở thành phố Linh Long căn bản là rất tốt, đường xá rộng rãi, một đường có 8 làn, ở chính giữa con đường là một hàng cây xanh, bên dưới là bồn hoa, màu sắc tươi mát, ong bướm dập dìu, căn bản là một cảnh quan rất đẹp mắt. Khi đưa mắt nhìn hai bên đường thì thấy những căn nhà cao tầng với độ cao tương đồng, thỉnh thoảng lại có vài công trình đang thi công. Bí thư vương, thành phố Linh Long chúng tôi có hai điểm tăng trưởng kinh tế, thứ nhất là tài nguyên, Thứ hai chính là phương diện xây dựng thành phố. Vì vị trí địa lý của thành phố chúng tôi khá ưu việt thế cho nên hoàn cảnh tự nhiên và hoàn cảnh nhân văn vượt qua các thành phố khác, chúng tôi luôn cố gắng quan điểm thành phố xanh, nhà cửa tiện nghi, thế nên lúc này nhân số thành phố đột nhiên tăng vọt. Lúc này có hơn 200 chung cư đang được xây dựng, chỉ sợ sau 5 năm nữa thì dân số thành phố sẽ tăng lên gấp đôi. Đồ phấn đấu chỉ vào những công trường lớn phía trước rồi cười nói, Bí thư Vương bên kia là khu kinh tế mới của thành phố chúng tôi, diện tích của nó còn lớn hơn cả các quận nội thành bây giờ. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi nói, lúc này giá thuê nhà ở thành phố Linh Long các anh là bao nhiêu? Đồ phấn đấu có chút xứng sốt, sau đó hắn nhanh chóng trả lời, bí thư vương, bây giờ còn chưa đến 10 ngàn. Giá thuê nhà quá cao, chỉ sợ sẽ là trạng thái không tốt. Vương tử quân nhìn đồ phấn đấu, giọng nói có thêm vài phần nghiêm túc. Đồ Phấn đấu rất cung kính với những lời này của Vương Tử Quân, "Bí thư Vương, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú nghiên cứu chỉ đạo của ngài, sẽ cho ra những phương án mới giảm giá thuê nhà." Tuy Đồ Phấn đấu nói rất chăm chú thế nhưng ánh mắt lại khác thường, Vương Tử Quân thấy rõ đối phương căn bản không thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của mình. Đối phương nói như vậy chẳng qua muốn biểu hiện sự tôn trọng với mình mà thôi. Chương 1531, mức độ lớn nhất để cho anh tiếp tục công tác khi vương tử quân còn định tiến hành nhắc nhở đồ phấn đấu ở phương diện này đúng lúc này xe chậm rãi dừng lại miêu dược hổ nhanh chóng xuống xe giúp mở cửa cho vương tử quân sau đó hắn chỉ vào một khu văn phòng cực kỳ khí phái nói bí thư vương đây là khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố vương tử quân nhìn tòa văn phòng khí thế với tạo hình mới lạ hắn khẽ gật đầu cũng không nói thêm điều gì thành phố linh long căn bản cho ra quy cách tiếp đãi rất cao với vương tử quân chẳng những trong hành trình luôn có bí thư và chủ tịch thành phố theo sau, hơn nữa người phụ trách hai ban ngành khác là mặt trận tổ quốc và hội đồng nhân dân cũng ra mặt. Sau khi tiến hành thăm nom vài hạng mục trọng điểm của thành phố Linh Long, đoàn xe nhanh chóng chạy về phía khách sạn Linh Long cách khu văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố không quá xa. Khách sạn Linh Long cao hơn 60 tầng, là một kiến trúc mang tiêu chí của thành phố Linh Long khi vương tử quân xuống xe thì thấy bãi đậu xe ở bốn phía khách sạn dừng lại rất nhiều loại xe xa hoa, nếu như nói nơi này đang mở triển lãm xe hơi cũng không quá phận. Bí thư vương, chào mừng anh đến khách sạn Linh Long, ngài đến căn bản làm vẻ vang cho khách sạn chúng tôi. Khi vương tử quân và đồ phấn đấu cùng Miêu Dược Hổ đi vào trong khách sạn, một người đàn ông hơn 50 tuổi với bộ dạng thật thà phúc hậu mỉm cười chạy ra chào hỏi. Vương Tử Quân không ngờ giám đốc khách sạn cũng xuất hiện ở trong trường hợp này, hắn nở nụ cười dè dặt, cũng không nói lời nào. Đồ phấn đấu ở bên cạnh đã nở nụ cười nói: "Bí thư Vương, vị này chính là giám đốc lỗ đỉnh thành của tập đoàn Đỉnh Duyệt." Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì tập đoàn Đỉnh Duyệt, sự liên hệ đầu tiên của Vương Tử Quân với tỉnh Mật Đông cũng là vì chuyện liên quan đến giám đốc của tập đoàn Đỉnh Duyệt này sự việc trước đó làm cho cả sầm vật gương và phương anh hồ phải bận rộn chạy đến thủ đô có thể thấy năng lượng của lỗ đỉnh thành ở tỉnh mật đông là thế nào. vương tử quân đối mặt với nụ cười của lỗ đỉnh thành cũng cười cười nói chào giám đốc lỗ. tuy vương tử quân đang cười thế nhưng nụ cười này mang theo phong thái của một người đứng cách xa ngàn dặm. cũng may lỗ đỉnh thành là người cực kỳ có kinh nghiệm hắn cũng không nhiều lời sau đó cho ra một tư thế mời vương tử quân bí thư vương mời ngài vào bên trong. Sau khi đi vào khách sạn thì nhân viên phục vụ đưa vương tử quân đến một gian phòng đã chuẩn bị tốt. Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân, hắn ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Triệu Hiểu Bạch đi theo vương tử quân vào trong phòng, hắn thấy vương tử quân đang nghỉ ngơi thì cảm thấy luống cuống tay chân, sau đó đứng yên ngây ngốc. Lú này trong đầu vương tử quân chỉ nghĩ đến chuyện của lỗ đỉnh thành, người này có liên quan đến các ngành sản xuất ở thành phố Linh Long, Bản thân cũng là nhà giàu nhất thành phố Linh Long. Hôm nay mình đến đây và gặp mặt đối phương, mình có nên bắt chuyện với người ta một chút không? Nửa giờ sau thì Vương Tử Quân tham gia bữa tiệc đãi khách của thành phố Linh Long, vì buổi chiều còn có công tác thế nên cũng không uống quá nhiều rượu, chẳng qua bầu không khí bữa tiệc vẫn rất nhiệt liệt. Sau khi dùng cơm xong, Vương Tử Quân quay về phòng thì đồ phấn đấu chợt nói: "Bí thư Vương, giám đốc lỗ của tập đoàn đỉnh duyệt có vài điều cần báo cáo với ngài." có thể cho anh ấy cơ hội không? Vương tử quân nhìn thoáng qua đồ phấn đấu, thấy đối phương nở nụ cười bình thản, thế là trầm ngâm dây lát rồi thản nhiên nói, mời dám nốc lỗ vào. Lỗ đỉnh thành giống như đã sớm chuẩn bị gặp mặt vương tử quân, sau khi vương tử quân đồng ý được một phút thì hắn đã xuất hiện trong phòng. Bí thư vương, hôm nay ngài đã rất vất vả, lúc này tôi còn quấy dày ngài, đúng là có chút xấu hổ. Lỗ Đỉnh Thành ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói: Vương Tử Quân nở nụ cười không cho là đúng noi. Giám đốc Lỗ luôn là lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng tỉnh Mật Đông, đã cho ra không ít cống hiến cho quá trình phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Cho dù giám đốc Lỗ không nói thì tôi cũng chuẩn bị mời giám đốc Lỗ đến trò chuyện. Vương Tử Quân nói lời hòa khí làm cho nụ cười trên mặt Lỗ Đỉnh Thành càng thêm sáng lạn. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm chăm chú. Sau khi nhân viên phục vụ đi vào rót trà, hắn cười nói cảm ơn bí thư vương đã coi trọng tôi, con người của tôi đi ra ngoài nhìn giống như đầy hào quan, có chút thu hoạch, thế nhưng nhà nào cũng có cái khó của mình. Tôi căn bản không giáo dục con mình cho tốt thế cho nên những năm qua gặp phải không ít rắc rối. Lỗ Đỉnh Thành nói đến chuyện con trai của mình, tất nhiên muốn thông qua phương thức này để xin lỗi vương tử quân, nói mình không biết cách dạy con. Vương Tử Quân cười cười nói: "Đời người có tám chín phần không được như ý, giám đốc Lỗ là người làm việc lớn, nếu biết mình còn gì chưa đủ thì cứ bổ sung là được." Lỗ Đình Thành thấy Vương Tử Quân trò chuyện hời hợt như vậy thì căn bản càng không dám xem thường vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Người này tuy mở miệng rất ôn hòa thế nhưng động thủ thì sẽ không bao giờ nương tay. Con của hắn muốn ra khỏi tù tội thì phải nhờ đến bí thư sầm ra tay, thế nhưng cũng bị giam giữ một tháng. Lỗ Đỉnh Thành đang định nói ra những lời phê bình chính mình thật sự sâu sắc, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân tỏ ra bình thản như vậy, hắn biết mình có ấn tượng không tốt đẹp gì trong lòng Vương Tử Quân. Lúc này điều hắn cần làm chính là không phải cố gắng xin lỗi vì việc của con trai, rõ ràng phải là thay đổi hình tượng của mình trong mắt Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi nghe nói trong tỉnh chuẩn bị tổ chức diễn đàn kêu gọi đầu tư, tin tức này đối với một người có tâm tư đầu tư như tôi thì thật sự là quá vui. Tôi căn bản rất xem trọng sự nghiệp đầu tư cho thể dục thể thao, không biết bây giờ Bí Thư Vương mở diễn đàn đầu tư có cơ hội cho tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi không? Lỗ Đình Thành muốn đầu tư vào hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao, điều này làm cho Vương Tử Quân có chút sướng sốt. Sau đó hắn cười nói, chúng tôi đã mở diễn đàn đầu tư, căn bản luôn hoan nghênh những người muốn đầu tư vào tỉnh Mật Đông. Bí Thư Vương, tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi đã có một kế hoạch đầu tư, Chúng tôi chuẩn bị đầu tư hơn 20 tỷ vào các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Lỗ Đỉnh Thành nói ra con số 20 tỷ, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Vương Tử Quân. Trước khi gặp mặt thì Lỗ Đỉnh Thành từng nghiên cứu sâu về Vương Tử Quân. Hắn thấy Vương Tử Quân trẻ tuổi vị trí cao, bây giờ càng có khả năng tiến lên. Thế cho nên một nhân vật như vậy khó thể nào dùng tiền tài để lay động được. Ngoài tiền tài thì trên thế gian chỉ còn lại mỹ nữ. Nhưng với quan hệ giữa Lỗ Đỉnh Thành và Vương Tử Quân, cho dù hắn đưa đến hàng chục mỹ nữ cho bí thư vương, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục như con trai mình. Người trẻ tuổi tiến lên vị trí lãnh đạo thì cần thành tích, thế cho nên Lỗ Đỉnh Thành nhìn vào diễn đàn đầu tư của Vương Tử Quân, lão cảm thấy được hy vọng. Sau khi nghe tin Vương Tử Quân mở diễn đàn đầu tư, hắn cảm thấy mình đã tìm được đúng đường. Hắn thầm nghĩ mình sẽ tốn chút tiền để lấy được tình hữu nghị của Vương Tử Quân, như vậy hắn sẽ có được một kết quả tốt ở phương diện nắm trong tay các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Có thể nói kết quả này làm cho Lỗ Đỉnh Thành cảm thấy rất vui mừng, thậm chí còn có một ý nghĩ muốn áp dụng kế hoạch này ngay lập tức. Dù sao thì điều này căn bản là một điều rất tốt, đầu tư vào thể thao quảng bá hình tượng công ty. Hắn tin tưởng chỉ cần kế hoạch của mình được áp dụng, như vậy chỉ sau 10 năm nữa tập đoàn Đỉnh Duyệt sẽ là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Mật Đông. Lỗ đỉnh Thành vừa ra tay đã là 20 tỷ, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân run lên. Nếu như có thể tìm được 20 tỷ đầu tư vào hạng mục đại hội thể dục thể thao, như vậy sẽ là thành tích không nhỏ với Vương Tử Quân, có thể nói là một lễ vật xa xỉ của người ta với hắn. Tuy tỉnh Mật Đông phải bỏ ra nhiều tiền với đại hội thể dục thể thao lần này, thế nhưng chỉ cần có 20 tỷ, như vậy không cần lo lắng mất đi nguồn tài chính ở phương diện xây dựng các hạng mục của đại hội thể dục thể thao có thể nói đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến phương diện chuẩn bị của đại hội thể dục thể thao lần này. Nhưng trên thế giới này căn bản không có bữa cơm trưa miễn phí, người làm thương nhân càng lấy lợi ích đặt lên hàng đầu. Lỗ Đình Thành có thể bỏ ra 20 tỷ, như vậy điều kiện của đối phương là không nhỏ. Giám đốc Lỗ nếu như có thể đầu tư ra 20 tỷ, như vậy là cống hiến rất lớn cho sự nghiệp đại hội thể dục thể thao của tỉnh Mật Đông, không biết Giám đốc Lỗ cần điều kiện gì. Lỗ Đình Thành nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác tự đắc. Hắn cảm thấy mình đã tìm được đúng nhược điểm của Vương Tử Quân, chỉ cần hắn tiếp tục đi theo con đường mình vạch ra, như vậy phương diện nối liền quan hệ với Vương Tử Quân cũng không là vấn đề. Bí thư Vương, chúng tôi có một kế hoạch thế này, mong anh xem qua. Chương 1532, một quan tâm. Một khi anh giàu có thì sẽ nghĩ biện pháp để có thêm tư bản chính trị cố gắng đạt đến cảnh giới phú quý tương hòa. Lỗ Đỉnh Thành cũng không ngoại lệ. Vì vậy trong số những người kết giao với hắn có rất nhiều người có thân phận. Đầu óc hắn giống như có một kho tin tức về cả tỉnh Mật Đông, nếu cần thiết thì có thể lấy từ trong ra những người có tương quan. Tất nhiên Lỗ Đỉnh Thành có nghiên cứu về Vương Tử Quân, kết quả cuối cùng chính là nếu hắn kết giao với một người như vậy, hai bên vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, dù kéo dài đến chân trời thì cũng không có gì là giao nhau nhưng hắn không cam lòng, hắn hy vọng kế hoạch sáng nghiệp của mình có thể được ích lợi lớn nhất, tất nhiên hắn sẽ không chịu bỏ qua, phải thử một lần. Vì vậy hắn lấy ra một bản kế hoạch từ trong cặp đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn qua bản kế hoạch của Lỗ Đỉnh Thành, hai hàng chân mày cau lại. Tuy tập đoàn Đỉnh Duyệt không phải vô duyên vô cớ đầu tư 20 tỷ, thế nhưng điều kiện của tập đoàn Đỉnh Duyệt lại làm cho hắn giật mình. Chưa nói đến những thứ khác tập đoàn Đỉnh Duyệt đòi 20 năm quyền sử dụng những hạng mục kia, điều này làm cho Vương Tử Quân cau mày. Nếu ném quyền sử dụng 20 năm cho tập đoàn Đỉnh Duyệt, như vậy các hạng mục kia không khác nào là của tập đoàn Đỉnh Duyệt. Hơn nữa Vương Tử Quân còn chú ý đến một điểm, đó là tập đoàn Đỉnh Duyệt nói rất hàm hồ về công dụng của những hạng mục dành riêng cho đại hội thể dục thể thao. Vương Tử Quân đặt bản kế hoạch của Lỗ Đỉnh Thành xuống rồi cười nói, tôi hoan nghênh tập đoàn đỉnh duyệt đầu tư vào Đại hội Thể dục Thể thao, mà tỉnh Mật Đông cũng cực kỳ coi trọng việc thành lập diễn đàn đầu tư. Theo tôi thấy đây là phương diện chuyên nghiệp, không bằng tập đoàn đỉnh duyệt có thể ngồi xuống trao đổi với diễn đàn đầu tư xem thế nào. Vẻ mặt Lỗ Đỉnh Thành chợt biến đổi, hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, biết rõ khả năng của sự kiện lần này là không lớn. Vương tử quân mặc dù không mở miệng từ chối, thế nhưng thực tế thì thái độ đã quá rõ ràng. Lỗ đỉnh thành có chút phiền muộn, thế nhưng hắn lại cười nói, bí thư vương, tập đoàn đỉnh duyệt đầu tư vào các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao với thành ý lớn nhất, hy vọng bí thư vương có thể cho ra giúp đỡ lớn nhất với chúng tôi. Bất kỳ địa phương nào muốn phát triển nhân tố thì phải có một hệ thống chính quyền có khả năng, thế nhưng đây không phải là nhân tố quyết định, chỉ khi nào chính quyền có khả năng, thương nhân lại khôn khéo, phương tiện hoàn thiện, hoàn cảnh đầu tư rộng rãi, như vậy mới hấp dẫn được đầu tư, làm cho thương nhân cắm dễ dốc sức đẩy đoàn xe phát triển kinh tế. Kết quả cuối cùng là thương nhân có lợi nhuận, chính quyền có hình tượng, quần chúng có được lợi ích thực tế. Nhưng có một điều giám đốc lỗ cứ yên tâm, chỉ cần trong phạm vi cho phép của chính sách, trong tỉnh nhất định sẽ cho ra sự giúp đỡ to lớn với tập đoàn đỉnh duyệt. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên, gương mặt cực kỳ bình thản. Nâng trà tiến khách, lỗ đỉnh thành hiểu lễ tiết này, hắn nhìn gương mặt lạnh nhạt của người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng chợt lóe lên cảm giác thất bại. Lỗ đỉnh thành đã lâu chưa được cảm nhận cảm giác thất bại như thế này, những năm qua tập đoàn đỉnh duyệt liên tục khuếch trương, sự nghiệp của hắn phát triển rất tốt. Sau khi con trai bị vương tử quân chơi cho một vố đau, hắn cũng không cho đó là gì, dù sao thì sự việc kia không liên quan gì đến hắn nhưng lần này lỗ đỉnh thành ném miếng mồi ngon ra ngoài, cho rằng vương tử quân nhất định sẽ không chờ đợi được mà cắn câu, thế nhưng không ngờ vương tử quân lại có phản ứng quá lãnh đạm về việc đầu tư của tập đoàn đỉnh duyệt. Không, phải nói là vừa lãnh đạm vừa cương quyết, căn bản là thứ gì cũng không nhận. Lỗ đỉnh thành biết rõ bản kế hoạch của mình rõ ràng là sư tử há rộng miệng, thế nhưng hắn có điều kiện tiên quyết, chính là mình bỏ ra 20 tỷ để đầu tư trừ mình ra có ai dám ném ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư vào hạng mục đại hội thể dục thể thao trong tỉnh nếu như chỉ vì nịnh nọt vương tử quân biết đâu lỗ đỉnh thành sẽ bỏ qua bản kế hoạch này nhưng bây giờ chuyện đầu tư này còn liên quan đến phương diện tập đoàn đỉnh duyệt có truyền hình trong tương lai hay không vì vậy hắn không muốn buông tha cũng không thể buông tha lỗ đỉnh thành hạ quyết tâm và đứng lên nói bí thư vương tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi có thành ý với phương diện đầu tư này, tôi cũng mong bí thư vương có thể lựa chọn tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi. Lỗ đỉnh thành nói rồi xòe tay ra nói, bí thư vương, tôi cảm thấy kế hoạch của chúng tôi nhất định sẽ nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo. Buổi sáng chủ nhật triệu hiểu bạch vừa mới ăn sáng xong thì đi đến nhà kim chính thiện. Thực tế nói ở phương diện cá nhân thì hắn không muốn đến sớm như thế, bất đắc dĩ là bố mẹ ép tới, hắn đành phải đến. Những ngày qua Triệu Hiểu Bạch hầu như là làm việc liên tục, vất vả cả tuần, hắn rất muốn ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái. Thế nhưng dì Hai lại gọi điện thoại đến, nói là muốn giới thiệu cho hắn một cô gái, nói là cuối tuần này gặp mặt. Triệu Hiểu Bạch tất nhiên sẽ tình nguyện tự mình đi tìm bạn gái, thế nhưng dì Hai nói đó là theo ý bố mẹ hắn, thế nên hắn chỉ có thể làm theo mà thôi. "Ôi, Hiểu Bạch, cháu đến rồi à? Đã ăn gì chưa?" Dì Hai làm cho cháu nhé. Dì Hai của Triệu Hiểu Bạch là phó giám đốc thư viện thành phố rừng mật, mặc dù cũng có cấp bậc hành chính thế nhưng cuộc sống rất nhàn nhã. Thư viện vốn không phải là đơn vị gì bận rộn, đừng nói đến phương diện vị phó giám đốc này lại là phu nhân của bí thư thị ủy Kim Chính Thiện. Cần có người quan tâm chăm sóc bí thư Kim Chính Thiện, có thứ gì quan trọng hơn phương diện này, thế nên cuộc sống của dì Hai khá nhàn nhã thoải mái. Triệu Hiểu Bạch bị dì Hai kéo vào phòng bếp hắn vội vàng xin tha thứ dì hai dì muốn cháu ăn nổ bụng chết sao cháu vừa ăn xong ngài cũng không cần nấu nướng gì nữa này hiểu bạch dì hai thấy cháu gần đây có hơi gầy có phải cường độ công tác quá lớn không vì con của mình không có ở nhà thế cho nên lúc này tính mẫu tử của dì hai được phát huy cao độ với triệu hiểu bạch triệu hiểu bạch sờ lên mặt mình rồi lắc đầu nói không có nhưng dì hai vẫn tiếp tục lải nhải hiểu bạch có phải bí thư vương của các cháu làm việc rất điên cuồng hay không? Cháu mới nhận công tác được hơn một tháng mà đã gầy như vậy rồi, nếu cháu thấy có áp lực thì nói với Dược, ông ấy đổi chỗ khác cho cháu. Triệu Hiểu Bạch lắc đầu, sau một tháng làm thư ký thì hắn xem như đã được chứng kiến thủ đoạn của vương tử quân. Bí thư vương cũng không phải là người làm việc điên cuồng, nếu nói không khoa trương thì bí thư vương rõ ràng là người biết hưởng thụ cuộc sống. Dù là công tác đầu tư tiền triệu thì Bí Thư Vương cũng nhìn thấy rõ nặng nhẹ, chủ tính sự việc cực kỳ tốt đẹp. Nếu so sánh với những lãnh đạo bận rộn tối ngày, cứ đến 10 giờ sáng hàng ngày thì Bí Thư Vương đã xử lý xong các công tác thường vụ của mình. chương 1532, Hai quan tâm Ban số 2 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là đơn vị chuyên trách phục vụ cho Bí Thư Vương, đám người này công tác cũng dễ dàng hơn. Triệu Hiểu Bạch là phó trưởng ban của ban số 2, Hắn chợt bất ngờ phát hiện lượng công tác của bọn họ không phải giảm bớt mà dễ dàng hơn, ngược lại còn tăng thêm. Triệu Hiểu Bạch cảm thấy mệt mỏi không phải là vì công tác quá nhiều, chủ yếu là vì mình luôn cảm thấy không theo kịp hiệu suất công tác của Bí thư Vương. Có đôi khi Bí thư Vương nói ra một danh từ thì mình phải suy xét kiểm tra thật kỹ, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn, thế nên thời gian rảnh thường phải bỏ ra để đọc sách nạp thêm kiến thức. Triệu hiểu bạch vốn có chút hiếu kỳ vì vị bí thư vừa mới đến nhận công tác. Thế nhưng khi hai bên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hắn càng sinh ra cảm nhận như đứng bên dưới nhìn lên núi cao. Thậm chí còn sinh ra cảm giác cả đời mình khó thể đuổi kịp bí thư Vương. Cháu công tác rất tốt bên cạnh bí thư Vương. Triệu hiểu bạch thấy gì hai nhìn mình thì lên tiếng chặn lại. Nhưng bộ dạng của Triệu hiểu bạch lại làm cho gì hai không nghĩ đó là thật bà vừa chỉ huy người giúp việc đặt hoa quả bên cạnh hắn, vừa dùng giọng oán trách nói: cháu đúng là đến nhà gì mà còn muốn lừa gạt nữa sao? Dì biết rõ thư ký công tác thế nào, nếu không thì cháu đừng làm thư ký nữa, để dưỡng điều chỉnh cháu về một đơn vị nào đó cho thoải mái. Không ít thời điểm triệu hiểu bạch nghĩ đến câu nói ngồi ăn chờ chết. Nếu như trước đó hai tháng gì hai nói như vậy thì hắn sẽ nở nụ cười. Thế nhưng bây giờ hắn lại do dự một tháng kinh nghiệm vừa qua làm cho hắn cảm nhận được những mặt khác biệt của cuộc sống. Tuy hắn cảm thấy mình khó thể vượt qua được cảnh giới của bí thư vương, thế nhưng dù thế nào cũng mạnh hơn một cuộc sống đần độn vô vị. Em đúng là, đừng cho ra những ý nghĩ vớ vẫn với hiểu bạch, lúc này nó đi theo bí thư vương, dù không cầu mong phát triển lên cao thì cũng học tập được nhiều thứ. Kim Chính Thiện vừa đi xuống lầu vừa lên tiếng với vợ. Có thể nói từ nhỏ Triệu Hiểu Bạch đã e ngại dượng của mình, bây giờ cảm giác như vậy vẫn ăn sâu trong lòng. Khi thấy Kim Chính Thiện thì hắn vội vàng đứng lên cung kính hỏi, dược, ngài phải đi làm sao? À, hôm nay phòng công thương có tổ chức tiệc rượu, chú đến tham gia một chút. Thế nào, có muốn đi với chú không? Kim Chính Thiện nhìn mình trong gương, sau đó thay đổi vị trí của cà vạt, lại cười nói lời đề nghị với Triệu Hiểu Bạch. Triệu hiểu bạch là thư ký của Vương Tử Quân thế nên đã tham gia không ít bữa tiệc. Hắn biết dù vị trí của Dượng mình hiện tại không đuổi kịp Bí thư Vương, thế nhưng lại là lãnh đạo đứng đầu thành phố rừng mật. Chính mình đi theo dưỡng chắc chắn sẽ có hình tượng người người vây quanh. Khi Triệu hiểu bạch chuẩn bị từ chối thì dì Hai Sử Y Linh đã lớn tiếng nói: trong đầu ông lúc nào cũng chỉ là công tác. Chính mình đi ra ngoài còn chưa thấy phiền, còn muốn kéo cả hiểu bạch đi sao? ông có biết hôm nay hiểu bạch sẽ đi gặp con gái nhà anh trịnh không ôi sao tôi lại quên đi chuyện này nhỉ kim chính thiện vỗ vỗ đầu nói sau đó nói với triệu hiểu bạch hiểu bạch có câu này cháu cũng biết rõ đó là thành gia lập nghiệp cháu cũng không còn nhỏ nữa cũng đã đến tuổi kết hôn tổ chức hy vọng cháu có thể nắm chặt công tác này vì một người mãi không trưởng thành thì sao có thể công tác làm cho người ta yên tâm được nếu như không phải Kim Chính Thiện vẫn uy nghiêm như cũ thì Triệu Hiểu Bạch thiếu chút nữa đã mỉm cười. Được rồi, đừng nói những lời vô ích, anh tranh thủ đi đi. Sử Y Linh đẩy Kim Chính Thiện rồi nói. Kim Chính Thiện cũng không nhanh chóng rời đi theo ý nghĩ của Sử Y Linh, hắn ngồi xuống ghế sa lông rồi nói, 10 phút nữa xe mới đến đón, tôi trò chuyện với Hiểu Bạch một chút. Hiểu Bạch, cháu cảm thấy bí thư vương xây dựng diễn đàn đầu tư thế nào? Đã làm rất tốt, hai ngày trước Lý Bạch Vũ đã đến báo cáo với Bí Thư Vương, nói là chuẩn bị tổ chức lễ khai trương rất lớn. Triệu Hiểu Bạch do dự dây lát, sau đó nói rõ chi tiết với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới trầm giọng nói, Bí Thư Vương xây dựng diễn đàn đầu tư cực kỳ công tâm, nhưng có một số việc cũng khó làm. Ngày hôm qua tôi đi đến kiểm tra các tập đoàn, giám đốc của bọn họ nói cho tôi biết, có người nói phía chính quyền tỉnh cố ý tổ chức diễn đàn đầu tư là muốn doanh nghiệp bọn họ phải xuất huyết. Kim Chính Thiện nói không quá lớn thế nhưng vẻ mặt Triệu Hiểu Bạch vẫn rất khó coi. Tuy ngộ tính chính trị của Triệu Hiểu Bạch không quá cao, thế nhưng hắn thật sự hiểu tin tức kia lan truyền ra ngoài sẽ tạo nên ảnh hưởng gì với Bí Thư Vương. Nếu như khi khai trương mà không có ma nào đi đến, như vậy diễn đàn đầu tư sẽ sập, sẽ có vận mệnh đáng buồn. Ai nói như vậy? những người kia sao có thể mở miệng nói bậy như vậy được kim chính thiện thấy triệu hiểu bạch nổi giận đùng đùng thì thở dài một hơi vì đứa cháu của mình xem ra vẫn quá non đồng thời hắn cũng cảm thán phương diện sử dụng thủ hạ của vương tử quân trong quan trường có nhiều người thủ hạ ngã theo chiều gió không ngờ triệu hiểu bạch mới đến làm thư ký cho vương tử quân được một tháng mà đã trung thành và tận tâm như vậy rồi kim chính thiện khoát tay áo nói hiểu bạch chuyện này cháu không cần phải gấp sốt ruột cũng không có tác dụng. Cháu cứ chờ mà xem, cháu có thể báo cáo những tin đồn này cho Bí Thư Vương, để cho anh ấy quyết định. Mặt khác cháu cũng nên nói với Bí Thư Vương, nói là tôi hoàn toàn đồng ý anh ấy mở diễn đàn đầu tư. Tôi cũng chú tâm nghiên cứu phương án xúc tiến xây dựng thành phố chú trọng các hạng mục thể thao của anh ấy, điều này không là vấn đề. Cảm ơn Dược, Triệu Hiểu Bạch nghe Dược mình nói lời giúp đỡ Bí Thư Vương thì khẽ nở nụ cười đúng là quá ngốc, Dượng cũng không giúp gì được cháu. Kim Chính Thiện nói đến đây thì đứng lên khỏi ghế sa lông, hắn giống như nghĩ ra điều gì đó, lúc này Thành Nhiên Tuệ đã được điều đến công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố rồi. Triệu Hiểu Bạch chợt sững sờ, Thành Nhiên Tuệ là ai? Hắn nhanh chóng nghĩ đến người bạn học mà Bí Thư Vương đã nhờ mình đến cho số điện thoại, điều này làm cho khoảnh khắc này hắn không hiểu rõ vì sao dượng mình lại nhắc đến chuyện nhỏ như vậy. Triệu Hiểu Bạch bày ra bộ dạng kinh ngạc làm cho Kim Chính Thiện thở dài một hơi, đứa bé này vẫn không thích hợp công tác trong cơ quan hành chính. Chính mình dốc sức vì việc này, thế nhưng không biết đứa cháu lại nghĩ đi nơi nào. Khi Kim Chính Thiện chuẩn bị giảng giải cho Triệu Hiểu Bạch hiểu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Kim Chính Thiện cũng không đi ra mở cửa, hắn nhìn về phía đồng hồ treo tường, vừa đúng 8 giờ, là thời gian mình hẹn với thư ký bên dưới. Kim Chính Thiện thu dọn vào thứ, sau đó quyết định để cho Triệu Hiểu Bạch tự tìm hiểu, nếu chính mình áp đặt cho người ta, chỉ sợ người ta sẽ không có ấn tượng sâu sắc. Kim Chính Thiện rời đi, Triệu Hiểu Bạch cũng không nghĩ về chuyện liên quan đến thành niên tuệ, hắn chỉ nghĩ đến những lời mà Kim Chính Thiện vừa nói. Chẳng lẽ có người đang ngáng chân Bí thư Vương, nếu thật sự là như vậy thì quá nguy hiểm. Chương 1533, một người đắc đạo gà chó lên trời triệu hiểu bạch nghĩ đến đây mà cảm thấy không thể tiếp tục ở lại chỗ này hắn đứng lên nói với dì hai dì cháu có chuyện cần phải đi ra ngoài một chút cháu đừng đi cô gái kia sắp đến rồi sử y linh thấy triệu hiểu bạch muốn đi gấp thì cho ra đòn sát thủ cháu quay lại đây ngay nếu cháu dám bỏ trốn dì sẽ nói với bố cháu bí thư vương có chuyện cháu cần đến báo cáo ngay triệu hiểu bạch chạy ra khỏi khu nhà dành cho thường ủy thị ủy rừng mật hắn thở dài một hơi rồi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lên tiếng báo cáo triệt để những gì mình nghe được từ trong miệng Kim Chính Thiện, sau đó ngây ngốc chờ đợi Vương Tử Quân ra lệnh cho mình. Bí thư Vương, tôi đi đón ngài nhé. Triệu Hiểu Bạch thấy gặp những chuyện thế này thì Bí thư Vương nhất định sẽ rất tích cực, mình là thư ký của lãnh đạo, sao không ở bên cạnh lãnh đạo cho được. Làm sao mới sáng sớm như vậy cậu đã đến nhà bí thư Kim rồi? vương tử quân giống như đang đánh răng giọng nói trong điện thoại có chút hàm hồ triệu hiểu bạch dùng giọng ngập ngừng nói dì hai giới thiệu cho tôi một người bạn gái hôm nay nói tôi đến gặp mặt còn chưa đi sao à chưa chuyện lớn còn chưa thành sao cậu có thể đào ngũ được cậu nên tranh thủ thời gian quay về để gặp mặt người ta ngày mai báo cáo tình huống cho tôi vâng triệu hiểu bạch đáp lời theo bản năng rồi nói với vương tử quân nhưng bí thư vương, chuyện kia làm gì bây giờ? Vương tử quân cười cười nói, xe đến núi sẽ có đường, người khác nói vài câu thì chúng ta bị dọa cho quay về, chẳng phải là quá đáng cười sao? Thế này nhé, cậu cứ yên tâm đi gặp bạn gái, tôi cũng nghỉ ngơi một ngày, cứ như vậy đi. Khi thấy vương tử quân dùng giọng điềm nhiên như không để sắp xếp mình đi gặp bạn gái, triệu hiểu bạch có chút khiếp sợ, hắn do dự dây lát rồi đi về nhà gì hai triệu hiểu bạch vừa vào cửa thì đã thấy gì hai đang gọi điện thoại bí thư vương tìm hiểu bạch có chuyện chị lý à nếu không ta đổi sang ngày khác nhé ôi hiểu bạch sao cháu lại về rồi sử y linh đang tức giận bà vừa thấy triệu hiểu bạch quay về thì chờ tỏ ra kinh hãi bí thư vương nói cháu quay lại gặp mặt người ta ngày mai báo cáo tình huống cho anh ấy thật ra vương tử quân đã có dự đoán về tin tức từ miệng triệu hiểu bạch Tuy bây giờ hắn biết được từ miệng Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng lại là Kim Chính Thiện cố ý để lộ ra với hắn. Nhưng hắn vẫn có thể biết được những thứ thông tin kia là trò vui của ai. Sau khi trải qua tính toán thì Vương Tử Quân phát hiện nếu như anh kinh doanh tốt, anh nắm trong tay quyền sử dụng hạng mục 20 năm, anh nhất định sẽ thu được một khoản tiền lớn. Thương nhân trục lợi đều bằng mọi biện pháp, bọn họ chỉ chú trọng đến hai chữ lợi nhuận. Chỉ hai chữ này cũng đủ cho đám người kia mạo hiểm tính mạng để kết giao quan hệ. Lúc này lợi nhuận là quá mức, thậm chí đã vượt qua mức độ tư bản, tính nguy hiểm lại rất nhỏ, căn bản không ảnh hưởng đến tính mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm cho mình ghi hận trong lòng mà thôi. Hai bên vốn có quan hệ bình thường, đối phương lại có chỗ dựa như núi cao ở mật đông, có thể làm ra chuyện này cũng không có gì là bất ngờ. Vương Tử Quân nghĩ đến lời nói của Triệu Hiểu Bạch, lại nghĩ đến kim chính thiện vương tử quân cảm thấy người này có thể là minh hiếu chưa nói đến những thứ gì khác phẩm chất của đối phương ít nhất cũng mạnh hơn tiết xuyên cường gần đây tiết xuyên cường tuy đã dùng cơm với vương tử quân hai lần hơn nữa còn giới thiệu cho vài người thế nhưng nhìn từ tổng thể thì vương tử quân cảm thấy mình và tiết xuyên cường tồn tại khoảng cách khó thể vượt qua loại khoảng cách này chỉ có thể đặt trong lòng mà khó nói ra ngoài tốt 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 Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự trầm tư của Vương Tử Quân, hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một số máy lạ. Vương Tử Quân trước nay ít khi tiếp điện thoại của số, thế nhưng số điện thoại này của hắn ít người biết được, thế nhưng đối phương lại biết số của mình, là ai đây? Vương Tử Quân do dự dây lát rồi nghe điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói do dự, xin hỏi ngài có phải là bí thư vương hay không? Vương Tử Quân chợt có chút sững sốt, Hắn căn bản đều nhận ra được những người phụ nữ mà mình quen, nhưng người phụ nữ này lại căn bản không có chút thông tin nào trong đầu hắn, thế là hắn cười cười nói: "Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi chị là?" "Chào bí thư Vương, tôi là Thành Nhiên Tuệ." Giọng nói bên kia giống như đã bình tĩnh hơn khá nhiều, bên trong lời nói còn có vài phần run rẩy. "Thành Nhiên Tuệ?" Vương Tử Quân chợt nghĩ đến câu chuyện người con gái viết thư tình cho mình thời đại học. Trước đó hai người chỉ nói vài câu trong phòng họp của thành phố rừng mật, bây giờ nghe nói người gọi điện thoại đến là Thành Nhiên Tuệ, Vương Tử Quân chợt cười nói, "Chào bạn học cũ, nếu cô gọi tôi bằng tên, tôi chắc chắn sẽ nhớ ra, thế nhưng cô lại gọi tôi theo kiểu như vậy, không khỏi làm tôi cảm thấy hồ đồ." Trước khi Thành Nhiên Tuệ gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì đã suy nghĩ tình cảnh mà mình sẽ gặp phải, đối phương lạnh lùng hay là khách khí. Hai ý nghĩ này liên tục lóe lên trong đầu nàng. Thế nhưng cuối cùng thì nàng vẫn quyết định gọi điện thoại đến. Ngoài phương diện cần sự ủng hộ của hắn, chẳng lẽ nàng còn ôm ấp tình cảm năm xưa nữa sao? Vương Tử Quân có phản ứng như vậy không khỏi làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Hắn không tỏ ra tự cao tự đại với mình, cũng không quá nhiệt tình, thế nhưng như thế này đã nhiệt tình hơn năm xưa khi hai người còn học đại học rồi. Năm xưa nếu như Vương Tử Quân nhiệt tình như hôm nay, chính mình liệu có ở lại thành phố Giang Thị để cùng kết tóc xe tơ không? Trong đầu thành nghiên tuệ lóe lên hàng ngàn ý nghĩ, nàng do dự dây lát rồi áp chế lòng kích động nói, bí thư vương. Tôi, lúc này tôi gọi điện thoại có tính là quấy rối ngài không? Này, bạn học cũ, cô nên gọi tôi là vương tử quân, chúng ta không phải đang bàn chuyện công tác. Cô thế nào rồi, gần đây có khỏe không? Thành nhiên tuệ có chút do dự, sau đó khẽ nói tôi, Tôi vẫn gọi anh là Bí thư Vương, năm xưa khi còn ở trường thì anh cũng là bí thư chi bộ mà. Vương Tử Quân giống như đã quên chức vụ năm xưa của mình thời đại học, lúc này hắn nghe Thành Nhiên Tuệ nhắc đến, giống như khơi lại ký ức năm xưa, hắn cười cười nói, gọi tôi thế nào là tùy cô vậy. Thành Nhiên Tuệ nhiệt tình cho ra lời mời, "Bí thư Vương, ngài đã đến tỉnh Mật Đông, tôi cũng muốn nhiệt tình hiếu khách, muốn mời Bí thư Vương một bữa cơm, không biết ngài có thời gian rảnh không?" Vương Tử Quân cười cười sảng khoái nói, "Tốt, cô nói địa điểm đi." Hơn 10 phút sau Vương Tử Quân chạy đến nhà hàng Hân Nhã, đây là địa điểm mà Thành Nhiên Tuệ đã chọn, có hoàn cảnh rất tốt. Khi Vương Tử Quân mới xuống taxi thì đã thấy Thành Nhiên Tuệ đứng chờ bên cửa. Lúc này đầu mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, thế nhưng trang phục lại làm cho Thành Nhiên Tuệ trở thành một mỹ nữ trưởng thành đầy sức sống. Nàng mặc quần jean màu xanh nhạt phối hợp với áo lông màu trắng làm cho người ta vừa cảm thấy thanh nhã vừa ấm áp. Bí thư Vương khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Thành Nhiên Tuệ tiến lên chào đón. Nàng thấy Vương Tử Quân đi taxi đến, thế là có chút kinh hoàng. Vương Tử Quân ăn mặc khá tùy ý, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Thành Nhiên Tuệ nhìn qua và cảm thấy đối phương không có gì quá khác biệt so với năm xưa. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân thấy được sự trầm ổn, điều này làm cho Thành Nhiên Tuệ tràn đầy áp lực cũng từ đôi mắt kia mà nàng nhớ lại thân phận của người này. Lúc này vương tử quân đeo kính dâm, nhìn qua càng đẹp trai hơn. Nhiều người tới lui bên cạnh căn bản không thể ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi kia là lãnh đạo xếp vị trí thứ ba trong tỉnh Mật Đông. Vương tử quân nhìn bộ dạng vui vẻ của thành nhiên tuệ, hắn biết rõ nàng căn bản đã chờ đợi rất lâu với điều chỉnh kia. Vì sao mà thành nhiên tuệ được điều chỉnh, nguyên nhân trong đó là gì thì vương tử quân không muốn nói ra, cũng không muốn theo đuổi. Vương tử quân nâng ly trà lên cười cười với thành niên tuệ rồi nói chúc mừng cô. Thành niên tuệ nâng ly trà của mình lên cùng với vương tử quân, gương mặt trắng nõn có chút đỏ ửng. tôi đây là được hưởng chút hào quang của ngài, nếu không thì chuyện tốt như thế cũng không rơi lên đầu của tôi. Tôi nói thật nhé, thật ra tôi cũng không làm gì cả. Vương tử quân nhìn nhân viên phục vụ dâng thức ăn lên thì cười nói, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ thì trước mắt đã 10 năm qua rồi, nhớ năm xưa khi chúng ta tốt nghiệp đã có không ít người khóc rất dữ dội. Thành nhiên tuệ đỏ mặt lên, năm xưa trong bữa tiệc tốt nghiệp, nàng căn bản là người khóc mạnh mẽ nhất. Khi đó vì sao nàng lại đau lòng như vậy? Tất nhiên vương tử quân biết nguyên nhân. Nhân viên phục vụ bắt đầu dâng món ăn thì thành nhiên tuệ đã khôi phục lại như thường. Trong lúc trò chuyện với nhau thì Vương Tử Quân biết Thành Nghiên Tuệ đã kết hôn, cũng có một người con gái. chương 1534, một tôi đến bổ sung vào lỗ hồng. Uống rượu nói chuyện cố thường sẽ rất dễ động tình, lại càng dễ uống rượu hơn. Vương Tử Quân cũng không uống nhiều, thế nhưng Thành Nghiên Tuệ trước mặt đã có vài phần men say. Vương Tử Quân nhìn Thành Nghiên Tuệ lại duỗi tay về phía chai rượu, thế là hắn cầm luôn chai rượu trong tay, không cho cô nàng tiếp tục uống cho hết bí thư vương hôm nay tôi rất vui tôi muốn uống cho thoải mái thành niên tuệ nói với hai mắt khá lờ đờ muốn cướp lấy chai rượu trong tay của vương tử quân thành niên tuệ đưa tay đến thế nhưng lúc này nàng cũng không chộp vào chai rượu lại chộp vào bàn tay của vương tử quân vương tử quân không có phản ứng gì nhưng vẻ mặt của thành niên tuệ lại có chút khác thường nàng cầm lấy bàn tay của vương tử quân sau đó ngẩng đầu lên nói nếu như năm xưa tôi ở lại thành phố giang thị Hai người chúng ta liệu có khả năng không?" Ở lại Giang thị, câu nói này giống như kim châm vào trí nhớ của Vương Tử Quân, hắn cũng không phải không động tâm với một thành niên tuệ dịu dàng xinh đẹp. Thế nhưng khi đó hắn đã nhận được thông báo của ông nội, đó là hôn nhân của mình mà mình không được làm chủ, vì vậy sau khi nhận được thư tình của thành niên tuệ, hắn lựa chọn cách thức từ chối. Khi đó thành niên tuệ thật sự làm cho Vương Tử Quân động tâm, thế nhưng bây giờ cũng không giống trước kia. Mà thời gian cũng không thể quay lại được. Vương Tử Quân không trả lời, Thành Nhiên Tuệ giống như đã tỉnh lại vài phần từ cảm giác say cũng không hỏi tiếp. Sau món súp được nhân viên phục vụ dâng lên và hai người ăn xong, Vương Tử Quân cười cùng Thành Nhiên Tuệ rời khỏi nhà hàng. Sau này chờ vợ tôi đến, cô nên gọi cả anh nhà đi, hai nhà chúng ta dùng cơm cho vui. Vương Tử Quân rời khỏi nhà hàng thì cười nói lời mời với Thành Nhiên Tuệ. Không ngờ câu nói này lại làm cho tâm tình của Thành Nhiên Tuệ trầm xuống, khi vợ của anh đến, tôi sẽ mời cả nhà anh đi dạo. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy kinh ngạc vì phản ứng của Thành Nhiên Tuệ, đúng lúc này Thành Nhiên Tuệ cười khổ nói, tôi đã ly hôn rồi. Lúc này chuyện ly hôn đã là khá bình thường, Vương Tử Quân sau khi có chút kinh hãi thì xoa xoa bàn tay nói, đợi đến khi mẹ con Tiểu Bắc đến, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Vương Tử Quân đi Thành Nhiên Tuệ nhìn Vương Tử Quân lên taxi rời đi mà sinh ra cảm giác muốn khóc. Lúc này điện thoại của nàng chợt vang lên, nàng nhìn vào dãy số gọi đến, cũng nhanh chóng nghe máy, chợt bên kia vang lên giọng nói kiên định, Trần Thiên Ích là con của tôi, tuyệt đối không để cho cô nuôi. Anh Hồ, phía thành phố rừng mật có chuyện gì vậy? Vì sao đến bây giờ mà những công trình kia còn chưa được khởi công? Kim Chính Thiện kia muốn làm gì đây? Sầm Vật Cương vỗ tay lên mặt bàn dùng giọng tức giận nói. Phương Anh Hồ đứng đối diện với Sầm Vật Cương, hắn cảm thấy khá uất ức, thế nhưng ngoài miệng lại không dám phản biện. Hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, tất nhiên hắn hiểu tính tình của lãnh đạo, khi lãnh đạo nổi giận thì tốt nhất không nên mở miệng cãi lại, chỉ cần nghe là được. Câu nói hắn tâm đắc nhất chính là tìm biện pháp để thành công chứ không tìm cớ để nói về thất bại, càng mở miệng cãi thì càng không xong. Tiến đội xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao của thành phố rừng mật căn bản là quá chậm, đây không phải là vấn đề của mình, sau khi sầm vật gương phát giận xong thì sẽ hiểu mà thôi. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân là người đứng đầu tổ giám sát thi công, dù thế nào thì búa của lãnh đạo cũng không rơi xuống đầu Phương Anh Hồ. Vì vậy lúc này điều cần thiết của Phương Anh Hồ chính là chờ sầm vật gương nổi giận xong rồi nói sau. Bí thư, Hai ngày trước tôi có gặp chủ tịch Bác Hải của thành phố rừng mật, bọn họ nói tình hình tài chính có chút khó khăn, hai tháng tiền lương vừa qua của thành phố bọn họ chính là vì chủ tịch Bác Hải đứng ra vay mượn của ngân hàng. Phương Anh Hồ nhìn Sầm Vật Cương cúi đầu xuống uống nước rồi khẽ nói. Phương Anh Hồ không nói đến Kim Chính Thiện, vì lúc này Sầm Vật Cương đang nổi nóng vì Kim Chính Thiện, vì vậy hắn nói đến chủ tịch Bác Hải của thành phố rừng mật. Bác Hải là người mạnh vì gạo bạo vì tiền hơn so với Kim Chính Thiện, căn bản lại có mối quan hệ rất tốt với các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Bộ dạng của Sầm Vật Cương lúc này giống như những gì Phương Anh Hồ suy đoán, vẻ tức giận giảm đi không ít, thế nhưng những ngón tay không khỏi gõ lên mặt bàn, hừ, tình hình tài chính khó khăn, chúng ta đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình trong một khoảng thời gian, không có khó khăn mới là lạ. Có nhiều đối phương không nắm rõ chính phủ trong lúc công tác như vậy không phải không biết lửa sắp cháy đến nơi rồi sao? Có vài đồng chí trong lời nói của Sầm Vật Cương chính là Kim Chính Thiện, Phương Anh Hồ cảm thấy bí thư Sầm phê bình Kim Chính Thiện như vậy là không quá phận, tất nhiên hắn cũng không vì giúp đỡ nói tốt cho Kim Chính Thiện vài câu mà làm cho lãnh đạo của mình mất hứng. Thấy Phương Anh Hồ không nói lời nào thì Sầm Vật Cương lại gõ lên mặt bàn nói, lúc này các cấp tài chính đều khó khăn, cậu xem, chủ tịch đường cũng kể khổ với tôi, Giống như tôi là cái máy in ra tiền vậy. Sầm Vật Cương tuy ép Đường Trấn Huy rất gắt, thế nhưng những gì có thể làm chủ được thì Đường Trấn Huy đều vận hành theo ý mình. Dù sao thì Đường Trấn Huy cũng là chủ tịch tỉnh, Sầm Vật Cương cũng không quá áp chế được. Bí thư, tôi nghe nói diễn đàn đầu tư của Bí thư Vương đã sắp được hoàn thành, những ngày gần đây sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, nghe nói có mời không ít xí nghiệp, biết đâu diễn đàn đầu tư này sẽ giảm tải nhiều áp lực cho tỉnh chúng ta. Phương Anh Hồ căn bản có kiến thức nửa vời với những hạng mục công tác hiện tại của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này cũng chỉ có nó mới trấn an được Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương không nói gì, lão đi về phía bồn hoa bên cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói, "Phương diện xây dựng hạng mục của Đại hội thể dục thể thao thì cần chúng ta ném tiền ra, phương diện đầu tư chỉ là một phần tận tâm tận lực của bí thư Vương mà thôi." Phương Anh Hồ là người thông minh, sao không hiểu ý nghĩa câu nói của Sầm Vật Cương? hắn đang định nói vài lời với sầm vật gương, thế nhưng lúc này trên cơ bản không cần phải nói thêm. Cậu nói xem nếu thay đổi người chủ trì công tác của thành phố rừng mật, có phải sẽ tiến thêm một bước trong công tác đẩy mạnh xây dựng hạng mục chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao hay không? Sầm vật cương nói rất bình thản thế nhưng nghe vào trong tai Phương Anh Hồ lại giống như sấm sét. Đổi người chủ trì công tác của thành phố rừng mật, có thể nói là đổi vị trí của Kim Chính Thiện. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, lão có quyền uy thay đổi vị trí của tất cả các vị bí thư thị ủy trong tỉnh, đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng vị trí bí thư thị ủy rừng mật lại khác, tỉnh ủy chỉ có quyền đề nghị lên trung ương mà thôi. Chương 1534, hai tôi đến bổ sung vào lỗ hồng. Lúc này Sầm Vật Cương muốn động vào Kim Chính Thiện, như vậy sẽ có một tranh đấu lớn diễn ra. Nếu nắm bắt được Kim Chính Thiện thì uy tín của sầm vật gương sẽ tăng tiến thêm một bước, nếu như không thì sẽ là ảnh hưởng càng thêm nhiều. Hơn nữa, vài năm qua Kim Chính Thiện chủ trì công tác của thành phố rừng mật, đã làm không ít chuyện tốt, có thể nói là nhận được sự coi trọng của lãnh đạo thượng cấp. Nếu những thành tích của Kim Chính Thiện bị sầm vật gương chối bỏ, nếu không đẩy Kim Chính Thiện rời đi được, như vậy sẽ là một đòn nặng nề vào thanh danh của bí thư sầm. Phương Anh Hồ suy tư giây lát rồi nói, bí thư sầm, có vài chuyện tôi cảm thấy không nên nóng vội, nếu không được thì tôi sẽ tìm gặp trò chuyện với bí thư Kim một phen. Nếu như có thể bàn được thì tôi có thể đưa rượu và thức ăn đến bàn với anh ta rồi. Sầm vật cương phất phất tay trầm giọng nói. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên, cố tắc viêm đẩy cửa đi vào. Hắn thấy sầm vật cương đang nói chuyện với Phương Anh Hồ thì cười nói, bí thư, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Phương Anh Hồ khẽ cười với cố tắc phiêm, sau đó nói với sầm vật gương, chiều nay tôi cần phải tham gia một cuộc tiếp đãi, tôi đi trước, hai vị cứ trò chuyện với nhau. Người có quyền tự do đi vào trong phòng làm việc của sầm vật gương có thể nói đây là quyền lợi vô hình, càng biểu hiện mình là người thân cận với bí thư sầm. Bây giờ trong số các thường ủy tỉnh ủy mật đông thì chỉ có hai người có quyền lợi như vậy, một là cố tắc phiêm, người còn lại là Phương Anh Hồ. Mời anh ngồi, có chuyện gì vậy? Sầm vật cương ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của mình rồi trầm giọng hỏi cố tắc viêm. Quỹ tích phát triển của cố tắc viêm những năm qua có liên quan mật thiết đến sầm vật cương, nhiều lần hắn đến báo cáo công tác cũng làm cho sầm vật cương thả lỏng hơn. Sau khi nghe câu nói của bí thư sầm thì cố tắc viêm cười nói, bí thư sầm, ngày hôm qua tôi đến tham gia lễ khởi công công viên thế kỷ ở thành phố Linh Long, tôi đã trò chuyện qua với giám đốc đỉnh thành. Sầm Vật Cương có ấn tượng không tồi với Lỗ Đỉnh Thành, người này đã cho ra nhiều cống hiến trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Trước đó vài ngày lão sở dĩ để cho Phương Anh Hồ ra mặt giúp đỡ cho con của Lỗ Đỉnh Thành, chính là vì không muốn để cho người có lực ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh phải chịu ảnh hưởng. Giám đốc Lỗ nói thế nào? Tôi đã lâu rồi còn chưa gặp mặt anh ấy. Cô Tắc Phiêm cười cười nói, giám đốc Đỉnh Thành rất muốn báo cáo công tác với bí thư, thế nhưng dạo này ngài quá bận rộn. Sầm vật cương chỉ cười cười mà không nói gì. Lão tuy chú trọng đến lực ảnh hưởng của tập đoàn đỉnh duyệt với sự phát triển kinh tế của tỉnh, thế nhưng vẫn giữ khoảng cách với những người là chủ doanh nghiệp như lỗ đỉnh thành. Lão dù cảm thấy có lòng tin với sự tự chủ của mình, thế nhưng cũng không muốn đi quá gần với đám thương nhân kia. Cô tắc viêm thấy sầm vật cương không có phản ứng thì hiểu đó là quy củ, thế nên hắn khẽ cười nói, giám đốc lỗ biết ngài đang nóng lòng thúc đẩy các hạng mục chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, thế nên cố tình xuất lực vì sự kiện này, anh ấy nói tập đoàn của bọn họ tình nguyện đầu tư 20 tỷ. 20 tỷ không phải là con số nhỏ, sầm vật cương là người mà hầu như ngày nào cũng nhức đầu vì tài chính, bây giờ nghe thấy điều này thì tỏ ra cực kỳ vui mừng. Tuy 20 tỷ không giải quyết được vấn đề, thế nhưng với tình hình tài chính hiện tại của tỉnh Mật Đông, có 20 tỷ này cũng gần đủ để chống đỡ xây dựng các hạng mục chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Vậy điều kiện mà tập đoàn Đỉnh Duyệt đưa ra là gì? Sau khi làm cho mình tỉnh táo một chút thì sầm vật gương khẽ hỏi. Cô tắc phiêm cười cười nói, cái này tôi không nghe bọn họ nhắc đến, nhưng vài ngày trước khi Bí Thư Vương đi đến kiểm tra thị sát công tác của thành phố Linh Long, Giám đốc Lỗ Đỉnh Thành đã từng cầm theo bản kế hoạch đầu tư của mình đi gặp mặt Bí Thư Vương bí thư vương cũng không nói với tôi về điều này sầm vật cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng Cố tắc phim cười cười nói lỗ đỉnh thành nói bí thư vương cũng không quá chú trọng phương diện đầu tư của bọn họ thế nên yêu cầu bọn họ cần ngồi xuống đàm phán với diễn đàn đầu tư sầm vật cương không nói lời nào ánh mắt của lão xẹt qua mặt cố tắc phim một lúc lâu sau mới nói bí thư vương có suy xét của riêng bí thư vương Cố tắc viêm cũng không nói gì ở phương diện này, với những gì hắn hiểu về sầm vật cương, hắn biết lần này mình bị tra thuốc vào mắt. Chưa nói đến những phương diện gì khác, có đôi khi nói hớ, hơn nữa nói hớ quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau khi hồi báo vài hạng mục công tác mình được giao quản lý, cố tắc viêm rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương. Sau khi cố tắc viêm rời đi thì sầm vật cương khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục rơi vào trầm ngâm. Tập đoàn đỉnh duyệt chuẩn bị đầu tư 20 tỷ vào phương diện xây dựng hạng mục chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Điều này làm cho sầm vật cương vui mừng, đồng thời cũng có chút chấn động. Tuy lão biết rõ lỗ đỉnh thành luôn hy vọng kéo quan hệ với mình, thế nhưng tiền không phải là lá cây, lỗ đỉnh thành không thể tự nhiên ném ra nhiều tiền như vậy, chắc chắn có điều kiện của mình. Trước khi Vương Tử Quân đề xuất xây dựng diễn đàn đầu tư thì lỗ hồng về tài chính cho hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao là quá rõ ràng sao trước đó Lỗ Đỉnh Thành không ném ra 20 tỷ? Không phải lần này diễn đàn đầu tư của Vương Tử Quân sẽ có kết quả tốt sao? Trong đầu sầm vật cương lóe lên ý nghĩ như vậy, lão khẽ xoa đầu mình. 20 tỷ không là con số nhỏ, Vương Tử Quân từ chối số tiền lớn như vậy, Lỗ Đỉnh Thành có tiếp tục cầm số tiền này ra đầu tư không? Nếu lấy ra thì tất cả dễ nói, nhưng nếu như Lỗ Đỉnh Thành đổi ý, mà diễn đàn đầu tư không hoạt động đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí có hiệu quả không tốt, như vậy sẽ làm mất đi cơ hội tiếp nhận đầu tư của tập đoàn đỉnh duyệt, là mộ thất sách với công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao. Chuyện lớn như vậy thì cần nên thương lượng với mình mới cho ra quyết định mới đúng. Sầm Vật Cương chợt nghĩ như vậy, sau đó lão bấm điện thoại của thư ký, cậu liên lạc với bí thư Vương, hỏi xem khi nào thì diễn đàn đầu tư của bọn họ khai trương đây. Thư ký chỉ mất 3 phút đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sau khi châm đầy ly trà cho Sầm Vật Cương thì dùng giọng cung kính báo cáo, "Bí thư, vừa rồi tôi đã liên hệ với Bí thư Vương, anh ấy nói tất cả công tác đã chuẩn bị xong, ngày cụ thể sẽ do ngài chỉ định." "À, vậy thì cậu nói Bí thư Vương đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tốt nhất là đưa theo cả tài liệu về diễn đàn đầu tư đến đây." Sầm Vật Cương khoát tay với thư ký rồi trầm giọng phân phó. Thư ký đi rất khẽ. Sầm vật cương nhìn cửa đóng lại mà không khỏi thì thào, tốt nhất là diễn đàn đầu tư phát huy được tác dụng. chương 1535, tôi làm công tác, anh nhận thành tích. Lý Bạch Vũ thật sự quan tâm rất nhiều đến diễn đàn đầu tư, giống như gặp được tri kỷ của cả đời mình, thế nên căn bản đứng lên giữ gìn lợi ích của Vương Tử Quân ở khắp mọi nơi. Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì đang định nghĩ để cho Lý Bạch Vũ đến báo cáo công tác lần này vì chuyện khánh thành diễn đàn đầu tư mà lý bạch vũ đã dựa theo kế hoạch để phát ra thiếp mời cho không ít các doanh nghiệp trong tỉnh những doanh nghiệp kia nhận được giấy mời và nói rằng nhất định sẽ phái người tham gia thế nhưng lý bạch vũ thông qua một người quen đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong một doanh nghiệp để thu lượm được tin tức đó là những công ty kia cũng chỉ muốn đến tham gia mà thôi cũng không có ý muốn đầu tư ở phương diện này Vương Tử Quân và Lý Bạch Vũ đã bàn bạc với nhau khá nhiều về phương diện phát thiếp mời, tiền cảnh đầu tư và các phương án đầu tư đã được hội nghị của tổ lãnh đạo thông qua. Dựa theo ý nghĩ của Lý Bạch Vũ, tuyệt đối sẽ có công ty nhìn vào và thấy rõ tiền cảnh đầu tư, sau đó tiến hành hợp tác. Thế nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ cuộn sóng nào cho thấy hành động của mình là có hiệu quả. Vương Tử Quân đã xem qua kế hoạch chỉ định đầu tư của nhóm người Lý Bạch Vũ, lại thông qua quan hệ của Tần Hồng Cẩm. Thông qua không ít luận chứng của những chuyên gia đầu tư để lấy được kết luận chính là xã hội hóa các công trình thể thao sẽ kiếm được nguồn đầu tư dồi dào. Lý Bạch Phú cảm thấy tình huống này là không bình thường, nếu như diễn đàn đầu tư của hắn mà không có bất kỳ tác dụng nào, như vậy không khác nào chỉ là bình hoa, căn bản không có kết quả gì ra hồn. Vương Tử Quân đã suy tư tất cả, hắn biết có người quấy phá mình ở phương diện này, mục đích của bọn họ chính là ép nhóm người của mình nhượng bộ để cho bọn họ kiếm được lợi ích lớn nhất. Nhượng Bộ, Vương Tử Quân nghĩ đến hai từ này, đúng lúc này hắn đã đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương biểu hiện nóng lòng hoan nghênh Vương Tử Quân, không những mời Vương Tử Quân ngồi song song trên ghế salon, lại còn để cho thư ký pha loại trà ngon trước đó dâng lên cho Vương Tử Quân thưởng thức. "Bí thư Tử Quân, tôi nghe thư ký trưởng anh Hồ nói những ngày gần đây anh đi thị sát các thành phố trong tỉnh." Tuy tôi đồng ý anh nên nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, thế nhưng tôi cũng phải nhắc nhở anh, dù công tác có cần thiết thế nào thì sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Thế cho nên anh cũng không thể quá chu trọng đến công tác mà bỏ quên phương diện giữ gìn sức khỏe được." Sầm Vật Cương nói bằng giọng điệu rất quan tâm, giống như của một người anh với em trai của mình. Tuy Vương Tử Quân biết những lời quan tâm này căn bản chỉ là nói cho vui, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn nói với Sầm Vật Cương: Cảm ơn bí thư Sầm đã quan tâm, sau này tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, làm việc cần phải kết hợp với nghỉ ngơi." Sầm Vật Cương cười ha hả, cũng không nhanh chóng đi vào đề tài câu chuyện. Lão bắt đầu nói về tình huống của tỉnh Mật Đông. Lão là người cực kỳ hiểu rõ tình hình về tính cách và năng lực của các vị lãnh đạo chủ yếu của các thành phố trong tỉnh, cũng tiện tay chỉ ra khiếm khuyết của đám cán bộ này. Thông qua những lời nói của Sầm Vật Cương, mà Vương Tử Quân có thể chứng minh được những tình cảnh và những sự việc mình gặp phải khi đi đến các thành phố trong tỉnh kiểm tra giám sát. Thậm chí một vài ấn tượng cũng tìm được những điểm liên hệ nhất định. Tuy chỉ là vài lời nói chuyện thế nhưng Vương Tử Quân không khỏi bội phục Sầm Vật Cương. Hắn chăm chú lắng nghe lời nói của Sầm Vật Cương, thỉnh thoảng cũng hỏi những vấn đề mà mình còn chưa rõ. Mọi người đều thích lên mặt dạy đời kẻ khác tất nhiên sầm vật gương cũng không phải ngoại lệ. Sau khi vương tử quân tiến hành hỏi thăm vài thứ, nụ cười trên môi của lão căn bản lại thêm vui tươi hơn. Bí thư tử quân, tuy tỉnh Mật Đông truy cầu sự phối hợp phát triển cân đối giữa các thành phố, thế nhưng tốc độ phát triển của các thành phố là khác nhau, căn bản là chuyện khó thể nào thay đổi được. Vì vậy tôi cảm thấy ở phương diện phát triển kinh tế thì nên cho ra những thành phố động cơ trọng điểm được chú trọng bồi dưỡng, do đó lấy được kết quả thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển sầm vật cương cũng rất tán thưởng những quan điểm của vương tử quân tuy vương tử quân nói không nhiều thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đúng điểm quan trọng sầm vật cương lúc này càng thêm tán thành về năng lực của vương tử quân lão bây giờ cũng không xem vương tử quân là người nói suông nói chuyện cực kỳ đi vào trọng điểm vương tử quân khẽ gật đầu tuy sầm vật cương không nói rõ thế nhưng hắn biết trong tỉnh Mật Đông có hai thành phố được coi là động cơ trọng điểm. Một trong số đó là rừng Mật, vì đây là tỉnh thành của Mật Đông, có thể nói là địa phương dẫn dắt các nơi phát triển, tất nhiên thành phố còn lại chính là Linh Long được sầm vật cương chú trọng đào tạo bồi dưỡng. Phương tử quân căn bản nhìn thấy những ưu thế phát triển của thành phố Linh Long, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Khi hắn đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố Linh Long thì cũng không dám nói nhiều, tránh tình huống người ta nói mình nói càn, thế cho nên cũng không tiến hành trao đổi nhiều với đổ phấn đấu và miêu dược hổ. Bây giờ hắn ngồi trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lại nói ra những lời thật lòng của mình. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy gần đây thành phố Linh Long phát triển khá nhanh, thế nhưng kết cấu sản nghiệp lại quá đơn độc, chỉ dựa vào hai sản nghiệp là khoáng sản và bất động sản, tôi cho rằng điều này rất nguy hiểm cho sự phát triển của một thành phố. Nếu một khi thị trường có biến động, chỉ sợ sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thành phố Linh Long. Gương mặt tươi cười của sầm vật cương chợt xuất hiện vài phần xương lạnh, lão nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói với vương tử quân, bí thư tử quân, lo lắng của anh cũng không phải không đúng, nhưng anh nhìn vào sự việc và nói chung là có chút bi quan. Lúc này tình hình phát triển kinh tế mà anh được thấy chỉ là trạng thái phát triển đầu tiên của thành phố Linh Long mà thôi. Cũng chưa nói đến phương diện khoáng sản, về phương diện bất động sản thì căn bản là khá tốt. Anh có biết tình hình nóng nảy về bất động sản của thành phố Linh Long trong 2 tháng đầu năm là thế nào không? Bây giờ có thể nói ngay cả người của tỉnh Nam Giang còn phải đến thành phố Linh Long mua nhà. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tự tin của sầm vật gương, hắn biết mình muốn thuyết phục được sầm vật cương cũng không phải dễ dàng. Hắn cười cười định mở miệng, thế nhưng sầm vật cương lại không muốn thảo luận về vấn đề này. Bí thư tử quân, công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao lần này của tỉnh làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Anh bên kia có lẽ đã nhận được báo cáo rồi, đến bây giờ mà những hạng mục nhà thi đấu ở thành phố rừng mật còn đang để chống, thi công đã tạm dừng rồi nếu thật sự là như vậy thì ảnh hưởng với tỉnh mật đông chúng ta là rất lớn phía thành phố rừng mật cứ mở miệng là nói không có tiền để đối phó với tôi anh nói xem tôi có nên dùng lý do không có tiền để kêu khổ với tổng cục thể thao bên kia không sầm vật cương vỗ tay thật mạnh lên bàn trà vương tử quân căn cứ vào âm thanh phát ra mà cảm nhận được sự phẫn nộ của sầm vật cương vương tử quân do dự một chút rồi nói bí thư sầm thời gian không chờ người Bây giờ việc cần phải làm là đẩy nhanh xây dựng các hạng mục, mà phía thành phố rừng mật cũng có khó khăn của bọn họ. Cho nên những ngày gần đây tôi cố gắng thúc đẩy khánh thành diễn đàn đầu tư, hy vọng có thể thông qua diễn đàn này để tranh thủ tài chính đầu tư vào các hạng mục đang tạm dừng thi công. Vương Tử Quân nói căn bản rất có lòng tin, dù sao hắn cũng là người chủ quản công tác này, thế nhưng sự giúp đỡ của Sầm Vật Hương với công tác của hắn là càng quan trọng hơn. Sầm Vật Cương cũng gật đầu nói, "Bí thư Tử Quân, tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến tranh thủ tiền tài từ xã hội để tiến hành đầu tư cho hạng mục của Đại hội thể dục thể thao, thế nhưng tôi cảm thấy đó cũng không phải là sự việc có khả năng ngay lập tức, cần thời gian khá dài." Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn cầm lấy ly trà chờ Sầm Vật Cương nói tiếp. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, lúc đầu tiến hành khích lệ một chút, sau đó sẽ nói ra ý kiến bất đồng thời gian không chờ người, lúc này đã vào tháng 3, chúng ta chỉ còn một năm rưỡi mà thôi. Bây giờ chúng ta nhất định phải dốc hết sức thúc đẩy công tác xây dựng các hạng mục, nếu không thì kết quả sẽ là tỉnh mật đông chúng ta mất hết mặt mũi trong sự kiện lần này. Sầm vật cương nói đến đây thì uống một hớp nước nói, các doanh nghiệp trong tỉnh xưa nay luôn giúp đỡ rất lớn đến các công tác của chính quyền, tôi cảm thấy nên phát huy tác dụng của những xí nghiệp này. Như vậy chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hơn nữa còn có xúc tiến phát triển kinh tế theo kiểu một vốn một lời. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 134